MC Thanh Show Audio chuyện hay kính chúc quý khán giả có những phút vui vẻ và thoải mái trên kênh. Đừng quên like cũng như đăng ký kênh ủng hộ đội ngũ Ra Đều Video phục vụ mọi người nhé. Sau đây mời quý khán giả cùng nghe chuyện Chiến Thần Bất Tử tập 190. Đoạn Long bản thể, Hòa Bích Giao một dạng, chính là cửu U Thần Long một mạch. Như thế thể chất, tu hành Ngọc Đỉnh Môn một môn bảng chi công pháp, cực kỳ phối hợp, cho nên Đoạn Long địa vị và thực lực tại Ngọc Đỉnh Sơn rất nhiều trong hàng đệ tử, đều xem như vô cùng không phải tồn tại. Bây giờ hắn ngang tàng ra tay, tự nhiên để cho trong lòng người sợ hãi. Tuy Ngọc Đỉnh Sơn thượng, cấm chế sát lục, liền xem như Đoạn Long thật sự ra tay, cũng tuyệt đối không dám giết Liễu Bích Giao. Thế nhưng là Diệp Trần lại không phải Ngọc Đỉnh môn đệ tử, liền xem như bị Đoạn Long giết, cũng tuyệt đối sẽ không chịu đến trừng phạt gì. Diệp Trần, cẩn thận, một bên Lòng Son nhìn xem Đoạn Long biến thành cửu U Thần Long móng vuốt, buông xuống đến Diệp Trần đỉnh đầu, lập tức nhìn không được thất thanh cả kinh kêu lên. Bốn phía tụ tập khác Ngọc Đỉnh môn đệ tử, cũng là sắc mặt khác nhau. Chỉ có vừa mới trở lại Ngọc Đỉnh môn Nam nghi ngờ bọn người, bây giờ trên mặt lộ ra sầu lo thần sắc, nhưng mà bọn hắn lại không phải là vì Diệp Trần sầu lo, mà là vì Đoạn Long sầu lo. Đoạn Long thực lực, đích xác rất mạnh, nhưng mà Ngọc Đỉnh môn đệ tử, phần lớn không am hiểu chiến đấu. Bởi vậy, Đoạn Long chân chính thực lực, e rằng mấy ngày liền tòa Phi Ưng Thiên Tương cũng không sánh nổi. Mà Diệp Trần đâu, nhưng là có thể trực tiếp đem Phi Ưng Thiên Tương tầng thứ này cao thủ trực tiếp giết chết tồn tại. Nếu là bây giờ Đoạn Long thật sự chọc giận Liễu Diệp Trần, e rằng Diệp Trần chỉ cần một chiêu, là có thể đem Đoạn Long đánh hôi phi yên diệt. Chỉ mong vị này Diệp Huynh sẽ không như thế xúc động, nơi này chính là Ngọc Đỉnh Sơn, nếu là hắn thật sự giết Đoạn Long, Ngọc Đỉnh Môn chỉ sợ là sẽ không dễ dàng buông tha hắn. Nam nghi ngờ nhìn xem trước mặt Diệp Trần, trong lòng thầm thở dài một tiếng. Hưu. Tại Đoạn Long biến thành cửu U Thần Long long trảo, sắp bắt được Diệp Trần đỉnh đầu thời điểm, Diệp Trần thân ảnh đột ngột động liễu khởi tới. Giống như thuấn di đồng dạng, Diệp Trần thân ảnh xuất hiện ở Đoạn Long phía trên. Tùy ý hướng phía dưới một cước, Diệp Trần một chân, trực tiếp dẫm đạp ở Đoạn Long sau lưng của phía trên. Một cỗ trung cực tâm linh lực lượng, trực tiếp thẩm thấu đến rồi Đoạn Long thể nội. Đem Đoạn Long trong cơ thể hết thảy sức mạnh, toàn bộ giam cầm. Đoạn Long mặc dù thực lực phải, nhưng mà hắn cũng chính là một cái nửa bộ thiên nhân cấp cường giả mà thôi, liền sức mạnh cuối cùng đều chưa lĩnh ngộ. Tại Diệp Trần trước mặt, loại cấp bậc này thực lực, căn bản ngăn không được Diệp Trần một chiêu. Ầm ầm. Tại tứ chu những thứ này Ngọc Đỉnh môn đệ chết chăm chú, Diệp Trần chỉ dùng một cước, liền đem Đoạn Long từ trên trời đạp xuống, trực tiếp đem Đoạn Long dẫm nát lòng bàn chân. Chỉ ngươi thực lực như vậy, có tính khí lớn như vậy, thế mà không có bị người giết chết, cũng coi như là ngươi vận khí thật tốt, cút đi, về sau còn dám ở trước mặt ta kiêu ngạo như vậy, ta sẽ tự tay chém xuống ngươi long đầu. Diệp Trần cúi đầu nhìn chằm chằm dưới chân Đoạn Long, trong miệng đạm nhiên nói. Chợt, Diệp Trần nhấc chân, một cước đá vào Đoạn Long trên thân, trực tiếp đem Đoạn Long thân thể, đá bay đến rồi nơi xa. Ngụy trang thân ảnh, xông về Đoạn Long, cuối cùng ôm lấy Đoạn Long, nhanh chóng rời đi. Vị này khí thế hùng hổ mà đến Đoạn Long sư huynh, cứ như vậy chật vật không chịu nổi rời đi. Bốn phía một đám Ngọc Đỉnh môn đệ tử, tất cả đều nhìn nghẹn họng nhìn chân chối. Người này thực lực, thế mà lợi hại như vậy, liền Đoạn Long sư huynh, cũng không phải hắn một chiêu địch. Các ngươi còn không biết sao, chúng ta tại Hắc Ám Sâu Uyên Nội, đã từng tận mắt thấy, cái này Diệp Trần, tự tay đem một tôn Hắc Ám Quốc Độ chuẩn thiên nhân cao thủ chém giết. Đoạn Long sư huynh thực lực mặc dù cường hãn, thế nhưng là không có cách nào cùng Diệp Trần so sánh. Các ngươi có còn hay không là chúng ta Ngọc Đỉnh môn đệ tử, Đoạn Long sư huynh là của chúng ta đồng môn, hắn bị người đánh bại, chúng ta hẳn là nghĩ biện pháp vì Đoạn Long sư huynh đòi lại tràng tử. Đoạn Long chật vật không chịu nổi rời đi, bốn phía rất nhiều Ngọc Đỉnh môn đệ tử, phần lớn xì xào bàn tán liễu khởi tới. Đối với bọn họ tâm tư, Diệp Trần bây giờ căn bản không thèm để ý. Ngược lại toàn bộ Ngọc Đỉnh môn, cũng liền Bích Giao cùng Lòng Son, có thể để cho hắn hơi để ý một điểm, đến nỗi khác, Diệp Trần cũng không phải quá quan tâm. Lòng Son cô nương, lần trước còn muốn đa tạ ngươi hỗ trợ, mấy ngày gần đây nhất, ta sẽ tạm thời ở chỗ này, ngươi nếu có thì giờ rảnh, có thể tới ngồi một chút. Tiện tay đem Đoạn Long đuổi đi, Diệp Trần hướng về một bên Lòng Son nhếch miệng nở nụ cười, sau đó mới Hòa Bích Giao quay người về tới sau lưng tiểu viện bên trong. Bốn phía rất nhiều Ngọc Đỉnh môn đệ tử, thấy vậy cũng chỉ có thể phân tán bốn phía rời đi.
Bị Diệp Trần hung hăng giáo huấn một trận, ở trước mặt mọi người thật to ném đi một lần mặt mũi Đoạn Long, cũng không có lại lỗ máng đến tìm ngược. Mà Diệp Trần liền tại Bích Giao nơi ở, yên tâm ở lại, một bên tu hành, vừa chờ Diệp Giao đám người xuất hiện. Bích Giao đã sớm mượn nhờ Ngọc Đỉnh Môn bí thuật, tương Diệp Trần đi tới Ngọc Đỉnh Môn tin tức, cáo chi liễu Diệp Giao bọn người. Chỉ cần Diệp Giao bọn người thu đến tin tức này, nghĩ đến chẳng mấy chốc sẽ chạy tới nơi này. Mặc dù Tô Nhu Anh tình huống, vẫn như cũ để cho người ta lo lắng, nhưng mà so sánh trước đó, Diệp Trần trong khoảng thời gian này, xem như yên tâm nhiều. Tại Ngọc Đỉnh Sơn bên trên, Diệp Trần mượn nhờ lần này tại Hắc Ám Sâu Uyên Nội lấy được tinh nguyên khoáng, tu hành tốc độ, ngược lại là so trước đó nhanh hơn rất nhiều. Dựa theo suy đoán của hắn, có những thứ này tinh nguyên khoáng, nhiều lắm là chỉ cần thời gian hơn một năm, Diệp Trần liền có thể chân chính bước vào thiên nhân cảnh giới. Nếu là có thể trở thành chân chính thiên nhân, Diệp Trần tại thiên nhân đại lục hành động, tất nhiên sẽ so trước đó thuận tiện rất nhiều. Tại Bích Giao tin tức truyền tống ra ngoài thời điểm, khoảng cách Ngọc Đỉnh Môn cực xa khoảng cách một chỗ, một tòa quy mô khổng lồ thành trì, ở vào ở đây. Tòa thành trì này, cao vút trong mây, đứng ở trong đó kiến trúc phía trên, thậm chí có thể nhìn thấy, bốn phía có nhiều đóa đám mây, tại trong tầng lầu gian lưu truyền. Phía trước đã từng sai phái ra chuẩn thiên nhân Lạc Phong, đến đây săn giết Diệp Trần cái vị kia màn gia lão tổ, chính là ở vào tòa thành trì này bên trong. Số đông sinh hoạt tại thiên nhân đại lục võ giả, có thể cũng không có tới qua tòa thành trì này, nhưng lại tuyệt đối nghe nói qua tòa thành trì này tên. Tòa thành trì này tên, gọi là Lăng Tiêu Thành, chính là thiên đình hạch tâm chi địa, Lăng Tiêu Thành tại thiên đình chi nội địa vị, liền như là Vũ Hoàng Vương Chiêu Hoàng Thành đồng dạng. Lăng Tiêu Thành nội một tòa cao ngất kiến trúc bên trong, dung mạo xinh đẹp, nhưng mà so sánh trước kia, rõ ràng đã thành thục rất nhiều Diệp Giao, đang chậm rãi đi ở kỳ trung nhất tòa kiến trúc bên trong. Diệp Giao sư muội, nương nương để cho ngươi nhanh chóng đi qua gặp nàng. Một cái dáng người cao giáo nữ tử, từ một bên vội vàng đi tới, cười đối với Diệp Giao đạo. Diệp Giao khẽ gật đầu, chợt hướng về tòa cung điện này một chỗ đi đến. Chưa đi đến phía trước, Diệp Giao sắc mặt hơi hơi biến hóa, một ngón tay duỗi ra, tại trước mặt không gian nhẹ nhàng gõ rồi một lần. Một chuỗi giống như nước gợn sóng, chậm rãi nhộn nhạo lên. Tại trong nước gợn ở giữa, một đạo tin tức, đột ngột chui ra, truyền vào liễu Diệp Giao trong đầu. Nguyên bản thần sắc lạnh như băng Diệp Giao, tại thời khắc này, lại đột nhiên sửng sốt. Ước chừng sửng sốt thời gian một nén nhang, Diệp Giao trên mặt, mới hiện ra thần sắc mừng như điên. Ca ca, hắn thế mà đột phá thần linh thân thể hạn chế, đi tới thiên nhân đại lục, thật sự là quá tốt, ta muốn lập tức đi tới cùng ca ca gặp mặt. Trong miệng ấy ấy tự nói một câu, Diệp Giao bước nhanh hướng về phía trước phóng đi. Bây giờ nàng chính là thiên đình bên trong một vị nhân vật trọng yếu thân truyền đệ tử, hơn nữa đang tu luyện một môn quan trọng võ học, muốn rời khỏi mà nói, nhất định phải nhận được sư phó đồng ý mới có thể. Diệp Giao sư phó, chính là vừa mới đó nữ tử trong miệng nương nương. Vị này nương nương, đồng dạng được người xưng là thiên hậu nương nương, tại thiên đình chi nội, cái này vị thiên hậu nương nương, thế nhưng là cực kỳ nghịch thiên tồn tại. Diệp Giao mặc dù thân là thiên hậu nương nương thân truyền đệ tử, nhưng mà bình thường muốn gặp được thiên hậu nương nương, nhưng cũng không dễ dàng. May mắn, lần này vừa vặn thiên hậu nương nương muốn triệu kiến nàng, chỉ cần nàng đem tình huống nói cho thiên hậu nương nương, nghĩ đến lập tức có thể có được thiên hậu nương nương cho phép, ly khai thiên đình, tiến đến thấy mình ca ca. Một tòa rộng rãi kiến trúc đỉnh, Diệp Giao bước nhanh tiến nhập trong đó. Thiên hậu nương nương, liền ngồi ngay ngắn ở tòa này đại điện chi nội. Vẹn vẹn từ ở bề ngoài nhìn, thiên hậu nương nương, giống như là một cái đoan trang vô cùng phổ thông phụ nhân, căn bản nhìn không ra có chút chỗ kỳ lạ. Bất quá, ở trên thiên hậu nương nương bên cạnh, ba viên hình tròn trong suốt quang cầu, không ngừng chìm chìm nổi nổi, mỗi một khỏa quang cầu chi nội, đều tựa hồ ẩn chứa một cái tiểu thế giới, vô số màu sắc sặc sỡ tràng cảnh, xuất hiện ở đây chút quang cầu chi nội. Mặc dù đã gặp qua nhiều lần sư phụ của mình, nhưng mà mỗi lần nhìn thấy thiên hậu nương nương, Diệp Giao đều sẽ sinh ra một loại cảm giác hoàn toàn khác biệt. Đè nén xuống trong lòng loại kia cảm giác dị thường, Diệp Giao đi nhanh tiến lên, quỳ xuống hành lễ nói, sư tôn, ngươi để cho người ta gọi ta tới, chẳng lẽ là có chuyện gì? Là có một kiện đại sự. Thiên hậu nương nương nhìn về phía Diệp Giao, trong đôi mắt mang tới mấy phần ý cười, chậm rãi nói, Giao nhi, ngươi là ta nhỏ nhất đệ tử, cũng là ta các đệ tử bên trong, một cái duy nhất không có bước vào thiên nhân cảnh giới đệ tử, hôm nay ta đối với ngươi nói tới sự tình,
cũng chỉ có ngươi mới có thể hoàn thành. Sư tôn cứ việc hạ lệnh, nếu là Giao Nhi có thể làm được sự tình, tuyệt đối sẽ tận lực hoàn thành. Diệp Giao vẻ mặt nghiêm túc đạo. Trước mắt thiên hậu nương nương, đối với nàng thật có lấy đại ân. Trước đây Diệp Giao bọn người, tại tiềm long thế giới rơi vào thiên ngoại thiên thần cung chi bên trong, lấy bọn hắn ngay lúc đó thực lực, cơ hồ chắc chắn phải chết. May mắn, lúc đó thiên ngoại thiên thần cung những thần kia ma xuất động, đem bọn hắn cho cưỡng ép đưa đến Liễu Thiên Nhân Đại Lục. Nói đến, lấy bọn hắn ngay lúc đó thực lực, đi tới Thiên Nhân Đại Lục, tình cảnh cũng không so tại thiên ngoại thiên thần cung tốt bao nhiêu. Cũng liền vào lúc này, Diệp Giao bị thiên hậu nương nương coi trọng, thu làm thân truyền đệ tử. Chính là mượn nhờ thiên hậu nương nương hỗ trợ, Bích Giao bọn người, mới có thể tuần tự tại Thiên Nhân Đại Lục đứng vững gót chân, hơn nữa có cơ duyên của mình. Cho nên Diệp Giao trong lòng, nhìn trời hậu nương nương, đương nhiên cảm kích vạn phần. Thiên hậu nương nương mỉm cười, nhìn xem Diệp Giao đạo, ngươi không cần khẩn trương như vậy, chuyện này, nói đại cũng lớn, nói nhỏ, kỳ thực cũng không tính là gì, gần nhất thiên đình chi nội, sắp tổ chức một hồi thần quả thịnh yến, trong tràng thịnh yến này, ta Hòa Thiên Đế sẽ đem chỗ hữu Thiên Nhân Đại Lục thành danh cao tay, toàn bộ mời được thiên đình tới, đồng thời, chúng ta sẽ triệu tập Thiên Nhân Đại Lục các phe trẻ tuổi tuấn kiệt, cùng nhau tham gia thần quả thịnh yến. Sư tôn, chẳng lẽ cái này tuổi trẻ tuấn kiệt, muốn tại thần quả thịnh bữa tiệc tỉ thí với nhau? Diệp Giao lập tức đoán ra Liễu Thiên Hậu nương nương ý tứ trong lời nói. Không tệ, Thiên Hậu nương nương nhếch miệng cười nói, còn không chỉ như thế, lần này thần quả thịnh yến, trên thực tế, chính là vì các ngươi cái này tuổi trẻ tuấn kiệt, thiên đình sẽ tại cái này tuổi trẻ tuấn kiệt bên trong, chọn lựa ra 108.000 tên giới chủ, tiếp đó đem bọn hắn phân đất phong hầu đến thì không trường trong sông 108.000 cái vũ trụ thế giới bên trong, trở thành chút vũ trụ thế giới chúa tể. Toàn bộ thế giới, bao quát Thiên Nhân Đại Lục, đều sắp phát sinh biến đổi lớn, cho nên nếu như có thể trở thành một phương thế giới chúa tể, đối với các ngươi sau đó tu hành, sẽ có chỗ tốt rất lớn. Bởi vậy, ta hy vọng Giao Nhi ngươi có thể đủ bắt lấy lần này kỳ ngộ, tốt nhất có thể trở thành xếp hạng lớn nhất mấy cái vũ trụ thế giới chúa tể. Chỉ là dưới mắt thực lực của ngươi còn xa xa không đạt được tiêu chuẩn này, bởi vậy tại thần quả thịnh yến tổ chức phía trước, ta sẽ bồi bên cạnh ngươi, đối với ngươi tiến hành đặc huấn, chỉ cần ngươi có thể đủ tại thần quả thịnh yến tổ chức phía trước, lĩnh ngộ được sức mạnh cuối cùng, ngươi liền có hy vọng trở thành mạnh nhất cái kia vũ trụ thế giới chúa tể. Thiên hậu nương nương mà nói, nhượng Diệp Giao sắc mặt đột biến. Nàng mặc dù đi tới Thiên Nhân Đại Lục, cũng không có thời gian quá dài, thế nhưng là cũng biết, Thiên Nhân Đại Lục chính là viễn siêu thì không trường trong sông chư đa vũ trụ thế giới tồn tại. Thậm chí có thể nói, Thiên Nhân Đại Lục chính là thế gian này duy nhất chân thực tồn tại thế giới. Mà thì không trường trong sông chư đa vũ trụ thế giới đều chỉ có thể tính là hư huyễn tồn tại. Thiên Nhân Đại Lục võ giả đối với vu thì không trường trong sông chư đa vũ trụ thế giới cũng luôn luôn không thấy thế nào nổi. Nhưng mà bây giờ thiên đình lại muốn như thế gióng trống khua chiêng phân đất phong hầu thế giới chi chủ. Liền thiên hậu nương nương cũng chính miệng thừa nhận, thế giới này sắp phát sinh đại biến. Mấy ngày liền hậu nương nương đều cho rằng là đại biến sự tình, nhất định sẽ là một hồi cực kỳ nghiêm trọng tai nạn. Diệp Giao mặc dù đoán được những thứ này, nhưng mà nàng cũng không có nói ra, mà là yên lặng điểm đầu đạo là, sư tôn, ta nhất định sẽ cố gắng. Hiện tại Diệp Giao chính là nửa bộ thiên nhân cấp cường giả, cũng không lĩnh ngộ được sức mạnh cuối cùng tồn tại. Cho nên đơn thuần luận thực lực của nàng, so với những cái kia chuẩn thiên nhân, kỳ thực còn muốn chênh lệch rất nhiều. Bất quá nếu là nàng có thể lãnh ngộ được sức mạnh cuối cùng mà nói, lấy thiên hậu nương nương thủ đoạn, tuyệt đối có thể tải trong thời gian cực ngắn, nhượng Diệp Giao thực lực tăng cường đến cực kỳ đáng sợ tình cảnh. Hơi do dự, Diệp Giao trên mặt đã lộ ra mấy phần hưng phấn nói, sư tôn, còn có một việc, ta phải hướng ngươi bẩm báo tin tường, ta vừa mới nhận được tin tức, ca ca của ta đã từ quê hương của ta đi tới Liễu Thiên Nhân Đại Lục, cho nên ta muốn cầu sư tôn, cho phép ta rời đi một đoạn thời gian, tiến đến cùng ta ca ca gặp mặt. Ca ca của ngươi, thiên hậu nương nương trong đôi mắt lộ ra mấy phần thần sắc kinh dị. Nàng đối với Diệp Giao trong miệng ca ca, đương nhiên sẽ không lạ lẫm, trước kia Diệp Giao lúc đến nơi này, đã từng tuần tự mấy lần đề cập tới ca ca hai chữ. Nhưng mà, thiên hậu nương nương đối với Diệp Giao trong miệng ca ca, cũng không có quá coi ra gì. Bởi vì, Thiên Nhân Đại Lục cùng khác thế giới hư ảo, căn bản chính là hai cái tầng thứ tồn tại. Cho dù là tại cái khác thế giới, thiên tài đi nữa tồn tại, tu hành tốc độ, cũng sẽ không so ra mà vượt Thiên Nhân Đại Lục võ giả.
chút người này người đều tin tưởng. Lại thêm, muốn tại những cái kia thế giới hư ảo, lĩnh ngộ được sức mạnh cuối cùng, độ khó to lớn, so tại thiên nhân đại lục trực tiếp trở thành thiên nhân, còn khó hơn nghìn lần vạn lần. Điểm ấy từ thiên nhân đại lục thiên nhân cấp võ giả về số lượng cũng có thể thấy được. Thiên nhân đại lục thiên nhân cấp võ giả, cơ hồ hơn 9 thành, cũng là sinh ra từ thiên nhân đại lục. Chỉ có không đến một thành thiên nhân cấp võ giả, đến từ khác thế giới hư ảo. Bất quá, bởi vì tu hành điều kiện quá mức hà khắc quan hệ, tại thế giới hư ảo nội tu hành trở thành thiên nhân võ giả, đồng dạng thiên phú mạnh, muốn vượt xa quá thiên nhân đại lục thiên nhân. Sau này, những này người thành tựu, cũng sẽ cực cao. Giống như là thiên hậu nương nương hòa thiên đế, liền tất cả đều là đến từ thế giới hư ảo. Thế giới hư ảo tu hành điều kiện hà khắc như vậy, hơn nữa cái này chủng tu hành điều kiện, vẫn đang không ngừng chuyển biến xấu. Đến rồi bây giờ, những thứ này thế giới hư ảo, đã rất khó lại đản sinh ra một danh thiên nhân. Bởi vậy, ở trên thiên hậu nương nương trong lòng, Diệp Giao trong miệng cái kia vị thiên tư cách cực cao ca ca, cho dù là thiên tư cường thịnh trở lại, sau này cũng nhiều lắm là chính là trở thành một tôn cự đầu cấp cường giả, thậm chí trở thành nửa bộ thiên nhân cấp cường giả, chính là đỉnh phong, cơ hồ không có hy vọng đi tới thiên nhân đại lục. Ai biết, bây giờ Diệp Giao lại còn nói, ca ca của nàng đã đi tới liễu thiên nhân đại lục. Chẳng lẽ hắn cùng Giao Nhi một dạng, cũng đụng phải cơ duyên cực lớn. Thiên hậu nương nương cau mày, trong lòng thầm nhủ một tiếng. Chợt, thiên hậu nương nương một ngón tay duỗi ra, tại trước mặt ba viên viên cầu một trong mặt ngoài, nhẹ nhàng gõ rồi một lần. Kinh nhân nhất màn xuất hiện, viên này tròn cầu chi nội, thế mà đột ngột xuất hiện Liễu Diệp Trần thân ảnh. Từng bức họa, ở nơi này khỏa tròn cầu chi nội thoáng hiện. Nếu như Diệp Trần bây giờ ở vào nơi này, khẳng định có thể phân biệt ra được, những hình ảnh này, lại là hắn đã từng tại chân linh thế giới, cùng người chinh chiến tràng cảnh. Thiên hậu nương nương thực lực, cơ hồ đạt đến một mức độ khủng bố. Cho nên, nàng lại có thể mượn nhờ Diệp Giao trên thân hòa Diệp Trần nhân quả, trực tiếp nhìn thấu Diệp Trần quá khứ. Loại này quan sát qua đi tương lai thủ đoạn, tất nhiên thần kỳ, nhưng cũng không phải là không có hạn chế. Nói như vậy, bị quan sát người, thực lực càng mạnh, quan sát thì càng phí sức. Thiên hậu nương nương bây giờ quan sát Diệp Trần, một mực nhìn thấy Diệp Trần nắm giữ thần đạo cực cảnh thực lực, cuối cùng tại hoàng thành chi chiến người bị thương nặng những hình ảnh này, thiên hậu nương nương trước mặt quang cầu chi nội, liền đột ngột ra hiện liễu nhất từng đạo vặn vẹo gợn sóng, còn dư lại hình ảnh, cũng không còn cách nào thấy rõ ràng. Có thể trực tiếp quấy nhiễu được quan sát của ta, người này cũng đã lĩnh ngộ được liễu trung cố hết sức lượng tồn tại. Thiên hậu nương nương trong đôi mắt tràn đầy thần sắc kinh dị. Nàng vốn là chỉ là xem ở đồ đệ mình mặt mũi, muốn tùy ý nhìn một chút Diệp Trần bản tính. Nếu là Diệp Trần tính cách quá kém, nàng thậm chí không ngại tự mình ra tay, giúp mình đồ đệ trừ bỏ cái này nhân tố không ổn định. Nhưng mà thiên hậu nương nương lại không nghĩ rằng, cái này xem xét, thế mà để cho nàng phát hiện liễu nhất tôn chân chính thiên tài nhân vật. Ngắn ngủi thời gian mười mấy năm, từ bắt đầu tu hành, đến trở thành lĩnh ngộ liễu trung cố hết sức lượng chuẩn thiên nhân, cái này trùng tu hành tốc độ, cho dù là phóng tại thiên nhân đại lục, cũng tuyệt đối xem như cực kỳ nhanh chóng. Huống chi, Diệp Trần tu hành chỗ, chính là tu hành hoàn cảnh càng thêm ác liệt tiềm long thế giới. Giao Nhi, ngươi vị này ca ca, thực lực chỉ sợ cũng khá tốt, đoán chừng bây giờ đã có chúng ta thiên đình phổ thông thiên tướng thực lực. Thiên hậu nương nương trầm mặc phút chốc, nhìn về phía Diệp Giao đạo thần quả thịnh yến lập tức phải tổ chức, ngươi trong khoảng thời gian này, muốn tranh đoạt từng giây tu hành, không thể rời đi ta một bước, cho nên liền không nên đi qua thấy ngươi vị này ca ca, không nếu như để cho hắn đến đây thiên đình, cũng tham gia lần này thần quả thịnh yến tốt, lấy thực lực của hắn, thành vi thế giới chi chủ có thể không lớn. Nhưng mà thu được một chút cơ duyên, vẫn là không có vấn đề. Ở trên thiên hậu nương nương xem ra, Diệp Trần lĩnh ngộ sức mạnh cuối cùng, cũng bất quá mới một chút thời gian như vậy, tu hành hoàn cảnh, lại là ở vào tiềm long thế giới như thế ác liệt chi địa. Bởi vậy, Diệp Trần thực lực, hẳn là chỉ có thể coi là phổ thông chuẩn thiên nhân thực lực. Bất quá Diệp Trần thiên phú, lại hết sức kinh người, có thể so với thiên nhân đại lục cao cấp nhất thiên tài, lần này thần quả thịnh bữa tiệc. Tới tất cả đều là các phương cường giả, trong đó nhất định sẽ có người tuệ nhãn biết anh tài, nhận ra Diệp Trần vị này thiên tài đứng đầu tồn tại, nói không chừng, liền sẽ có cường giả kia động tâm, tương Diệp Trần thu làm đệ tử, loại cơ duyên này, hoàn toàn chính xác tương đương hiếm thấy. Thiên hậu nương nương mà nói, nhượng Diệp Giao có chút do dự. Nàng bây giờ thực sự có chút không kịp chờ đợi muốn đi hòa Diệp Trần gặp mặt.
Bất quá vừa nghĩ tới Thiên Hậu Nương Nương nói tới Diệp Trần thực lực, Diệp Sao mới cải biến trong lòng quyết định. Hảo, ta sẽ đem tin tức này nói cho ca ca bọn hắn, để bọn hắn cũng tận lực đến đây tham gia lần này thần quả thịnh yến. Mấy ngày liền Hậu Nương Nương đối với lần này thần quả thịnh yến, cũng coi trọng như thế, Diệp Sao đương nhiên cảm thấy, nhất định phải nói cho Diệp Trần bọn người, để bọn hắn cũng tới tham gia, tuyệt đối không thể bỏ qua lần này cơ duyên. Một bên khác, ở vào Ngọc Đỉnh Sơn Thượng Diệp Trần, đang giáo huấn Đoạn Long một chầu về sau, ngược lại là qua an ổn nhiều. Đương nhiên, bình thường cũng không thiếu được có Ngọc Đỉnh môn đệ tử, hướng về phía hắn chỉ trỏ. Nhưng mà đối với cái này chút, Diệp Trần căn bản vốn không quan tâm. Chờ Diệp Trần tại Ngọc Đỉnh Sơn Thượng, cư ngụ ước chừng có hơn tháng thì gian chi phía sau, mấy đạo thân ảnh xuất hiện tại Ngọc Đỉnh Sơn chân núi. Trong đó dễ thấy nhất, chính là đi ở phía trước một cái cụt một tay lạnh lùng nam tử. Người này, bỗng nhiên chính là Yến Tu, tại Yến Tu bên người, nhưng là Ngô Tử Xuyên cùng Lâm Quan Kỳ mấy người. Ngô Tử Xuyên trong đôi mắt mang theo vài phần kích động, ngẩng đầu nhìn phía trước Ngọc Đỉnh Sơn đạo, ở đây chính là Ngọc Đỉnh môn phạm vi, không có bắt được cho phép, chúng ta sợ là không cách nào dễ dàng tiến vào bên trong, các ngươi chờ, ta liên lạc một chút Bích Giao, có Liễu Bích Giao dẫn tiến, chúng ta tiến vào Ngọc Đỉnh Sơn liền muốn đơn giản nhiều. Hảo, ngươi nhanh lên liên lạc Bích Giao, ta đã có chút không kịp chờ đợi muốn gặp được Diệp Trần tiểu tử này. Lâm Quan Kỳ nhếch miệng cười nói, bọn họ đều là nhiều năm hảo hữu, đi tới Thiên Nhân Đại Lục sau đó, càng là dựa vào nhau, đối với đối phương cũng sớm đã vô cùng tin cậy. Ngô Tử Xuyên lấy ra một cái tín phù, đem chính mình ý thức rót vào trong đó, tiếp đó đem hắn đánh ra ngoài. Quả ngọc phù này, hướng thẳng đến Ngọc Đỉnh Sơn Thượng bay đi. Vẹn vẹn đi qua không đến thời gian một chén trà, Ngọc Đỉnh Sơn Thượng, Diệp Trần hòa Bích Giao thân ảnh, đột ngột xuất hiện, giống như một đạo tàn ảnh, hướng về dưới núi vọt xuống tới. Là Diệp Trần tên kia, nhìn thấy Diệp Trần thân ảnh, liền thần sắc lạnh lùng Yến Tu, khóe miệng cũng lộ ra mấy phần ý cười. Siêu, mấy người thân ảnh, cũng đồng dạng hướng về Diệp Trần phương hướng phóng đi. Bây giờ bọn hắn tại Thiên Nhân Đại Lục tu hành nhiều năm như vậy, trừ Liễu Lâm Quan Kỳ thực lực hơi nhược điểm, vẹn vẹn chỉ là Thiên Vương cấp tiêu chuẩn bên ngoài, Ngô Tử Xuyên bọn hắn, cơ hồ tất cả đều là nửa bộ Thiên Nhân cấp cường giả. Kỳ thực cái cũng khó trách, bọn hắn tại chân linh thế giới, chính là một phương thiên tài cấp nhân vật, chỉ là bởi vì chân linh thế giới tu hành điều kiện, thực sự quá tải ác liệt, cho nên mới hạn chế thiên phú của bọn hắn. Dù cho như thế, bọn hắn cuối cùng cũng thành công tu hành đến Liễu Thần Đạo cảnh giới. Có thể tại chân linh thế giới tu hành đến thần đạo cảnh giới, chỉ là điểm ấy, liền đã chứng minh thiên phú của bọn hắn. Đi tới Thiên Nhân Đại Lục sau đó, thiên phú của bọn hắn đương nhiên hiển lộ hoàn toàn, tu hành tốc độ, cơ hồ tiến triển cực nhanh, trở thành nửa bộ thiên nhân, không chút nào kỳ quái cái gì. Đương nhiên, bọn hắn có thể hay không tiến thêm một bước, trở thành chân chính thiên nhân, này liền để cho người ta khó mà dự liệu. Oanh! Đang lúc song phương sắp tiến tới với nhau thời điểm, Lâm Quan Kỳ đột nhiên nhếch nhếch miệng, trên thân bốc lên một cỗ pháp tắc lực lượng, hướng về Diệp Trần đánh tới. Đương nhiên, hắn đánh ra pháp tắc lực lượng, mặc dù khí thế hùng hổ, nhưng mà rõ ràng cũng không ẩn chứa cái gì sát ý, chỉ là muốn thăm dò Diệp Trần mà thôi. Diệp Trần thấy vậy, cước bộ không ngừng, một cỗ trung cực tâm linh lực lượng, thấu thể mà ra, liền đem những thứ này pháp tắc lực lượng, tan rã không còn một mống. A, à, Diệp Trần ngươi tại chân linh thế giới tu hành, tốc độ thế mà cũng có thể biến thái như vậy, ta ngược lại thật ra muốn nhìn, ngươi bây giờ thực lực như thế nào. Tu vi đạt đến nửa bộ thiên nhân Ngô Tử Xuyên mấy người, thấy cảnh này, nhếch nhếch miệng, liếc mắt nhìn nhau, đột ngột đồng thời ra tay, từ tứ phía vây quanh Liễu Diệp Trần, riêng phần mình đánh ra một chiêu. Bọn hắn đã đạt đến nửa bộ thiên nhân cấp thực lực, sử dụng cũng là pháp thuật cấp võ học. Một chiêu đánh ra, khí thế hung hãn, liền cùng tại Diệp Trần bên người Bích Giao, cũng nhanh chóng lui sang một bên, miễn cho bị liên lụy. Diệp Trần đối với cái này, đương nhiên không thèm để ý chút nào. Một tay lăng không, một đoàn tân hỏa hỏa loại sức mạnh, trống rỗng xuất hiện, đem bốn phía mấy người đánh ra pháp thuật cấp sức mạnh, tất cả đều hút vào tân hỏa hỏa trùng bên trong. Ngô Tử Xuyên mấy người, thấy vậy mới xem như triệt để bất đắc dĩ, quay đầu nhìn về phía vẫn không có xuất thủ Yến Tu đạo, Yến Tu, thì nhìn ngươi, chúng ta thế nhưng là tại Thiên Nhân Đại Lục tu luyện nhiều năm như vậy, nếu là thật bị Diệp Trần đè phía dưới, đó cũng quá mất mặt, ngươi cần phải cho chúng ta đem cái này mặt mũi đòi lại. Diệp Trần nghe vậy, trên mặt cũng lộ ra mấy phần kinh ngạc, nhìn về phía Yến Tu.
Yến Tu vẫn là cụt một tay, nhưng mà trên người hắn tản ra băng lãnh khí tức, rõ ràng là chuẩn thiên nhân mới có thể có khí tức. Yến Tu thực lực, thế mà so Ngô Tử Xuyên mấy người, còn muốn càng mạnh hơn một bậc, thình lình đã có chuẩn thiên nhân thực lực. Có thể lãnh ngộ được sức mạnh cuối cùng, cái này đã chẳng khác gì là một bước vào liễu thiên nhân cảnh giới. Cho dù là tại thiên nhân đại lục, như thế cường giả, cũng 10 phần hiếm thấy. Diệp Trần hòa Yến Tu bọn người tách ra 10 mấy năm, bây giờ gặp lại lần nữa, lẫn nhau tương chi gian, thực lực hay là kéo ra chênh lệch. Diệp Trần mặc dù mới vừa đến thiên nhân đại lục, nhưng mà hắn gặp gỡ lạ thường, hơn nữa thiên phú mạnh hơn xa những người khác, cho nên bây giờ, thực lực vẫn tối cường. Yến Tu bọn người ở trong, bây giờ lại là Yến Tu thực lực tối cường, liền xem như gia nhập vào Ngọc Đỉnh Môn Bích Giao, thực lực cũng không bằng Yến Tu. Đương nhiên, Bích Giao tại Ngọc Đỉnh Môn bên trong, vẫn là học tập đến rồi không thiếu thủ đoạn khác, cũng không thể đơn thuần lấy sức chiến đấu tính toán. Bây giờ Ngô Tử Xuyên bọn người, không có thăm dò ra Diệp Trần nội tình, lập tức đem thực lực mạnh nhất Yến Tu đẩy ra ngoài. Yến Tu cũng không khách khí, trực tiếp đứng ra, hắn đã sớm nhìn ra, Diệp Trần giá đồng dạng lĩnh ngộ liễu trung cố hết sức lượng, trở thành chuẩn thiên nhân cấp tồn tại, cho nên khi nhưng cũng muốn thử một chút, bây giờ Diệp Trần thực lực như thế nào. Diệp Trần, ngươi cẩn thận, trong miệng nhắc nhở liễu Diệp Trần một câu, Yến Tu trong tay, một đạo giống như hư ảo vậy kiếm ảnh, trống rỗng xuất hiện. Diệp Trần nhìn thấy đạo này hư ảo kiếm ảnh, đôi mắt lập tức lộ ra mấy phần thần sắc kinh dị. Bởi vì, Yến Tu trong tay hư ảo kiếm ảnh, bỗng nhiên chính là một cái thiên nhân quyền trượng. Chỉ bất quá, Yến Tu hẳn là không thu được quá mức bảo vật quý giá, bởi vậy cái này thiên nhân quyền trượng, vẫn chỉ là một xác rỗng, cũng không chân chính hình thành. Dù cho như thế, tay cầm thiên nhân quyền trượng Yến Tu, thực lực hay là lập tức tăng nhiều. Hưu, từng đạo giống như phân thân vậy kiếm ảnh, từ Yến Tu trong tay thiên nhân quyền trượng phía trên phóng thích ra ngoài. Đồng thời, lăng lệ vô cùng khí tức, từ Yến Tu trên thân bảo phát ra. Cố khí tức này bên trong, ẩn chứa vô cùng mãnh liệt kiếm đạo chân ý, nhượng Diệp Trần lập tức minh bạch, Yến Tu lĩnh ngộ sức mạnh cuối cùng, chỉ sợ là trung cực kiếm đạo chi lực. Diệp Trần phía trước tu hành thủ đoạn mạnh nhất, cũng đồng dạng là kiếm đạo. Hắn cơ hồ chỉ thiếu chút nữa, liền có thể lĩnh ngộ được trung cực kiếm đạo chi lực, nhưng mà cuối cùng, lại bởi vì tâm cảnh sức mạnh, càng mạnh hơn một bậc, cho nên mới lĩnh ngộ được liễu trung cực tâm linh lực lượng. Bây giờ chợt nhìn thấy Yến Tu thi triển trung cực kiếm đạo chi lực, Diệp Trần giá lập tức có hứng thú. Tân hỏa hỏa chủng, Diệp Trần bên cạnh, một đoàn đoàn tân hỏa hỏa diễm sức mạnh, trống rỗng xuất hiện. Những ngọn lửa này xuất hiện, nhưng Yến Tu sắc mặt biến hóa, hắn cũng cảm nhận được những thứ này tân hỏa lực lượng đáng sợ. Bất quá sau một khắc, Yến Tu trên người vô số kiếm ảnh, liền đột ngột hóa thành liễu nhất từng đạo tinh diệu vô cùng kiếm chiêu, hướng về Diệp Trần đánh tới. Những kiếm chiêu này, nếu là xuất hiện tại Tiềm Long thế giới lời nói, mỗi một chiêu uy lực, đều có thể so với nửa bộ thiên nhân cấp cường giả, cơ hồ đã đạt đến pháp thuật cấp kiếm thuật cánh cửa. Nhưng mà tại Yến Tu trong tay, lại tựa hồ như chỉ là tiện tay sử ra kiếm thuật mà thôi. Đây chính là trung cực kiếm đạo chi lực, quả nhiên không thể coi thường. Diệp Trần sắc mặt kinh dị cảm thụ được bốn phía đây hết thảy. Yến Tu đánh ra trung cực kiếm đạo chi lực, mặc dù lăng lệ, nhưng mà Diệp Trần bên cạnh bao phủ tân hỏa hỏa chủng sức mạnh, lại giống như một mặt tấm chắn, đem các loại trung cực kiếm đạo chi lực, tất cả đều ngăn trở. Hai người tỉ thí với nhau chỉ chốc lát, liền riêng phần mình thu tay lại. Diệp Trần, nhiều năm không gặp, không nghĩ tới thực lực của ngươi vẫn như cũ đáng sợ như thế. Yến Tu cười khổ một tiếng, hướng về phía Diệp Trần đảo. Hắn nói như vậy, chẳng khác gì là thừa nhận, thực lực của hắn không như lá trần. Vừa rồi hai người mặc dù chỉ là đơn giản so tài một chút, thế nhưng là Yến Tu bên này, cơ hồ đã ra toàn lực, mà Diệp Trần nhưng như cũ một bộ phong khinh vân đạm bộ dáng, hai người thực lực ai cao ai thấp, rất dễ dàng liền phân bua ra. Diệp Trần nhếch miệng cười nói, thực lực của ngươi cũng rất mạnh. Nếu như không có nhận được tân hỏa hỏa chủng mà nói, hôm nay luận bàn, Diệp Trần nhiều lắm là cũng liền hòa Yến Tu đấu ngang tay. Yến Tu thực lực, tuyệt đối đã đạt đến chuẩn thiên nhân cấp độ, mặc dù chỉ là phổ thông chuẩn thiên nhân cấp độ, thế nhưng lại cũng muốn so Ngô Tử Xuyên chờ nửa bộ thiên nhân cấp cường giả thực lực, mạnh rất nhiều. Diệp Trần, thiệt thòi chúng ta còn vì ngươi lo lắng lâu như vậy, không nghĩ tới ngươi cái tên này không những không có việc gì, ngược lại lại chạy tới đả kích chúng ta. Ngô Tử Xuyên quệt mồm, từ một bên đi tới, tại Diệp Trần trên bờ vai,
Trọng Trọng vỗ Nhất Ba trưởng. Diệp Trần bị vỗ nhìn không được nhếch nhếch miệng, trên mặt lại tràn đầy ý cười. Kể từ hắn cách khai chân linh thế giới một khắc này, vì cái gì liền đem đám người tất cả đều tìm được, bây giờ chung quy là đã đạt thành tâm nguyện. Đương nhiên, duy nhất nhượng Diệp Trần có chút bận tâm, chính là Diệp Sao hòa Tô Nhu Anh hai người, vẫn không có tin tức. Diệp Sao thì cũng thôi đi, ít nhất bây giờ đám người biết tung tích của nàng, thế nhưng là Tô Nhu Anh hướng đi, liền để người thập phần lo lắng. Đang lúc Diệp Trần mấy người, mặt mũi tràn đầy hưng phấn, tụ cùng một chỗ nói ra những năm này trải qua thời điểm, một bên Bích Giao, đột nhiên sắc mặt biến hóa, một tay từ trước mặt trong hư không, lấy ra một cái tín phù, cẩn thận cảm ứng liễu khởi tới. Sau một lát, Bích Giao cười khổ mở miệng nói, Diệp Trần, còn có các ngươi đại gia, Diệp Sao muội muội truyền tới tin tức, nói nàng có thể không cách nào chạy tới. Cái gì, bây giờ thế nhưng là Diệp Trần xuất hiện, Diệp Sao nha đầu kia như thế ỷ lại Diệp Trần, làm sao lại không thân từ chạy tới một chuyến, chẳng lẽ là xảy ra chuyện gì? Yến Tu bọn người nghe vậy, lập tức sắc mặt đại biến, nhìn về phía Bích Giao. Diệp Sao đối với Diệp Trần cảm tình, bọn họ đều là rõ ràng. Cho nên bọn hắn bây giờ mới có thể như thế mê hoặc. Bích Giao khẽ lắc đầu, đạo là đã ra sự tình, thế nhưng là cũng không phải là các ngươi nghĩ như vậy. Diệp Giao muội muội đưa tin tới, nói nàng sư phó Thiên Hậu nương nương nói cho nàng, một năm sau đó, Thiên Đình Lăng Tiêu thành nội, sắp tổ chức một hồi thần quả thịnh yến, đến lúc đó toàn bộ thiên nhân đại lục thành danh cao tay, cùng với rất nhiều trẻ tuổi tuấn kiệt, đều sẽ tham gia lần này thịnh yến, cho nên Diệp Giao muội muội muốn chúng ta cũng đi qua tham gia, nghe nói nếu như tại lần này thịnh yến mà biểu hiện đầy đủ ưu tú, thậm chí có thể có được chỗ tốt rất lớn, lần này thịnh yến còn có thể chọn lựa ra ước chừng 108.000 cái thế giới chi chủ. Thế giới chi chủ, đây là cái gì? Bao quát Diệp Trần tại bên trong, mấy người tất cả đều mặt mũi tràn đầy mê hoặc. Bích Giao giải thích nói, căn cứ vào Diệp Giao muội muội nói tới, thế giới chi chủ là Thiên Đình dự định phân đất phong hầu đến thì không trường trong sông rất nhiều thế giới hư ảo chú tể. Một khi thành vi thế giới chi chủ, cái thế giới này hết thảy đều đưa chịu đến thế giới chi chủ trưởng khống. Ngô Tử Xuyên nghe vậy kinh ngạc nói, như thế nói đến, chúng ta chân linh thế giới, chẳng phải là cũng muốn bị phân đất phong hầu ra ngoài. Chân linh thế giới e rằng còn chưa đủ tư cách, một cái thế giới chi chủ có thể nắm trong tay địa bàn, hẳn là lấy Tiềm Long thế giới làm hạch tâm, bao hàm chân linh thế giới rất nhiều tiểu thế giới một cái đại vũ trụ thế giới. Diệp Trần sắc mặt trầm ổn nói, cái gọi là vũ trụ thế giới khái niệm, hay là hắn từ Lạc Thiên Quân trong miệng biết được? Nếu là như vậy, vậy thì càng thêm không được rồi, vô luận như thế nào, chúng ta cũng không thể nhường ngoại nhân trở thành chúng ta gia hương chúa tể. Yến Tu cau mày đầu đảo. Bích Giao đảo, đúng vậy a, cho nên vậy đại khái chính là Diệp Giao muội muội để chúng ta mau chóng chạy tới nguyên nhân. Diệp Trần lắc lắc đầu đảo, nếu là trận này thần quả thịnh yến, còn có ước chừng thời gian một năm mới có thể triệu khai lời nói, chúng ta không cần gấp gáp chạy tới, trong khoảng thời gian này, hẳn là tận lực để thăng thực lực của mình mới đúng. Vừa rồi Bích Giao cũng đã nói, lần này thần quả thịnh yến, tham gia nhưng là toàn bộ thiên nhân đại lục cao thủ, đến lúc đó, chúng ta có thể hay không cướp được Tiềm Long thế giới chi chủ vị trí, cũng còn chưa biết. Diệp Trần nói không sai, huống chi, các ngươi bây giờ từng cái thực lực đều mạnh biến thái, chỉ có ta, còn kém nhiều như vậy, cho nên nửa năm gần đây, ta liền lưu lại Bích Giao ở đây bế quan, nhất định muốn trước tiên đột phá đến nửa bộ thiên nhân cấp lại nói. Thực lực yếu nhất Lâm Quan Kỳ, hừ lạnh một tiếng đạo. Đêm khuya, Ngô Tử Xuyên bọn người, mỗi người mới tán đi, phân biệt tại Bích Giao bên trong khu nhà nhỏ này, riêng phần mình chọn lựa một chỗ ở lại. May mắn Bích Giao tại Ngọc Đỉnh Sơn lên chỗ ở, tương đương vắng vẻ, hơn nữa cũng không phải Ngọc Đỉnh Sơn chỗ yếu hại, cho nên mới có thể tùy ý mời đám người vào ở. Nếu là thay cái khác chỗ, chỉ sợ coi như Bích Giao chính là Ngọc Đỉnh môn đệ tử, cũng không thể tùy ý dẫn người tiến vào Ngọc Đỉnh Sơn bên trong. Gặp lại lần nữa, tâm tình của mọi người đều vô cùng tốt, Diệp Trần càng là trực tiếp lấy ra một khối nhỏ tinh nguyên khoáng, đổi thành thần tiền giấy, từ Ngọc Đỉnh Sơn ở dưới bên trong cửa hàng, mua được đại lượng mỹ tửu mỹ thực. Thiên nhân đại lục rượu ngon, cho dù là chuẩn thiên nhân, uống sau đó, cũng sẽ sinh ra say khướt cảm giác. Cái này cũng là vì cái gì, Ngô Tử Xuyên bọn người bây giờ rời đi nguyên nhân, nếu không, bọn hắn chắc chắn thâu đêm suốt sáng đoàn tụ. Đợi đến đám người tất cả đều rời đi, trên mặt mang men say Diệp Trần, phất tay lấy ra Lạc Thiên Quân sống nhờ viên kia ánh mắt, đạo tiền bối, vãn bối có việc cần thỉnh giáo tiền bối. Lạc Thiên Quân thân ảnh, tại Diệp Trần trước mặt hiện lên, đạo, ngươi muốn hỏi,
Hẳn là hôm nay cái kia gọi Bích Giao nha đầu nói tới thế giới chi chủ sự tình a. Không tệ, ta chính là còn muốn hỏi cái này, thiên nhân đại lục thoát ly thì không trường hà chi bên ngoài, chính là siêu nhiên vô cùng tồn tại, vì vu thiên nhân đại lục võ giả, nếu là kẻ ngoài lai thì cũng thôi đi, hết lần này tới lần khác nơi này tuyệt đại bộ phận võ giả, cũng là thiên nhân đại lục thổ sanh thổ trường thổ dân, căn bản vô pháp rời đi thiên nhân đại lục, loại tình huống này, liền xem như thiên đình sắc phong liễu thế giới chủ làm thịt, lại có thể có chỗ lợi gì. Diệp Trần híp mắt nói. Lạc Thiên Quân hơi suy tư, đạo chuyện này thật có chút cổ quái, nhưng mà thiên đình chi nổi cái kia vị thiên hậu nương nương, chính là thiên nhân đại lục cao cấp nhất một trong cường giả, nàng nói ra, chắc chắn sẽ không có giả. Cho nên ta suy đoán, thiên đình chi cho nên phải làm ra những thứ này cái gọi là thế giới chi chủ, có thể có mấy cái phương diện nguyên nhân. Đệ nhất, thiên đình có lẽ đã nắm giữ nhường thiên nhân đại lục võ giả rời đi thiên nhân đại lục phương pháp, cho nên mới sẽ muốn chiếm lĩnh những cái kia thế giới hư ảo. Đệ nhị, thiên nhân đại lục có khả năng sắp phát sinh đại biến, tỉ như nói, toàn bộ thiên nhân đại lục triệt để sụp đổ, thiên nhân đại lục võ giả không thể không hướng khác thế giới hư ảo thay đổi vị trí. Chỉ là ngay cả ta cũng thực sự khó có thể tưởng tượng, thiên nhân đại lục sẽ phát sinh như thế tình huống. Đệ tam, cũng là bết bát nhất tình huống, đó chính là hắc ám quốc độ võ giả sắp phản công thiên nhân đại lục. Nếu như hắc ám quốc độ võ giả giết vào thiên nhân đại lục, hơn nữa đem thiên hậu nương nương nhóm cường giả chế trụ lời nói, thiên hậu nương nương bọn người tựa hồ cũng chỉ có ra khỏi thiên nhân đại lục con đường này. Ba loại tình huống, cũng chỉ có loại tình huống thứ nhất nghe vào đơn giản nhất, nhưng mà loại tình huống này nhưng là khó nhất phát sinh. Bởi vì thiên nhân đại lục võ giả liền xem như nắm giữ rời đi thiên nhân đại lục phương pháp, cũng sẽ không dễ dàng rời đi thiên nhân đại lục. Thiên nhân đại lục tu hành điều kiện thực sự quá tốt, một danh vũ giả, nếu là cách khai liễu thiên nhân đại lục, đời này đều cơ hồ không có khả năng tu hành trở thành thiên nhân, còn nếu là lưu tại thiên nhân đại lục mà nói, trở thành thiên nhân tỷ lệ, liền muốn cao nhiều. Cho nên cơ hồ tất cả võ giả, có thể lựa chọn, cũng sẽ không chọn rời đi thiên nhân đại lục. Khó khăn đạo thiên nhân đại lục, thật sự có thể phát sinh tiền bối nói tới phía sau hai loại biến đổi lớn. Diệp Trần sắc mặt cũng trở nên khó coi mấy phần. Lạc Thiên Quân nói tới phía sau hai loại tình huống, vô luận một loại nào, đều tuyệt đối không tính là tin tức tốt. Có người tới, đang lúc Diệp Trần hòa Lạc Thiên Quân nói chuyện với nhau thời điểm, Diệp Trần đột nhiên cảm ứng được, có người ở lặng lẽ tới gần. Chưa chờ đến người xuất hiện thân, Diệp Trần khóe miệng lại trước tiên lộ ra ý cười. Bởi vì hắn đã tinh tường cảm ứng được thân phận của người đến, bỗng nhiên chính là rời đi không lâu Yến Tu. Diệp Trần, Yến Tu thân ảnh, từ một bên tránh ra, quét mắt một mắt vì vu nhất cái khác Lạc Thiên Quân, Yến Tu cũng không có quá để ý. Lạc Thiên Quân linh thể thân phận, cho dù ai đều có thể một mắt nhìn ra. Hơn nữa nhìn Diệp Trần bộ dáng, rõ ràng cùng Lạc Thiên Quân hết sức quen thuộc. Lạc Thiên Quân nhìn Yến Tu một mắt, biết Yến Tu có việc muốn tìm Diệp Trần, cho nên thân ảnh trực tiếp tiêu thất, một lần nữa về tới viên kia mắt cầu chi nội. Diệp Trần đem thu hồi, tiếp đó nhìn về phía Yến Tu đạo, ngươi không phải mới từ nơi này cách mở sao, như thế nào một người đã trở về? Diệp Trần, ngươi nhưng có biết thiên kỳ các tồn tại? Yến Tu sắc mặt nghiêm túc, hỏi thăm Diệp Trần đạo. Nghe được thiên kỳ các ba chữ, Diệp Trần nhìn không được nhếch nhếch miệng. Hắn đi tới thiên nhân đại lục phía trước, nguyên kế hoạch nhưng chính là đi tới thiên kỳ các, tiếp đó mượn nhờ thiên kỳ các sức mạnh, tìm kiếm Yến Tu bọn người. Chỉ là hắn cũng không nghĩ đến, hắn chưa đuổi tới thiên kỳ các, cũng đã tìm được Yến Tu bọn người. Đương nhiên biết được, ta phía trước liền muốn đi tới thiên kỳ các, mượn nhờ thiên kỳ các sức mạnh, tìm kiếm các ngươi. Diệp Trần điểm một chút đầu đảo. Yến Tu sắc mặt trịnh trọng nói, ngươi tất nhiên biết được thiên kỳ các, hẳn phải biết thiên kỳ các năng lực là cái gì, ta kỳ thực đã đi qua thiên kỳ các một chuyến, muốn mượn thiên kỳ các, tìm kiếm tinh khói, nhưng mà thiên kỳ các điều kiện, ta lại không thể thỏa mãn, cho nên chỉ có thể rời đi thiên kỳ các, khắp nơi tìm kiếm thiên kỳ các yêu cầu bảo vật. Nếu như thỉnh thiên kỳ các hỗ trợ, cần gì bảo vật? Diệp Trần trầm giọng vấn đạo. Mặc dù bây giờ đã tìm được Liễu Bích Giao bọn người, thế nhưng là vẫn có Tô Nhu Anh, tung tích không rõ. Có khả năng, Diệp Trần đương nhiên cũng muốn mau chóng tìm được Tô Nhu Anh. Thiên kỳ các yêu cầu bảo vật có thật nhiều, dễ có nhất là 10 khỏa tinh thần tinh thạch. Yến Tu trong đôi mắt lộ ra mấy phần hưng phấn nói, hơn nữa, ta kỳ thực đã dò thăm tinh thần tinh thạch có khả năng xuất hiện chỗ. Chỉ có một đơn ta một người, có thể căn bản vô pháp nhận được đầy đủ tinh thần tinh thạch,
cho nên ta bây giờ mới có thể đến tìm ngươi, muốn cầu ngươi giúp ta một lần, theo ta cùng một chỗ đi tới cái chỗ kia, sưu tập tinh thần tinh thạch. Diệp Trần đạo, cái này không thành vấn đề, bất quá như lời ngươi nói chỗ, rốt cuộc là nơi nào? Ngươi suy nghĩ như thế nào, chúng ta thương nghị một chút đi tới nơi này kế hoạch. Yến Tu khẽ gật đầu, chợt nói cái chỗ kia tên là Huyền Thanh Tuyền, khoảng cách Ngọc Đỉnh Sơn, kỳ thực cũng không tính quá xa, chúng ta trong khoảng thời gian gần đây, liền một mực tại Huyền Thanh Tuyền phụ cận, Tử Xuyên bọn hắn mặc dù cũng muốn giúp ta, nhưng làm sao, thực lực bọn hắn không đủ. Huyền Thanh Tuyền, Diệp Trần tâm trung mặc niệm một tiếng, đối với cái địa danh này, căn bản liền nghe đều không nghe nói qua. Rơi vào đường cùng, chỉ có thể lần nữa hỏi thăm Lạc Thiên Quân, nhưng mà nơi đây thậm chí ngay cả Lạc Thiên Quân, cũng không biết được. Một bên Yến Tu tiếp tục nói, Diệp Trần, chỗ này Huyền Thanh Tuyền, tại Thiên Nhân Đại Lục, cũng không phải gì đó nổi danh chi địa, hơn nữa nơi đây tương đối nguy hiểm, cũng rất ít đản sinh ra những bảo vật khác, bởi vậy ít có người đi loại địa phương này. Ta cũng là trong lúc vô tình mới hiểu liễu Huyền Thanh Tuyền bên trong có tinh thần tinh thạch tồn tại. Chỉ cần ngươi xác định có Huyền Thanh Tuyền có thể có được tinh thần tinh thạch liền có thể, ta Hòa Bích Giao nói một tiếng, chúng ta lập tức xuất phát. Diệp Trần điểm đầu đảo. Phất tay trực tiếp đánh ra liễu nhất đạo tín phù, đem tình huống đơn giản cáo chi liễu Bích Giao, hơn nữa căn dặn Bích Giao hỗ trợ chiếu cố lưu tại Ngọc Đỉnh Sơn lên Điền Tú Nhi. Sau đó, Diệp Trần hòa Yến Tu hai người, liền lặng lẽ rời đi Ngọc Đỉnh Sơn. Ngược lại Bích Giao bọn người, thực lực cũng không có đạt đến chuẩn thiên nhân cấp độ, cho dù là đi theo đám bọn hắn đi tới Huyền Thanh Tuyền, cũng căn bản không giúp được hai người. Cho nên, hai người cũng không muốn quá mức kinh động đám người. Diệp Trần hòa Yến Tu hai người, lặng yên không tiếng động rời đi Ngọc Đỉnh Sơn. Nhưng mà tại hai người rời đi thời điểm, Ngọc Đỉnh Sơn Thượng, Bích Giao mấy người, tất cả đều đứng tại một chỗ, xa xa ngắm nhìn Diệp Trần hai người bóng lưng rời đi. Thật không cam lòng a. Chúng ta nhiều người như vậy, lại không có một cái khả năng giúp đỡ được vội vàng. Phải không cam tâm, bất quá thực lực không đủ, lại không cam tâm cũng không biện pháp, chúng ta vẫn là lập tức trở lại tu luyện a, sớm ngày đột phá đến chuẩn thiên nhân, thậm chí thiên nhân cấp độ mới có thể đứng ở chỗ này ổn gót chân. Đối với, chúng ta lập tức trở về tu luyện, Bích Giao, trong khoảng thời gian gần đây, liền muốn làm phiền ngươi. Diệp Trần hòa Yến Tu hai người, từ Ngọc Đỉnh Sơn Thượng đi xuống. Chợt quay đầu quét mắt một mắt sau lưng Ngọc Đỉnh Sơn Thượng. Bích Giao đám người xuất hiện, bọn hắn há lại sẽ không cảm ứng được. Bất quá, hai người đồng dạng không có chủ động tiến lên hòa Bích Giao bọn người cáo biệt, bởi vì bọn hắn đều lý giải Bích Giao bọn người tâm tình vào giờ khắc này. Đi thôi, nếu là chúng ta có thể đụng tới đại cơ duyên, nói không chừng liên đới Bích Giao bọn hắn, cũng có thể thực lực đại tiến. Diệp Trần hướng về phía Yến Tu khoát tay áo, chợt hướng về một phương hướng phóng đi. Yến Tu thần sắc lạnh nhạt, theo sát tới. Huyền Thanh Tuyền vị trí, khoảng cách Ngọc Đỉnh Sơn hoàn toàn chính xác không tính quá xa, Diệp Trần hòa Yến Tu hai người, vẹn vẹn lên đường hai ngày không đến, liền đã đi tới liễu Huyền Thanh Tuyền biên giới. Huyền Thanh Tuyền tên, mang theo một cái suối chữ, nhưng mà trên thực tế, Huyền Thanh Tuyền nhưng là một cái to lớn vô cùng vòng xoáy. Chưa tới gần đến Huyền Thanh Tuyền biên giới, liền có thể cảm thấy, một cỗ đáng sợ lực hấp dẫn, từ Huyền Thanh Tuyền nội không ngừng phóng xuất ra. Nếu là thực lực hơi nhỏ yếu một chút, e rằng căn bản ngăn cản không nổi cỗ lực hút này, sẽ bị Huyền Thanh Tuyền trực tiếp hút vào trong đó. Diệp Trần, ngươi phải cẩn thận, chúng ta đã tiến vào liễu Huyền Thanh Tuyền trong phạm vi. Yến Tu hòa Diệp Trần sóng vai đi cùng một chỗ, một bên ngăn cản Huyền Thanh Tuyền cỗ lực hút này, một bên căn dặn Diệp Trần đảo. Rõ ràng, Yến Tu đối với Huyền Thanh Tuyền hoàn cảnh, đã hết sức quen thuộc. Cái này Huyền Thanh Tuyền lai lịch ra sao, nội bộ hoàn cảnh như thế nào? Yến Tu ngươi nên điều tra qua a. Diệp Trần gật đầu một cái, dò hỏi. Hắn đối với Huyền Thanh Tuyền thế nhưng là hoàn toàn không biết gì cả, cho nên trước khi tiến vào, tốt nhất trước tiên từ Yến Tu trên không, biết được một chút có liên quan Huyền Thanh Tuyền tư liệu. Yến Tu đạo, Huyền Thanh Tuyền nguyên bản kỳ thực chỉ là thiên nhân đại lục một chỗ phổ thông hồ nước, ước chừng tại trăm năm trước, Huyền Thanh Tuyền địa mạch đột nhiên bộc phát, đem Huyền Thanh Tuyền đã biến thành bộ dáng hiện tại, nghe nói ngay lúc đó thiên nhân đại lục, còn bởi vậy chấn động một phen, liền thiên đình, cũng phái không thiếu cao thủ, đến đây Huyền Thanh Tuyền tỏa chấn, phòng ngừa hắc ám quốc độ võ giả, mượn từ Huyền Thanh Tuyền xuất hiện tại thiên nhân đại lục. Nhưng mà về sau, đám người phát hiện, Huyền Thanh Tuyền mặc dù lớn biến, thế nhưng là ngoại trừ hoàn cảnh biến hiểm ác bên ngoài, cơ hồ không có biến hóa khác, cho nên chạy tới nơi này mạo hiểm đại bộ phận võ giả,
nhao nhao rời đi, toàn bộ Huyền Thanh Tuyền dần dần biến hoang vu liễu khởi tới. Chúng ta mấy cái, bởi vì Bích Giao quan hệ, cho nên một mực tại Ngọc Đỉnh Sơn phụ cận tu hành, trong lúc vô tình mới phát hiện cái này Huyền Thanh Tuyền nội, có tinh thần tinh thạch xuất hiện. Ta lúc đó liền muốn phải thâm nhập Huyền Thanh Tuyền nội, tiến hành tìm tòi, thế nhưng là ai biết, lại bị người cản lại. Yến Tu lời nói vẫn chưa nói xong, hai người phía trước, đột ngột xuất hiện mấy đạo thân ảnh, ngăn trở Liễu Diệp Trần hòa Yến Tu đường đi của hai người. Diệp Trần, những người này, chính là Huyền Thanh Tuyền phụ cận mấy cái thiên nhân thế gia truyền nhân, bọn hắn cũng đồng dạng phát hiện Liễu Huyền Thanh Tuyền bên trong tinh thần tinh thạch, cho nên liền điều động nhân thủ, ngăn chặn Liễu Huyền Thanh Tuyền lối vào, muốn nhờ vào đó độc chiếm Huyền Thanh Tuyền nội tinh thần tinh thạch. Bất quá mấy cái này thiên nhân thế gia, rõ ràng cũng hiểu biết thực lực bản thân không đủ, không có khả năng độc chiếm tinh thần tinh thạch, bởi vậy đã buông lời, chỉ cần có thể thông qua bọn hắn bố trí một tòa cơ quan kiểu hành lang, liền có thể tiến vào Huyền Thanh Tuyền nội, ta trước đó thử qua nhiều lần, lại đều không có thể thông qua tòa này cơ quan kiểu hành lang. Mắt thấy phía trước đám người xuất hiện, Yến Tu cấp tốc giải thích nói. Diệp Trần nghe mày nhăn lại. Huyền Thanh Tuyền chính là thiên nhân đại lục một chỗ hiểm địa, cũng không phải là một nhà độc hữu, nhưng mà những người trước mắt này, lại đem chiếm đoạt lấy, chỉ là loại này hành vi, liền cho người bất mãn hết sức. Bất quá đối phương sau lưng, thế nhưng là hữu thiên người chấn giữ, Diệp Trần dù cho bất mãn trong lòng, bây giờ nhưng cũng không thật nhiều nói cái gì. À, Yến Tu, lại là ngươi, ngươi đã tới 5 lần đi, chẳng lẽ lần này là lần thứ 6? Phía trước xuất hiện mấy người, liếc nhìn Liễu Diệp Trần một mắt, chợt nhếch miệng nở nụ cười, hướng về phía Yến Tu nói. Yến Tu sắc mặt băng lãnh, đạo ta lần này mời ta một vị hảo hữu đến đây, có hắn hỗ trợ, ta tất nhiên sẽ thông qua Bích Huyết tiền bối thiết trí cơ quan kiểu hành lang. Chỉ mong a, bằng không, ngươi như thế một chuyến tiếp lấy một chuyến tới đây, lại mỗi một lội đều trắng tới, ngay cả ta cũng cảm thấy có chút nhìn không được. Phía trước xuất hiện chính giữa mấy người một người, nhếch miệng cười nói. Thuận miệng hòa Yến Tu nói chuyện, mấy người mang theo Diệp Trần hòa Yến Tu hai người, hướng về một bên đi đến. Những người này mặc dù độc chiếm Liễu Huyền Thanh Tuyền, nhưng nhìn bản tính, cũng không coi là quá mức bá đạo. Diệp Trần tâm trung, âm thầm thì thầm một tiếng. Đi theo những ngày này nhân thế gia truyền thân người phía sau, Diệp Trần hòa Yến Tu hai người, rất nhanh liền đã đến một cái đầu giống như cầu hình vòm vậy rộng lớn cầu hành lang trước mặt. Mấy danh thiên nhân con em thế gia một trong, cười nói, Yến Tu, nếu là ngươi trước đó vài ngày tới, nói không chừng còn có thể dựa vào vận khí lẫn vào Huyền Thanh Tuyền nội, nhưng mà bây giờ, ta gia lão tổ đã liên hợp khác mấy vị thiên nhân, cùng một chỗ thi triển thủ đoạn, đem mảnh này Huyền Thanh Tuyền triệt để phong ấn, trừ phi thông qua trước mặt đầu này cơ quan hành lang, bằng không mà nói, căn bản không có khả năng tiến vào Huyền Thanh Tuyền nội. Yến Tu nghe vậy, cũng chỉ là hừ lạnh một tiếng. Những ngày này nhân thế gia truyền người hiện tại nói như vậy, ý lấy le hết sức rõ ràng. Bất quá cái này cũng là chuyện không có cách nào khác, nhân ra sau lưng hữu thiên nhân cấp cường giả chỗ dựa, tại thiên nhân đại lục, tình cảnh muốn so không có chỗ dựa võ giả tốt hơn nhiều. Diệp Trần, chúng ta đi, xông qua đầu này hành lang, liền có thể tiến vào Huyền Thanh Tuyền nội. Yến Tu gọi Liễu Diệp Trần một tiếng, chợt hướng thẳng đến phía trước cơ quan hành lang phóng đi. Những ngày kia nhân thế gia truyền người, phần lớn mang theo cười lạnh, nhìn xem một màn này. Tòa này cơ quan lang kiều, chính là bọn hắn sau lưng thiên nhân lão tổ tự mình ra tay bố trí ra, thiên nhân chi phía dưới, có rất ít võ giả có thể vượt qua. Những ngày này, đến đây xông xáo lang kiều võ giả, không biết có bao nhiêu, thế nhưng là cơ hồ tất cả đều thất bại tan tác mà quay trở về, trong đó cũng bao gồm Yến Tu. Yến Tu tới đây xông xáo nhiều lần, những ngày này nhân thế gia truyền người, cũng phần lớn biết được, Yến Tu mặc dù thực lực phi phàm, đã đạt đến chuẩn thiên nhân cấp thực lực, thế nhưng là sau lưng của hắn, cũng không có cái gì cường giả chỗ dựa. Một cái không có bất cứ bối cảnh gì võ giả, tại thiên nhân đại lục, căn bản sẽ không bị người để ý. Nếu không phải Yến Tu thực lực coi như không tệ, sau này đã nhất định có thể trở thành một tôn chân chính thiên nhân lời nói, e rằng những ngày này nhân thế gia truyền người, căn bản lười nhác hòa Diệp Trần nói nhiều lời nhảm. Đến nỗi hôm nay theo Yến Tu cùng đi đến Diệp Trần, những ngày này nhân thế gia truyền người, cũng đồng dạng không thể nào quan tâm, nhìn chằm chằm phía trước hành lang bên trong Diệp Trần hòa Yến Tu hai người, một đám người thuận miệng lẩm bẩm. Yến Tu tiểu tử này, là biết được đầu này cơ quan hành lang khó khăn lời nói, hắn hôm nay lần nữa đến đây, e rằng thật có khả năng xông qua đầu này hành lang. Chỉ dựa vào chính hắn thực lực, chắc chắn không có khả năng xông qua, cho nên lần này, Yến Tu gia hỏa này,
Đoán chừng là đem hy vọng đặt ở bên cạnh hắn cái kia trên người đồng bạn. Người này mặc dù cũng đã đạt đến chuẩn thiên nhân cảnh giới, nhưng mà chúng ta phía trước nhưng lại chưa bao giờ có người nghe nói qua tên tuổi của hắn, có thể thấy được người này thực lực, hẳn là cũng thuộc về đồng dạng. Đang lúc những ngày này nhân thế gia truyền người, tụ cùng một chỗ thì thầm thời điểm, nơi xa, lại có một chiếc chiến thuyền, nhanh chóng phá không mà đến. Chiến thuyền bên trên, bỗng nhiên có ước chừng hơn 10 đạo thân ảnh, ở vào bên trên. Những ngày này nhân thế gia truyền người, vừa ý phương chiến thuyền, lập tức người người sắc mặt đại biến. Là Ngọc Đỉnh môn nhân, bọn hắn thế mà tới. Chiếc chiến thuyền kia, nhanh chóng hạ xuống, rơi xuống những ngày này nhân thế gia truyền mặt người phía trước. Mười mấy danh niên khinh nam nữ, từ chiến thuyền bên trong đi ra, ở trong đó, bỗng nhiên liền có bị Diệp Trần hung hăng dạy dỗ Đoạn Long. Đoạn Long địa vị, ở nơi này mười mấy danh niên khinh nam nữ bên trong, rõ ràng không phải quá cao, bây giờ càng là đi theo ở đám người sau lưng, một bộ dáng thận trọng. Các ngươi là Thiên Tuệ Thành các đại thiên nhân thế gia truyền nhân a. Mười mấy danh Ngọc Đỉnh môn trong các đệ tử, đi ra một cái vóc người cao giáo nữ tử, vừa cười vừa nói. Những ngày này nhân thế gia truyền người, từng cái thần sắc trịnh trọng, hơi hơi điểm đầu đảo, không sai, chúng ta cũng là Thiên Tuệ Thành thiên nhân thế gia truyền nhân, chư vị chính là Ngọc Đỉnh môn thiên chi kiêu tử, chẳng lẽ cũng muốn tiến vào Huyền Thanh Tuyển nội sông sáo sao? Chúng ta nghe nói, gần nhất Huyền Thanh Tuyển nội toát ra không thiếu tinh thần tinh thạch, cho nên muốn đi qua xem, có thể hay không tìm được mấy ngôi sao thần tinh thạch, xem ra, bây giờ Huyền Thanh Tuyển đã bị Thiên Tuệ Thành chư vị lão tổ chiếm lĩnh a. Mấy danh Ngọc Đỉnh môn đệ tử, thuận miệng cười nói, tựa hồ căn bản vốn không đem trước mắt thiên nhân thế gia truyền người coi ra gì. Những ngày này nhân thế gia truyền người, nhưng cũng căn bản không dám bởi vậy tức giận cái gì. Sau lưng của bọn hắn, bất quá là một chút tán tu thiên nhân mà thôi, nhưng mà Ngọc Đỉnh môn, nhưng là thiên nhân đại lục ít ỏi đại tông một trong. Mặc dù Ngọc Đỉnh môn không cách nào hòa thiên tòa bực này quái vật khổng lồ đánh đồng, nhưng mà trong những ngày này nhân thế gia truyền mặt người phía trước, những thứ này Ngọc Đỉnh môn đệ tử thì phải có phấn khích nhiều. Một danh thiên nhân thế gia truyền nhân, mặt mũi tràn đầy cười xòa nói, chúng ta mấy nhà lão tổ mặc dù phong ấn tòa này Huyền Thanh Tuyền, nhưng mà liền Thiên Tuệ Thành cũng ở vào Ngọc Đỉnh môn trong phạm vi, cho nên nghiêm chỉnh mà nói, chúng ta đều xem như Ngọc Đỉnh môn bên ngoài môn đệ tử, chư vị thiên chi kiêu tử nếu là muốn tiến vào Huyền Thanh Tuyền mà nói, chỉ cần một câu nói, chúng ta lập tức thì sẽ thả đi. Không tệ, coi như các ngươi thức thời. Phía trước tên kia dáng người cao giáo nữ tử, cười điểm một chút đầu đạo, nếu như thế, cái kia nhanh chóng mở ra nơi này phong ấn, chúng ta muốn đi vào Huyền Thanh Tuyền nội. Hảo, chư vị chờ, mấy danh thiên nhân thế gia truyền nhân, trong tay lấy ra một cái viên châu, tiếp đó đem viên châu đánh ra. Ước chừng mười mấy khỏa trong suốt viên châu, cùng một chỗ bay đến giữa không trung phía trên, tổ thành liễu nhất phiến gần như trong suốt môn hộ. Môn hộ bên trong, mơ hồ có thể nhìn thấy, trong đó chính là không ngừng lăn lộn xoay tròn Huyền Thanh Tuyền nội bộ. Chúng ta đi, cái kia dáng người cao giáo nữ tử, hé miệng nở nụ cười, liền muốn mang theo Đoạn Long bọn người, tiến vào cánh cửa này nhà bên trong. Bất quá, vừa mới bước ra một bước, đi ở sau cùng Đoạn Long, đột nhiên dừng bước, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn về phía trước cơ quan kiểu hành lang. Là hắn thế mà cũng ở nơi đây, sắc mặt trong nháy mắt biến xanh xám. Đoạn Long trong ánh mắt cơ hồ muốn phun ra lửa tới. Khác mấy danh Ngọc Đỉnh môn đệ tử, chú ý tới Đoạn Long dị thường, theo Đoạn Long ánh mắt nhìn lại, cũng rất nhanh liền nhìn thấy Liễu Diệp Trần Hỏa Yến Tu thân ảnh. Hai người này rõ ràng đều là chuẩn thiên nhân cường giả, cũng coi như là một phương thiên tài nhân vật, nhưng mà bọn hắn xuất thân rõ ràng đồng dạng, cho nên muốn đi vào Huyền Thanh Tuyển nội, còn muốn hao phí đại công phu. Ngươi sẽ không phải không biết phía dưới người kia là ai à, trước đó không lâu. Chính là người này, tại chúng ta Ngọc Đỉnh Sơn Thượng, hung hăng làm nhục Đoạn Long sư đệ một phen. Cái gì, Đoạn Long sư đệ thế mà bị người này vũ nhục, nếu là như vậy mà nói, chúng ta cũng không thể dễ dàng rời đi, hay là trước thay Đoạn Long sư đệ ra một hơi lại nói. Mấy danh Ngọc Đỉnh môn đệ tử, lẫn nhau nói thầm mấy câu sau đó, ánh mắt lại nhìn về phía trước cái kia dáng người cao giáo nữ tử, cùng với một cái khác người mặc trường bào nam tử trẻ tuổi. Nam tử trẻ tuổi này, tướng mạo bình thản không có gì lạ, vừa rồi hắn đứng tại trong mọi người, căn bản không chút nào thu hút. Mà giờ khắc này phản ứng của mọi người, rõ ràng nói rõ, thế nhân tài là một nhóm người này bên trong, địa vị hiển hách nhất người. Triệu Tinh sư huynh, Mạn Tuyết sư tỷ, Đoạn Long sư đệ bình thường mặc dù rất ít cùng hai vị sư huynh sư tỷ tiếp xúc,
Nhưng mà hắn dù sao cũng là chúng ta hệ này nhân, sư huynh sư tỷ tuyệt đối không thể mắt thấy hắn bị người khi nhục. Đoạn Long bên cạnh, mấy danh ngọc đỉnh môn đệ tử, liên tiếp mở miệng nói chuyện. Ở vào trước mọi người phương cái kia trường bào nam tử, còn có cái kia dáng người cao giáo nữ tử, cùng một chỗ quay đầu, nhìn về phía ở vào phía trước cơ quan kiểu hành lang bên trong Diệp Trần. Người này cùng Đoạn Long ân oán giữa, ta cũng đã được nghe nói một chút, tất nhiên người này như thế không đem chúng ta ngọc đỉnh môn đệ tử để vào mắt, cho hắn một chút giáo huấn cũng là nên. Trường bào nam tử hơi trầm ngâm, chợt trực tiếp mở miệng nói. Đoạn Long thấy vậy, trên mặt nhìn không được lộ ra thần sắc mừng như điên. Hắn bị Diệp Trần giáo huấn một trận sau đó, đã sớm biết được hắn hòa Diệp Trần thực lực chênh lệch, cho nên cứ việc trong lòng vô cùng không cam lòng, nhưng cũng không có tiếp tục đi tìm Diệp Trần phiền phức. Mà giờ khắc này, cái này trường bào nam tử, chính là Ngọc Đỉnh Môn bên trong, danh tiếng hiển hách thiên chi kiêu tử. Hắn bây giờ chính miệng nói chuyện muốn giáo huấn Diệp Trần, Đoạn Long đương nhiên sẽ lòng tràn đầy hưng phấn, cảm thấy Diệp Trần lập tức phải ngược lại xui xẻo. Các ngươi bắt nhanh thời gian, ta cũng không rảnh rỗi bồi tiếp các ngươi chơi đùa lung tung. Ngược lại là phía trước nhất cái kia dáng người cao giáo nữ tử, bĩu môi nói. Cô gái này phản ứng, nhưng Đoạn Long trong đôi mắt nhìn không được lộ ra thần sắc thất vọng. Cùng cái này trường bào nam tử Triệu Tinh so sánh, cái này dáng người cao giáo nữ tử Mạn Tuyết sư tỷ, bất kể là thực lực hay là tại Ngọc Đỉnh Môn địa vị, cũng đều phải cao hơn một bậc. Nếu ngay cả Mạn Tuyết sư tỷ cũng tự mình hỗ trợ ra tay, giáo huấn cái kia gọi Diệp Trần tiểu tử lời nói, chuyện này tự canh diệu liễu. Đáng tiếc, Mạn Tuyết sư tỷ đối với cái này giống như không có hứng thú gì. Đoạn Long trong lòng bất đắc dĩ lẩm bẩm một câu. Trường bào nam tử Triệu Tinh, quét mắt một mắt phía trước cái kia dáng người cao giáo nữ tử, khẽ mỉm cười nói, Mạn Tuyết sư tỷ, chuyện này chỉ là việc rất nhỏ mà thôi, đương nhiên không cần ngươi nhúng tay, yên tâm, ta lập tức liền xử lý chuyện này. Nói xong, Triệu Tinh nhìn về phía một bên những ngày kia nhân thế gia truyền người, đạo, hai người này cũng là muốn tiến vào Huyền Thanh Tuyển nội a. Bọn hắn có thể hay không xông qua cây cầu này hành lang? Khó nói, cái này gọi Yến Tu gia hỏa, đã liên tiếp tới đây xông xáo không dưới 5 lần, mỗi lần đều thất bại, chỉ dựa vào thực lực của hắn, không cách nào xông qua cây cầu này hành lang, ngược lại là Yến Tu bên người này, chính là lần đầu tiên tới ở đây, chúng ta cũng không xác định, đối phương có thể hay không xông qua đầu này cơ quan kiểu hành lang. Mấy danh thiên nhân thế gia truyền nhân, dao động đầu đảo. Triệu Tinh lần nữa nhìn về phía trước cơ quan kiểu hành lang, sắc mặt chợt lạnh lùng mấy phần, đạo, lập tức để bọn hắn rời đi đầu này cơ quan hành lang, tiếp đó nói cho bọn hắn, mặc kệ bọn hắn có thể hay không xông qua đầu này cơ quan hành lang, bọn hắn đều khó có khả năng thu được tiến vào Huyền Thanh Tuyển nội tư cách. Mấy danh thiên nhân thế gia truyền nhân, nghe vậy lập tức có chút bất đắc dĩ nói, làm như vậy, tựa hồ có chút không hợp quy củ. Các ngươi biết cái gì là quy củ không, nói cho các ngươi biết. Ở đây, Triệu Tinh sư huynh chính là quy củ, hắn nói nhường hai người này lăn, các ngươi nếu là không ngay lập tức đi làm, cẩn thận Triệu Tinh sư huynh tự mình đi tìm các ngươi sau lưng lão tổ đàm phán, các ngươi nhưng biết, Triệu Tinh sư huynh phụ thân, chính là ta Ngọc Đỉnh môn bên trong nhất tôn thiên nhân trưởng lão, mà vị tôn sùng, cũng không phải các ngươi sau lưng thiên nhân lão tổ có thể so sánh. Trường bào nam tử Triệu Tinh chưa nói chuyện, bên người hắn mấy danh Ngọc Đỉnh môn đệ tử, liền liên tiếp mở miệng nói. Diệp Trần Hòa Yến Tu hai người ở vào cơ quan kiểu hành lang bên trong, căn bản vốn không biết ngoại giới xảy ra chuyện gì. Trước mặt hai người, không ngừng xuất hiện từng cái một địch nhân, những địch nhân này, chính là thuần túy thiên nhân sức mạnh ngưng kết mà thành. Chỉ có đồng dạng lĩnh ngộ liễu trung cố hết sức lượng tồn tại, mới có khả năng đột phá đầu này cơ quan kiểu hành lang. Diệp Trần Hòa Yến Tu hai người, một trái một phải, riêng phần mình gánh chịu cầu hành lang bên trong xuất hiện một nửa địch nhân. Những địch nhân này, không có bản thể, bộ dáng khác nhau, tất cả đều là sức mạnh cuối cùng huyễn hóa mà thành. Chỉ là loại thủ đoạn này, liền nhượng Diệp Trần Hòa Yến Tu có chút sợ hãi thán phục. Có thể không biết chỗ cây cầu này hành lang nhân, tuyệt đối không phải vậy thiên nhân, hay là, cái này vị thiên nhân nắm giữ sức mạnh cuối cùng, hết sức kỳ lạ. Diệp Trần, ngươi có phát hiện hay không, chúng ta lĩnh ngộ sức mạnh cuối cùng, mặc dù đã là lực lượng mạnh nhất, thế nhưng là cũng có rất nhiều thủ đoạn, có thể khai phát sức mạnh cuối cùng, làm cho uy lực càng mạnh hơn. Yến Tu trên thân kiếm khí tùy ý, ước chừng hơn 10.000 đạo kiếm khí, ở bên cạnh hắn vần quanh, cơ hồ tạo thành một cái kiếm thế giới, bốn phía địch nhân, phần lớn không cách nào tới gần hắn, liền bị những kiếm khí này xoắn thành mảnh vụn, cho nên Yến Tu vừa cùng bốn phía địch nhân giao thủ, còn có thể hòa Diệp Trần trò chuyện.
So sánh Yến Tu, Diệp Trần ngăn cản bốn phía địch nhân, liền lộ ra hơi có chút phí sức. Bên người hắn tân hỏa hỏa trùng sức mạnh, tạo thành từng đoàn lớn biển lửa, mỗi khi có địch nhân xuất hiện, những thứ này biển lửa lập tức liền sẽ nhào tới, liền đối với Phương Triệt để luyện hóa. Đây cũng không phải nói Diệp Trần thực lực không bằng Yến Tu, mà là bởi vì, Yến Tu lĩnh ngộ trung cực kiếm đạo chi lực, sát phạt thuộc tính cường đại, dùng để tiêu diệt bây giờ cái này thành đoàn địch nhân, không thể thích hợp hơn. Tiện tay đem xuất hiện trước mặt một tôn địch nhân luyện hóa, Diệp Trần điểm đầu đạo ta đương nhiên cũng đã phát hiện điểm ấy, nhưng làm sao, chúng ta đối với sức mạnh cuối cùng cảm ngộ, thực sự quá bạc nhược một chút, bởi vậy căn bản vô pháp làm đến sắp hết cố hết sức lượng khai phát đến mạnh hơn cấp độ, chúng ta bây giờ có thể làm, cũng chỉ có trước tiên học tập một chút cấp thấp pháp thuật cấp võ học, nhờ vào đó đến để thăng chính mình đối với sức mạnh cuối cùng cảm ngộ. Mỗi một loại sức mạnh cuối cùng, đều có chỗ độc đáo của nó. Cho nên mỗi một danh thiên nhân, về việc tu hành, đều hẳn là hữu tự mấy cảm ngộ. Chỉ có cảm ngộ đến thích hợp bản thân tu hành phương thức, mới có thể trở thành thiên nhân bên trong cường giả chân chính. Giống như là Diệp Trần, vẹn vẹn chỉ là ngộ ra liễu trung cực tâm linh lực lượng cùng tân hỏa hỏa trùng sức mạnh dung hợp thi triển tâm linh chi hỏa, liền để thực lực của hắn, viễn siêu cùng tầng thứ chuẩn thiên nhân. Đối với vu thiên nhân mà nói, cũng giống như thế. Thi triển người khác sáng tạo pháp thuật cấp võ học, dù là thuộc tính tương đương, cũng không cách nào đem thiên nhân thực lực, phát huy đến cực hạn. Chỉ có căn cứ tự thân tình huống, cảm ngộ đến thuộc về sức mạnh của bản thân thi triển phương thức, nhất tôn thiên nhân thực lực, mới xem như hoàn toàn triển hiện ra. Bất quá muốn làm điểm ấy, khá khó khăn. Diệp Trần lĩnh ngộ tâm linh chi hỏa, kỳ thực cũng bất quá là hắn nắm giữ trung cực tâm linh lực lượng một chủng cơ vốn nên dùng mà thôi. Diệp Trần, ngươi thi triển thủ đoạn, hẳn là một loại cao đẳng pháp thuật cấp võ học A. Yến Tu tò mò nhìn Diệp Trần đảo. Diệp Trần đánh ra tân hỏa hỏa trùng sức mạnh, nhìn như bình thản không có gì lạ, nhưng mà uy lực lại so hắn trung cực kiếm đạo chi lực còn kinh người hơn. Cho nên, Yến Tu tự nhiên sẽ nghĩ lầm, Diệp Trần đã tu hành quá cao đẳng cấp pháp thuật cấp võ học. Cao đẳng pháp thuật cấp võ học, cho dù là tại thiên nhân đại lục, cũng mười phần chân quý, chỉ có cơ duyên đầy đủ mới có thể nhận được. Yến Tu mặc dù tại thiên nhân đại lục tu hành thời gian mười mấy năm, nhưng mà đến nay lại vẫn không có bắt được qua Nhâm Hà nhất môn cao đẳng pháp thuật cấp võ học. So sánh dưới, Diệp Trần cơ duyên, mặc dù so sánh lại Yến Tu mạnh hơn rất nhiều. Nhưng mà cho tới bây giờ, Diệp Trần trong tay cao đẳng pháp thuật cấp võ học, cũng bất quá chính là một môn lôi đình vạn trượng mà thôi. Hơn nữa môn này cao đẳng pháp thuật cấp võ học, hòa Diệp Trần lĩnh ngộ sức mạnh cuối cùng, cũng không phối hợp, Diệp Trần thử nghiệm tu hành sau một lần, sau đó liền lấy được tân hỏa hỏa trùng, bởi vậy cơ hồ cũng không còn tiếp tục tu hành lôi đình vạn trượng. Đối với này khắc Diệp Trần mà nói, trừ phi nhận được thích hợp hắn tu hành cao đẳng pháp thuật cấp võ học, bằng không mà nói, Diệp Trần còn không bằng thành thành thật thật nghiên cứu, chính mình lĩnh ngộ trung cực tâm linh lực lượng, như thế nào cũng tân hỏa hỏa trùng sức mạnh phối hợp với nhau. Diệp Trần khẽ gật đầu, xem như đáp lại Yến Tu. Trên người mình tân hỏa hỏa trùng, lai lịch có chút kỳ lạ, Diệp Trần cũng không muốn nói thêm cái gì. Bằng không mà nói, nếu là bởi vậy bạo lộ hỏa ma nhất tộc tin tức, đối với Diệp Trần mà nói, cũng không phải gì đó chuyện tốt. Diệp Trần, chúng ta thêm chút sức, mau chóng xông qua đầu này cơ quan kiểu hành lang. Yến Tu sắc mặt vẫn như cũ tỉnh táo, nhưng mà trong đôi mắt, lại mơ hồ lộ ra mấy phần thần sắc kích động. Chỉ cần tại Huyền Thanh Tuyển Nội, nhận được đầy đủ tinh thần tinh thạch, Yến Tu liền có thể đi tới Thiên Ki Các, mượn nhờ Thiên Ki Các sức mạnh, tìm kiếm hắn khi xưa người yêu. Chuyện này đối với Yến Tu mà nói, cơ hồ là có thể đánh bạc tính mệnh cũng muốn hoàn thành sự tình. Bởi vậy, bây giờ Yến Tu tự nhiên sẽ có chút kích động. Diệp Trần hòa Yến Tu hai người nhưng lại không biết, tại hai người kiệt lực xông xáo đầu này cơ quan kiểu hành lang thời điểm, ngoại giới những ngày kia nhân thế gia truyền người, vẫn tại cùng Đoạn Long chờ Ngọc Đỉnh môn đệ tử thương lượng. Những thứ này Ngọc Đỉnh môn đệ tử, thái độ cường ngạnh vô cùng, cho nên về sau, dù cho trong lòng có chút không cam tâm, thế nhưng là đại bộ phận thiên nhân thế gia truyền người, vẫn là khuất phục, nói tất nhiên chư vị kiên trì, vậy chúng ta cũng chỉ đành nghe theo, chúng ta lập tức kích hoạt thiên nhân cầu hành lang bên trong cơ quan, đem bên trong hai người Nazi đi ra. Không cần, lúc này, cái kia gọi triệu tinh người trẻ tuổi, lại đột nhiên lộ ra mấy phần nụ cười lạnh nhạt đạo, bọn hắn tất nhiên đắc tội Đoạn Long sư đệ, bây giờ liền để bọn hắn nhiều khổ cực một phen, cũng coi như là đối bọn hắn trừng phạt. Ha ha, triệu tinh sư huynh nói không sai, hai người bọn họ,
Bây giờ lập tức liền muốn xông qua đầu này cơ quan kiểu hành lang, nhưng mà cuối cùng, lại vẫn không thể tiến vào huyền thanh tuyển nội, ta đã có chút không kịp chờ đợi muốn nhìn một chút, đến lúc đó hai người bọn họ biểu lộ lại là bộ dáng gì. Còn dư lại ngọc đỉnh môn đệ tử, cũng phần lớn nhếch miệng cười liễu khởi tới. Liền Đoạn Long, mặc dù trong lòng vẫn như cũ 10 phần cừu hận Diệp Trần, thế nhưng là vừa nghĩ tới chờ sau đó là có thể khỏe trò hay lộng Diệp Trần nhất phiên, hắn cũng không nhịn được cười khẽ một tiếng. Tên kia tên là Mạn Tuyết nữ tử, thần sắc lạnh nhạt nhìn xem một màn này, cũng không ra tay ngăn cản cái gì. Nàng cũng là Ngọc Đỉnh môn đệ tử, tự nhiên muốn giữ gìn Ngọc Đỉnh môn đệ chết lợi ích. Đến nỗi Diệp Trần hòa Yến Tu hai người như thế nào, nàng căn bản lười đi để ý tới. Hai người bọn họ xông qua, có thể đem bọn hắn Nazi đi ra. Đột nhiên, một danh Ngọc Đỉnh môn đệ tử, đưa tay chỉ phía trước cơ quan kiểu hành lang cười nói. Những ngày kia nhân thế gia truyền người, trên mặt phần lớn mang theo không đành lòng chi ý, thế nhưng là vẫn là kích hoạt lên cơ quan kiểu hành lang bên trong cơ quan, đem vừa mới xông qua đầu này cơ quan kiểu hành lang Diệp Trần hòa Yến Tu hai người, trực tiếp Nazi đi ra. Chuyện gì xảy ra, Diệp Trần hòa Yến Tu hai người, trên mặt vẫn mang theo hưng phấn chi ý, vừa rồi hai người thật vất vả xông qua đầu này cơ quan kiểu hành lang, lại không nghĩ, không đợi hai người tiến vào huyền thanh tuyển nội, một cỗ không gian chi lực, từ nơi này đầu cơ quan kiểu hành lang bên trên, chợt bắn ra, đem hai người từ cơ quan kiểu hành lang bên trong Nazi đi ra. Loại biến cố này, nhượng Diệp Trần hòa Yến Tu hai người, mặt mũi tràn đầy không hiểu chi ý. Bất quá, làm Diệp Trần nhìn thấy bên cạnh đứng yên Đoạn Long thời điểm, sắc mặt biến hóa phía dưới, trong lòng lập tức có chút bừng tỉnh. Nhưng mà Yến Tu, rõ ràng không hiểu đến cùng đã xảy ra chuyện gì, sắc mặt xanh mét nhìn về phía những ngày kia nhân thế gia truyền nhân đạo, chư vị, các ngươi chẳng lẽ muốn vi phạm chư vị thiên nhân tiền bối chỉ định quy tắc? Chỉ cần xông qua đầu này cơ quan kiểu hành lang, liền có thể tiến vào huyền thanh tuyển nội, đây là rất nhiều thiên nhân thế gia sau lưng thiên nhân lão tổ, cùng chỉ định quy tắc. Yến Tu tới qua nơi đây mấy lần, tự nhiên quen thuộc loại quy tắc này. Nhưng là bây giờ, những này nhân thế gia truyền người, thế mà không có ý định tuân thủ loại quy tắc này, cái này khiến Yến Tu 10 phần tức giận. Nếu là sự tình khác, Yến Tu có thể sẽ không cho tính toán, nhưng mà tinh thần tinh thạch sự tình, đối với Yến Tu thực sự quá tải trọng yếu, Yến Tu vô luận như thế nào, cũng sẽ không buông vứt bỏ. Yến huynh, không phải chúng ta muốn vi phạm quy tắc, mà là những thứ này Ngọc Đỉnh môn sư huynh nhóm, xuất thủ can thiệp chuyện này, ngươi nếu là muốn tiếp tục tiến vào huyền thanh tuyển mà nói, vẫn là cùng mấy vị này Ngọc Đỉnh môn sư huynh nhóm thương lượng a. Một đám thiên nhân thế gia truyền người, đem sự tình đơn giản nói một chút, chợt đi tới một bên, một bộ không can thiệp chuyện này bộ dáng. Yến Tu ánh mắt, lập tức nhìn về phía Triệu Tinh chờ Ngọc Đỉnh môn đệ tử, cau mày đầu đạo, chúng ta tựa hồ cũng không nhận ra, các ngươi vì sao muốn quan hệ ta hòa Diệp Trần chuyện giữa. Không biết, hắc hắc, này liền muốn hỏi ngươi người sau lưng, đến cùng làm qua cái gì? Đoạn Long cười lạnh nói. Yến Tu quay đầu nhìn hướng Diệp Trần. Diệp Trần sắc mặt băng lãnh, đưa tay tại Yến Tu vai bên cạnh thượng phách đóng phim, đi tới đảo, Đoạn Long, chuyện này hòa Yến Tu không quan hệ, ân oán giữa ngươi ta, hai người chúng ta tự mình giải quyết. Đoạn Long mặt mũi tràn đầy âm trầm nhìn chằm chằm Diệp Trần, mặt đầy oán hận nói, Diệp Trần, ta thừa nhận thực lực của ta không bằng ngươi. Nhưng mà sau lưng ta lại có toàn bộ Ngọc Đỉnh môn, còn có rất nhiều sư huynh sư tỷ muốn giáo huấn ngươi, quả thực là chuyện dễ như trở bàn tay, hôm nay ngăn cản các ngươi tiến vào huyền thanh tuyền, bất quá là cho các ngươi một cái nho nhỏ giáo huấn mà thôi. Nhếch miệng cười to vài tiếng, Đoạn Long bọn người, quay người đi vào cõng hậu na phiến quang môn, tiến vào liễu huyền thanh tuyền bên trong. Những ngày kia nhân thế gia truyền người, mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ đi tới, đạo, hai vị, xin lỗi. Chúng ta thực sự đắc tội không nổi Ngọc Đỉnh môn nhân, hơn nữa vừa rồi những người kia ở trong, quả thực có mấy tôn đại nhân vật, liền xem như chúng ta sau lưng thiên nhân lão tổ, cũng không nguyện ý trêu chọc. Nói xong, những ngày này nhân thế gia truyền người, nhao nhao rời đi. Yến Tu sắc mặt khó coi, thở dài ra một hơi thở, dao động đầu đảo, Diệp Trần, chuyện này chẳng thể trách ngươi, chúng ta lại mặt khác nghĩ biện pháp tiến vào huyền thanh tuyển nội. Mặc dù 10 phần muốn lập tức tiến vào huyền thanh tuyển, nhưng mà Yến Tu rõ ràng cũng không muốn bởi vậy nhượng Diệp Trần lòng sinh áy náy. Diệp Trần quay đầu nhìn về phía Yến Tu, khóe miệng lộ ra mấy phần ý cười, đạo yên tâm, hôm nay chúng ta nhất định có thể tiến vào huyền thanh tuyển nội, chúng ta trước tiên tìm một chỗ yên lặng chỗ lại nói. Tại Yến Tu trong ánh mắt ngạc nhiên, Diệp Trần mang theo Yến Tu, tìm được một chỗ 10 phần nơi yên tĩnh. Chợt,
Diệp Trần bàn tay vung lên, một đoàn hỏa diễm, tại Diệp Trần trước mặt trống rỗng xuất hiện. Tân hỏa độn thuật, Diệp Trần phóng xuất ra tân hỏa hỏa chủng, chậm rãi sáp nhập vào cái này đoàn hỏa diễm bên trong. Ngay sau đó, hỏa diễm chợt biến lớn, tương Diệp Trần hỏa yến tu thân ảnh của hai người, nuốt hết ở trong đó. Tân hỏa độn thuật, đây là tân hỏa hỏa chủng cường đại nhất năng lực. Trước đây Diệp Trần chính là mượn nhờ một chiêu này, mang theo Điền Tú Nhi thoát đi hỏa ma nhất tộc lồng giam bên trong. Bây giờ, Diệp Trần mang theo yến tu, cũng đồng dạng lợi dụng một chiêu này, trực tiếp trốn vào liễu huyền thanh tuyển bên trong. Tân hỏa độn thuật huyền diệu vô cùng, chỉ cần có ngọn lửa chỗ, cũng có thể trốn vào trong đó. Diệp Trần hỏa yến tu thời điểm xuất hiện lần nữa, đã ở vào huyền thanh tuyển nội bộ. Thân ảnh của hai người, ở một tòa giống như tế đàn vẩy hình tròn trên bệ đá thoáng hiện. Tòa này hình tròn chính giữa bệ đá, thiêu đốt lên một đoàn chuôi đèn kích cỡ tương đương ngọn lửa, chính là cái này đoàn nho nhỏ ngọn lửa, mới nhượng Diệp Trần hỏa yến tu hai người, đi thẳng tới ở đây. Cái này một ít đoàn hỏa mầm, mặc dù 10 phần không đầy đủ, thế nhưng là tùy ý bốn phía huyền thanh tuyển nước suối dội rửa, căn bản vô pháp đem cái này một ít đoàn hỏa mầm dội tắt. Vạn cổ trường minh đèn, Diệp Trần, ngươi phải cẩn thận, chỉ hữu thiên người trong huyệt mộ, mới có thể nhóm lửa loại này vạn cổ trường minh đèn. Diệp Trần hỏa yến tu hai người vừa mới hiện thân, Diệp Trần bên tai, liền truyền đến Lạc Thiên Quân tiếng kêu sợ hãi âm. Diệp Trần có chút kinh ngạc nhìn xem trước mặt cái này đoàn nho nhỏ ngọn lửa, âm thầm cùng Lạc Thiên Quân đường rẽ tiền bối, cái gì là vạn cổ trường minh đèn. Lạc Thiên Quân giải thích nói, vạn cổ trường minh đèn, chính là thiên nhân lợi dụng linh hồn của mình tinh huyết, sáng lập ra một loại pháp khí, đồng dạng chỉ hữu thiên người tổn thương nghiêm trọng, sắp rơi xuống thời điểm, thiên nhân mới có thể không tiếc đại giới, sáng lập ra dạng này một chiếc vạn cổ trường minh đèn. Loại này vạn cổ trường minh đèn, trên thực tế là thiên nhân vì chuyển thế tu hành làm chuẩn bị. Thiên nhân chuyển thế, bình thường đều sẽ chuyển thế đến thì không trường hà chi nội, trở thành thì không trường trong sông sinh linh. Vạn cổ trường minh đèn thiêu đốt chính là thiên nhân lúc còn sống tinh huyết cùng linh hồn, mặc kệ cách biệt bao xa, chuyển thế thiên nhân, chỉ cần thực lực đạt đến nhất định cấp độ, liền có thể cảm ứng được vạn cổ trường minh đèn tồn tại, từ đó đem vạn cổ trường minh đèn bên trong ẩn chứa thiên nhân mảnh vụn linh hồn, một chút hấp thu, nhờ vào đó trùng sinh, như thế một chiếc vạn cổ trường minh đèn. Xem như thiên nhân cầu sinh thủ đoạn cuối cùng, cho nên thiên nhân thiết trí vạn cổ trường minh đèn phụ cận, bình thường đều sẽ vô cùng nguy hiểm. Hỏng bét, vậy ta chẳng phải là đem yến tu đưa vào tuyệt cảnh tới. Diệp Trần mặt mũi tràn đầy im lặng thần sắc. Tân hỏa độn thuật, thần diệu vô biên, chỉ cần có ngọn lửa chỗ, cũng có thể trực tiếp truyền tống đi qua. Nhưng mà, tân hỏa độn thuật lại chỉ có thể nhường võ giả cảm ứng một cách đại khái phương vị, mà không cách nào làm cho võ giả cảm ứng được một mặt khác phải chăng nguy hiểm. Giống như là lần này, Diệp Trần có thể cảm ứng được, cái này chén nhỏ vạn cổ trường minh đèn, ở vào huyền thanh tuyển nội, lại không cách nào cảm ứng được, vạn cổ trường minh đèn nguy hiểm chung quanh. Là tuyệt cảnh, nhưng cũng là cơ duyên, nơi này có vạn cổ trường minh đèn, chứng minh nơi này có nhất tôn thiên nhân di thể, hơn nữa nhìn cái này chén nhỏ vạn cổ trường minh đèn độ sáng, đoán chừng vị kia chuyển thế thiên nhân, vẫn tại thì không trường Hà Nội giấy giụa, căn bản không có cảm ứng được vạn cổ trường minh đèn tồn tại, đợi đến vạn cổ trường minh đèn bên trong thiêu đốt thiên nhân tinh huyết cùng linh hồn triệt để tiêu hao sạch, cái này tôn thiên nhân, liền coi như là triệt để chết đi, lại không có khả năng trùng sinh trở về. Lạc Thiên Quân ngữ khí mang theo hưng phấn nói, cho nên, ở đây có thể cất giấu nhất tôn thiên nhân tất cả bảo vật, ngươi chỉ cần tùy tiện nhận được một chút, chuyến này không coi là thua thiệt. Tốt a, ta thử trước một chút, nếu là có nguy hiểm, cùng lắm thì trực tiếp ly khai nơi này. Diệp Trần gật đầu một cái, quay người đem tình huống cáo chi Yến Tu. Nghe xong nơi đây cùng một tôn chân chính thiên nhân có liên quan, Yến Tu sắc mặt, cũng lập tức ngưng trọng liễu khởi tới, hòa Diệp Trần thận trọng đánh giá bốn phía. Tòa này hình tròn bên trên tế đàn, chỉ có như thế một ít đoàn hỏa mầm tồn tại, bốn phía tất cả đều là sôi trào mãnh liệt dòng nước. Dòng nước khuấy động, phát ra từng đợt ào ào âm thanh. Vẹn vẹn nhìn như vậy đi lên, nơi đây tựa hồ cũng không bất cứ gì thường nào. Nhưng mà Diệp Trần hòa Yến Tu hai người, lại ngốc đứng ở nơi này tòa hình tròn bên trên tế đàn, không dám có bất kỳ động tác. Ngưng thần quét mắt bốn phía hơn nửa ngày, hai người nhưng căn bản cái gì cũng không thể nhìn ra. Cuối cùng, Yến Tu hơi không kiên nhẫn đạo, Diệp Trần, ta thử trước một chút, nhìn chung quanh một chút đến cùng có hay không nguy hiểm. Lời còn chưa dứt, một đạo kiếm quang, liền từ Yến Tu trên thân bắn ra ngoài. Hoa! Kiếm quang đâm vào bốn phía dòng nước bên trong,
lập tức biến mất không thấy gì nữa, phảng phất bị bốn phía dòng nước triệt để nuốt sống đạo kiếm quang này một dạng. Yến Tu sắc mặt lại tại giờ khắc này đại biến. Bởi vì hắn đánh đi ra đạo kiếm quang này bị bốn phía dòng nước nuốt hết, sau đó những dòng nước này bên trong lập tức bắt đầu xuất hiện từng đạo lăng lệ kiếm quang ngược lại hướng về Yến Tu đâm tới. Thật giống như Yến Tu đánh đi ra công kích bị bốn phía dòng nước toàn bộ trả lại không nói, còn lớn hơn lớn tăng cường đạo kiếm quang này uy lực. Yến Tu trên thân kiếm khí lưu chuyển, đem bốn phía bắn tới kiếm khí từng cái tan rã. Hắn lĩnh ngộ chính là trung cực kiếm đạo chi lực, muốn tan rã bốn phía kiếm khí tự nhiên không tính là gì. Ra tay thử sau một lần, Yến Tu liền không có tiếp tục ra tay, mà là trên mặt mang mấy phần không hiểu thần sắc nhìn về phía một bên Diệp Trần. Diệp Trần bây giờ ngẩng đầu nhìn bốn phía hết thảy, khuôn mặt ở giữa đồng dạng mang theo vài phần không hiểu chi ý. Diệp Trần khó khăn đạo thiên nhân bố trí thủ đoạn vẹn vẹn chỉ là như thế. Nếu là như vậy, vậy chúng ta ngược lại là có thể nhẹ nhõm ly khai nơi này. Yến Tu lui về liễu Diệp Trần bên cạnh, mở chừng hai mắt nói. Không sai. Vừa rồi Yến Tu thăm dò, cũng không phải là cảm thấy bốn phía cấm chế quá mạnh, mà là cảm thấy bốn phía cái gọi là cấm chế, thực sự quá yếu một chút. Loại này có thể bắn ngược công kích thủ đoạn, liền xem như phổ thông thần đạo vũ giả, cũng có thể bố trí ra. Đương nhiên, phổ thông thần đạo vũ giả bố trí cấm chế, không cách nào ngăn trở mạnh hơn cường giả chính là. Nhưng mà loại cấm chế này thủ đoạn, thật sự là phổ thông đến cực điểm, bất luận cái gì võ giả, chỉ cần hao phí chút khí lực, đều có thể đem loại cấm chế này phá vỡ. Nếu là cái này chén nhỏ vạn cổ trường minh đèn chung quanh, chỉ có đơn giản như vậy cấm chế lời nói, e rằng thiên nhân đại lục Nhâm Hà nhất danh vũ giả tới chỗ này, đều có thể dễ dàng đem các loại cấm chế phá vỡ. Nhất tôn thiên nhân thời khắc sắp chết, bố trí phòng hộ thủ đoạn, hẳn là không yếu ớt như vậy mới đúng. Diệp Trần hòa Yến Tu liếc nhau một cái, trong lúc nhất thời ngược lại có chút đoán không ra, bố trí cái này chén nhỏ vạn cổ trường minh đèn na vị thiên nhân, rốt cuộc là cỡ nào ý nghĩ. Mặc kệ, chúng ta trước tiên xông một chút thử xem, nếu là có thể xông ra đi tốt nhất, nếu là xông ra không được, cùng lắm thì ta lần nữa thi triển tân hỏa độn thuật, ly khai nơi này. Diệp Trần trầm ngâm phút chốc, làm ra quyết định. Thi triển tân hỏa độn thuật, cần phải mượn đại lượng tân hỏa hỏa trùng sức mạnh. Ban đầu ở hỏa ma nhất tộc lồng giam bên trong, Diệp Trần vừa mới nhận được tân hỏa hỏa trùng, thi triển tân hỏa độn thuật, tương đương phí sức, đó là bởi vì hắn nắm giữ tân hỏa hỏa trùng sức mạnh quá mức nhỏ yếu. Mà giờ khắc này, tân hỏa hỏa trùng ở trong cơ thể hắn, không ngừng ngưng tụ sức mạnh, cho đến ngày nay, Diệp Trần thể nội ngưng tụ tân hỏa hỏa trùng sức mạnh, đầy đủ hắn liên tiếp thi triển 10 lần trở lên tân hỏa độn thuật. Cho nên bây giờ, cho dù là thật sự gặp phải nguy hiểm, Diệp Trần giá có lòng tin có thể từ nơi này đào thoát. Hảo, vậy ta liền đánh ra một cái thông đạo. Yến Tu lông mày nhíu lại, cả người trực tiếp tung người nhảy ra. Một cái gần như trong suốt hình kiếm thiên nhân quyền trượng, tại Yến Tu trước mặt chợt xuất hiện. Cái này thiên nhân quyền trượng, cấp tốc biến lớn, cơ hồ trong nháy mắt liền bành trướng trở thành mấy trượng lớn nhỏ. Yến Tu tung người đạp ở liễu thiên nhân bên trên quyền trượng, tiếp đó khống chế cái này thiên nhân quyền trượng, hướng về ngoại giới oanh kích tới. Ầm ầm, kiếm quang bén nhọn, trực tiếp đem bốn phía nước chảy lưu xé rách. Lần này, bốn phía cấm chế, không có thể bắn ngược bất kỳ công kích nào, mà là bị Yến Tu một kiếm này, trực tiếp xé mở liễu nhất đạo chừng mấy trăm trượng sâu vết nước. Đi, Diệp Trần hòa Yến Tu hai người, thân ảnh nhoáng một cái, liền xông vào đạo này vết nước bên trong. Nửa cái hô hấp sau đó, mãnh liệt huyền thanh tuyền dòng nước đem đạo này vết nứt lần nữa phá hỏng. Diệp Trần hòa Yến Tu hai người đứng ở nơi này chút sôi trào mãnh liệt dòng nước bên trong, cùng liếc mắt nhìn nhau một cái, trên mặt cùng lộ ra cười khổ biểu lộ. Lần này chúng ta xem như cẩn thận quá mức, không nghĩ tới ở đây căn bản không có gì cả. Diệp Trần nhếch miệng cười cười, hướng về phía Yến Tu đạo. Hai người bây giờ đã hoàn toàn vọt ra khỏi cái kia chén nhỏ vạn cổ trường minh đèn phạm vi bao phủ. Dễ dàng như thế liền xông ra, điều này nói rõ, cái này chén nhỏ vạn cổ trường minh đèn phụ cận, căn bản không có cái gì cấm chế lợi hại, Diệp Trần hòa Yến Tu hai người, vừa rồi thuần túy là mất công lo lắng một phen. Đi thôi, Diệp Trần, tất nhiên chúng ta đã lao ra, vẫn là nhanh đi tìm kiếm tinh thần tinh thạch. Yến Tu sắc mặt vội vàng quét mắt bốn phía. Đối với Yến Tu mà nói, coi như quý giá đến đâu bảo vật, cũng không bằng những thứ này tinh thần tinh thạch quý giá. Diệp Trần gật đầu một cái,
đang muốn hòa Yến Tu cùng một chỗ rời đi, lại đột nhiên nhìn thấy, phía trước xuất hiện mấy đạo mông lung thân ảnh. Là bọn hắn, những thứ này thân ảnh mới vừa vặn hiện lên, Diệp Trần hòa Yến Tu hai người, lập tức nhíu mày. Bởi vì giờ khắc này xuất hiện ở trước mặt hai người, bỗng nhiên chính là Ngọc Đỉnh Môn Đoạn Long bọn người. Diệp Trần hai người phát hiện Đoạn Long đám người thời điểm, Đoạn Long một đoàn người, cũng đúng lúc nhìn thấy Liễu Diệp Trần thân ảnh của hai người. Hai người này tại sao lại ở chỗ này? Chẳng lẽ những ngày kia nhân thế gia truyền người, can đảm dám đối với chúng ta lá mặt lá trái? Cái này không nói trước, ta ngược lại thật ra có chút bận tâm, hai người này xuất hiện ở nơi đây, chẳng lẽ là đã biết chúng ta chuyến này bí mật? Hoàn toàn chính xác có khả năng này, nếu không, hai người này xuất hiện chỗ, cũng thực sự quá tải trùng hợp một chút. Một đám Ngọc Đỉnh Môn đệ tử, nhìn hướng Diệp Trần hòa Yến Tu ánh mắt, cơ hồ lập tức biến hung ác liễu khởi tới. Liền xem như người dẫn đầu Triệu Tinh cùng Mạn Tuyết hai người, nhìn hướng Diệp Trần ánh mắt hai người, cũng trở nên trịnh trọng lên. Siêu! Một đám Ngọc Đỉnh Môn đệ tử, lập tức xông tới, tương Diệp Trần hai người vây vào giữa. Các ngươi muốn làm gì? Tại ngoại giới ngăn cản chúng ta tiến vào Huyền Thanh Tuyền thì cũng thôi đi, bây giờ chúng ta đã ở vào Huyền Thanh Tuyền nội, chẳng lẽ các ngươi còn muốn quan hệ chúng ta, nếu là như vậy mà nói, đừng trách chúng ta không khách khí. Yến Tu trong tay thiên nhân quyền trượng hơi vung vẩy, sắc mặt lạnh như băng nói. Một tôn chuẩn thiên nhân uy hiếp, vẫn là tương đối để cho người ta kiêng kỵ. Tối thiểu nhất, trước mặt những thứ này Ngọc Đỉnh Môn đệ tử bên trong, ngoại trừ Triệu Tinh cùng Mạn Tuyết hai người bên ngoài, những người khác đều không phải là Yến Tu đối thủ, huống chi là Diệp Trần. Bất quá, những thứ này Ngọc Đỉnh Môn đệ tử, rõ ràng căn bản không có đem Diệp Trần hòa Yến Tu để vào mắt. Ánh mắt quét mắt hai người, một danh Ngọc Đỉnh Môn đệ tử, lạnh lùng nói, hai người các ngươi, tại sao lại xuất hiện ở đây? Vừa rồi tại Huyền Thanh Tuyền bên ngoài, chẳng lẽ các ngươi không có nghe được Triệu Tinh sư huynh mệnh lệnh, hai người các ngươi, đời này không thể bước vào Huyền Thanh Tuyền nổi. Chúng ta xuất hiện ở nơi nào, tựa hồ không liên quan với các ngươi à, mặt khác, ta hòa Diệp Trần nhưng cũng không phải Ngọc Đỉnh Môn đệ tử, đám người các hạ mệnh lệnh, chúng ta không cần thiết nghe theo, cũng lười nghe. Yến Tu liếc qua phía trước mấy người, hừ lạnh một tiếng đạo. Những thứ này Ngọc Đỉnh Môn đệ tử, từ phía trước xuất hiện một khắc này bắt đầu, liền lộ ra hùng hổ dọa người, bây giờ càng là như vậy, bất kể là Diệp Trần vẫn là Yến Tu, đối bọn hắn loại thái độ này, đều tương đương chán ghét. Đến rồi bây giờ, hai người căn bản lười nhắc lại cùng những thứ này Ngọc Đỉnh Môn đệ tử nói thêm cái gì. Nếu không phải Cố Kỳ Bích Giao chính là những người này đồng môn lời nói, chỉ sợ bây giờ, Diệp Trần hòa Yến Tu hai người, đã sớm trực tiếp ra tay, hung hăng giáo huấn một trận trước mặt những người này. Yến Tu thái độ, nhường bốn phía một đám Ngọc Đỉnh Môn đệ tử, giận tím mặt, từng cái sắc mặt hung ác nhìn chằm chằm Diệp Trần hai người. Vẫn đứng ở sau lưng mọi người Triệu Tinh cùng Mạn Tuyết hai người. Cùng liếc mắt nhìn nhau một cái, Triệu Tinh từng bước đi ra, đi tới Liễu Diệp Trần hòa Yến Tu trước mặt hai người. Đối xử lạnh nhạt quét mắt trước mặt Diệp Trần hòa Yến Tu hai người, Triệu Tinh sắc mặt ngạo nghễ, chậm rãi nói, hai người các ngươi, tu vi coi như không tệ, nhưng mà đừng tưởng rằng, vẹn vẹn hai vị chuẩn thiên nhân, liền sẽ để ta Ngọc Đỉnh Môn đệ tử lui bước, hai người các ngươi tốt nhất vẫn là thành thành thật thật giao phó, các ngươi bây giờ chỗ này mục đích, rốt cuộc là cái gì? Ngọc Đỉnh Môn đệ tử trọng đại như vậy, vậy ngươi đại khái có thể đoán xem chúng ta tới đây là làm cái gì? Yến Tu đối xử lạnh nhạt quét mắt một mắt Triệu Tinh, nói một câu sau đó, cũng lại không thèm để ý đối phương. Diệp Trần giá đồng dạng không thèm để ý đối phương, lắc đầu, đạo, Yến Tu, chúng ta đi. Muốn đi, không dễ dàng như vậy. Yến Tu gần như diễu cợt đáp lại, nhưng Triệu Tinh sắc mặt đột biến, cánh tay vung lên, một chương thủy tinh đại lưới, đột ngột mở ra, đem bốn phía toàn bộ bao phủ. Diệp Trần hòa Yến Tu đường đi của hai người, cũng bị chương này thủy tinh đại lưới triệt để ngăn trở. Chặn lại phía dưới Diệp Trần hai người, Triệu Tinh mặt mũi tràn đầy lãnh ý đạo, hai người các ngươi không muốn rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, ta nghe nói các ngươi hòa Bích Giao sư muội có chút quan hệ, cho nên mới không có trực tiếp ra tay, nếu như các ngươi còn như vậy không biết tốt xấu, cũng đừng trách ta không cho Bích Giao sư muội mặt mũi. Tốt a, ta có thể nói cho các ngươi biết, chúng ta lần này tới đến nơi đây. Chỉ là trong lúc vô tình đi tới nơi này mà thôi, không có bất kỳ cái gì mục đích. Nghe Triệu Tinh nâng lên Bích Giao tên, vốn là đã không thèm để ý đối phương Diệp Trần, sắc mặt hòa hoãn mấy phần, chậm rãi mở miệng nói. Cái này Triệu Tinh, rõ ràng tại Ngọc Đỉnh Môn bên trong, rất có địa vị. Nếu là hôm nay thật cùng hắn huyên náo quá căng,
Hắn sau khi trở về giận lây Bích Giao mà nói, tình huống có thể gặp phiền toái. Cho nên, vì liễu Bích Giao, Diệp Trần dứt khoát liền lui một bước, đem tình hình thực tế cáo chi đối phương. Vẹn vẹn chỉ là trùng hợp, Triệu Tinh ánh mắt tại Diệp Trần Hòa Yến Tu trên thân đảo qua, trong đôi mắt mang theo hồ nghi thần sắc, dường như đang suy tư Diệp Trần nói tới là thật hay không. Nhưng vào lúc này, đứng ở một bên Đoạn Long, đột nhiên cười lạnh mở miệng nói, Triệu Tinh sư huynh, chúng ta Ngọc Đỉnh Môn cũng là hao phí ườm đạt đại giới, mới tìm được như thế một tòa thiên nhân bảo khố, Triệu Tinh sư huynh cùng Mạn Tuyết sư tỷ càng là hao phí vô số tinh lực, mới rốt cục dứt khoát tòa này thiên nhân bảo khố vị trí, bây giờ muốn nói có người chỉ dựa vào lấy vận khí, liền đi tới ở đây, sư huynh cảm thấy tin được không? Mặt khác, hai người bọn họ, vừa rồi thế nhưng là từ bảo khố chi bên trong xuất hiện, nếu là ta lấy được trong bảo khố bảo tàng, bị người phát hiện, vẫn là không cách nào lực địch cường giả, ta cũng sẽ nói ta là trùng hợp mới xuất hiện ở đây, căn bản vốn không biết bảo tàng sự tình. Đoạn Long một phen lý do thoái thác, nhưng bốn phía khác Ngọc Đỉnh Môn đệ tử, nhao nhao gật đầu. Liền vị kia Triệu Tinh sư huynh, thần sắc cũng lập tức kiên quyết liễu khởi tới, đối xử lạnh nhạt quét mắt Diệp Trần, Đoạn Long đạo, mặc kệ các ngươi có phải hay không biết được nơi này bí mật, hôm nay ta đều không có khả năng thả các ngươi rời đi, các ngươi vẫn là ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói, muốn sống mà nói, cũng không cần chống cự, để cho ta lùng tìm các ngươi một chút ký ức, nếu như các ngươi thật sự cái gì cũng không biết, ta ngược lại thật ra có thể thả các ngươi rời đi, nếu như các ngươi giờ khắc này ở cố ý giả ngây giả dại. Hắc hắc, kết quả các ngươi tin tưởng. Lùng tìm ký ức. Diệp Trần Hòa Yến Tu hai người, trong đôi mắt lộ ra tức giận thần sắc. Hai người thế nhưng là chuẩn thiên nhân cấp cường giả, cái này Triệu Tinh, cũng đồng dạng bất quá chỉ là một danh chuẩn thiên nhân mà thôi, hắn muốn điều tra Diệp Trần hai người ký ức, liền xem như Diệp Trần Hòa Yến Tu hai người, không chút nào thêm chống cự, tùy ý Triệu Tinh lùng tìm ký ức, cũng hơn nửa sẽ đối với bọn hắn tự thân tạo thành tổn thương rất nặng. Huống chi, võ giả tự thân bí mật, đối với Nhâm Hà nhất danh vũ giả mà nói, cũng là cực kỳ trọng yếu tồn tại. Cho dù là nhất tôn thần đạo võ giả, cũng không nguyên nhân những người khác tùy ý điều tra trí nhớ của mình. Các ngươi không nên được voi đòi tiên, Diệp Trần vừa rồi lui bước, chính là xem ở Bích Giao mặt mũi, các ngươi đừng tưởng rằng chúng ta thật sự sợ các ngươi. Yến Tu tức giận bàn tay phát run, hừ lạnh một tiếng đạo. Đối diện Triệu Tinh, nhưng căn bản không có trả lời Yến Tu, mà là trực tiếp vồ giữa không trung, bốn phía thủy tinh lưới giống như gợn sóng đồng dạng, chấn động liễu khởi tới. Đoạn Long bọn người, tất cả đều bị đạo này thủy tinh lưới cho cưỡng ép na di ra ngoài. Toàn bộ thủy tinh trong lưới, chỉ còn lại Liễu Diệp Trần ba người. Thủy tinh gò bó, Triệu Tinh mắt lạnh nhìn Diệp Trần Hòa Yến Tu, một cỗ lực lượng quỷ dị, tràn ngập tại thủy tinh trong lưới, tương Diệp Trần Hòa Yến Tu hai người, triệt để bao phủ lại. Đạo này thủy tinh lưới, tinh quang thảm thảm, càng kinh người hơn chính là, tại thủy tinh trên mạng, lại có một cỗ uy lực mạnh mẽ sức mạnh cuối cùng đang lưu chuyển. Là thiên nhân quyền trượng, mà lại là sắp thành hình thiên nhân quyền trượng, hắn đem mình thiên nhân quyền trượng, ngưng luyện trở thành hình lưới. Diệp Trần Hòa Yến Tu hai người, lập tức phân biệt ra được, trước mặt trương này thủy tinh lưới, bỗng nhiên cũng là một cái thiên nhân quyền trượng. Yến Tu hướng về phía trước bước ra một bước, trong tay đồng dạng lấy ra chính mình ngưng luyện thiên nhân quyền trượng, một kiếm hướng về phía trước thủy tinh lưới cùng với Triệu Tinh chém qua. Diệp Trần, ta trước tiên giao thủ với hắn, tốt xấu cũng làm cho bọn gia hỏa này biết, chúng ta không phải dễ trêu. Yến Tu sắc mặt băng lãnh, ngăn cản Liễu Diệp Trần đi lên hỗ trợ. Nếu như có thể nói, Yến Tu rõ ràng càng muốn hơn dựa vào sức mạnh của bản thân, đem trước mặt Triệu Tinh đánh bại. Ngươi mặc dù cũng đã lĩnh ngộ Liễu Trung cố hết sức lượng, đạt đến chuẩn thiên nhân cảnh giới, nhưng mà đừng tưởng rằng, dạng này ngươi liền có chống đối với ta thực lực, ta chính là Ngọc Đỉnh Môn hạch tâm đệ tử, phụ thân ta càng là thiên nhân bên trong cường giả, nắm trong tay của ta tài nguyên, căn bản không phải các ngươi có thể so sánh. Nhìn xem Yến Tu ra tay, Triệu Tinh chẳng thèm ngó tới đảo. Ông, ngay sau đó, theo hai cỗ nhẹ rung động xuất hiện. Triệu Tinh trên thân, hai thanh màu sắc xanh biếc phi đao, bay thẳng ra, hóa thành lưu quang, tại Yến Tu bên cạnh, không ngừng bay múa. Chỉ cần Yến Tu hơi không chú ý, những thứ này phi đao, liền sẽ trực tiếp đâm về Yến Tu yếu hại. Hai thanh phi đao, liền giống như vật sống đồng dạng. Yến Tu trên thân bắn ra từng đạo kiếm ý, muốn đem hai cây phi đao này hủy đi, nhưng mà hai cây phi đao này, lại hư hư thật thật, tùy ý Yến Tu đem hết toàn lực, căn bản không làm gì được hai cây phi đao này. Mượn nhờ hai cây phi đao này, bốn phía thủy tinh trên mạng,
đột ngột ra hiện Liễu Nhất Chương mở lớn tay. Những thứ này đại thủ, trực tiếp chụp vào Liễu Diệp Trần Hòa Yến Tu hai người. Diệp Trần đứng ở một bên, vốn cũng không có ý định bây giờ đi lên hỗ trợ, thế nhưng là không nghĩ tới, Triệu Tinh thế mà trực tiếp đem hắn cũng vòng vào bên trong vòng chiến, một bộ căn bản không đem Diệp Trần Hòa Yến Tu hai người coi ra gì bộ dáng. Tân hỏa, Diệp Trần trên thân, một đoàn hỏa diễm thiêu đốt dựng lên, đem bốn phía thủy tinh lưới ngưng tụ đại thủ, bức bách căn bản vô pháp tới gần. Triệu Tinh thấy vậy, chân mày hơi nhíu lại, trong tay lần nữa lấy ra một cây vàng óng ánh dây thừng, căn này dây thừng, nhìn qua cũng liền dài hơn một trượng. Triệu Tinh nắm vuốt căn này dây thừng một đầu, đem một đầu khác, trực tiếp ném ra. Căn này chỉ có dài hơn một trượng dây thừng, bắt đầu nhanh chóng dài ra, giống như một đầu mãng xà đồng dạng, hướng về Diệp Trần quấn quanh tới. Cái này Triệu Tinh trên người bảo vật số lượng thật nhiều. Nhìn xem dần dần nhích lại gần mình dây thừng, Diệp Trần tâm trung âm thầm thì thầm một tiếng. Chuẩn thiên nhân, đã lĩnh ngộ được Liễu Trung cố hết sức lượng. Sức mạnh cuối cùng chính là thế gian nhất là sức mạnh cực hạn, cũng là sức mạnh mạnh nhất. Mặc kệ một loại nào sức mạnh cuối cùng, đều đại biểu cho mức cực hạn. Loại này cực hạn sức mạnh, cơ hồ không có ngoại vật có thể can thiệp đến. Cho nên, có thể uy hiếp được chuẩn thiên nhân bảo vật, tại tiềm long thế giới, căn bản một kiện không có. Ngược lại là tại thiên nhân đại lục, tương tự bảo vật có không thiếu. Bất quá loại bảo vật này, cho dù là tại thiên nhân đại lục, cũng 10 phần chân quý, phổ thông chuẩn thiên nhân, căn bản vô pháp dễ dàng đem tới tay. Thế nhưng là trước mắt cái này Triệu Tinh, thế mà tuần tự lấy ra vài kiện có thể ảnh hưởng đến chuẩn thiên nhân bảo vật, bất kể là phía trước mặt cái kia hai thanh phi đao, tốt hơn theo sau hoàng kim dây thừng, đều có thể xưng chân quý, nhưng mà Triệu Tinh lại tiện tay liền đem chi sử ra. Chỉ là điểm ấy, liền có thể nhìn ra, Triệu Tinh tại Ngọc Đỉnh Môn bên trong, địa vị xác thực không phải bình thường. Xoát! Không đợi Triệu Tinh lấy ra hoàng kim dây thừng quấn chặt lấy chính mình, Diệp Trần thân ảnh, đột ngột xê dịch liễu khởi tới. Mà đầu kia hoàng kim dây thừng, thật giống như một đầu chân chính mãng xà, gắt gao truy tại Diệp Trần sau lưng, nhiều tương Diệp Trần triệt để cắn dáng vẻ. Mà một bên Yến Tu, cũng đồng dạng bị cái kia hai thanh quỷ dị khó lường phi đao, bức bách chật vật không chịu nổi. Triệu Tinh thực lực bản thân, nhiều lắm là cũng chính là phổ thông chuẩn thiên nhân trình độ. Nhưng làm sao, trong tay hắn các loại bảo vật, cơ hồ tầng tầng lớp lớp, cái này khiến thực lực của hắn, cơ hồ tăng gấp bội. Diệp Trần đoán chừng, lấy Triệu Tinh bây giờ hiện ra thủ đoạn, ít nhất có thể ngang hàng ba tên phổ thông chuẩn thiên nhân trình độ, thực lực viễn siêu đồng dạng chuẩn thiên nhân. Liền xem như cao đẳng chuẩn thiên nhân, hắn cũng không phải không có sức đánh một trận. Kể từ ta lĩnh ngộ được Liễu Trung cố hết sức lượng sau đó, đã bắt đầu xem nhẹ đủ loại bảo vật, cảm thấy đủ loại bảo vật tại sức mạnh cuối cùng trước mặt, căn bản vốn không đáng giá nhắc tới, nhưng mà loại tình huống kia, chính là tiềm long thế giới tình huống, tại thiên nhân đại lục, rõ ràng vẫn có rất nhiều bảo vật, có thể uy hiếp được thiên nhân tồn tại. Diệp Trần tâm trung thầm hô một tiếng. Hắn nhưng là tinh tường nhớ kỹ, phía trước hắn đi tới vực sâu hắc ám tìm kiếm bích giao thời điểm, cái kia cán phá đất mà lên chiến kích, là bực nào kinh khủng. Vẹn vẹn một cây chiến kích, tản ra uy lực, thậm chí ngay cả chân chính thiên nhân, cũng muốn nhượng bộ lui binh. Chỉ là một cây chiến kích, liền so một tôn chân chính thiên nhân còn kinh khủng hơn. Như thế tồn tại, lại há có thể để cho người ta coi nhẹ. Tiềm long thế giới, hết thảy vật chất cơ hồ cũng giống như hư ảo, tự nhiên không có cái gì có thể uy hiếp được Diệp Trần. Nhưng mà thiên nhân đại lục, lại rõ ràng cũng không phải là như thế. Triệu Tinh sư huynh tất nhiên lợi hại, lấy một chọi hai, vẫn có thể để cho hai người này bất lực đánh trả. Hai người bọn họ thân phận gì, cũng xứng cùng Triệu Tinh sư huynh đánh đồng. Tốt nhất nhường Triệu Tinh sư huynh trực tiếp chém giết hai người bọn họ, không có cái này Diệp Trần quan hệ, bích giao tiện nhân kia, còn phải rơi vào trong tay của ta. Bốn phía, một đám Ngọc Đỉnh Môn đệ tử, khắp khuôn mặt là ý cười, hướng về phía Diệp Trần tam nhân chỉ trỏ. Theo bọn hắn nghĩ, Triệu Tinh sư huynh ra tay, chắc chắn sẽ không thất bại. Cũng chỉ có vị kia thực lực mạnh nhất Mạn Tuyết sư tỷ, bây giờ cau mày, nhìn về phía trước giao thủ mấy người. Lấy nàng thực lực, mặc dù không cách nào xem thấu Diệp Trần chân chính thực lực, thế nhưng là cũng nhìn ra, Diệp Trần hai người, ứng đối Triệu Tinh công kích, cũng không tính quá phí sức. Loại tình huống này nói rõ một điểm, đó chính là chỉ dựa vào Triệu Tinh một người, chỉ sợ là không cách nào đem trước mặt hai người này đánh bại. Huyền Thanh Tuyền Nội Thiên Nhân Bảo Tàng, đối với ta cực kỳ trọng yếu,
Tuyệt đối không thể, bởi vì này hai người liền hỏng chuyện tốt của ta. Mạn Tuyết sư tỷ cau mày, nhìn Phút Chốc, trong đôi mắt đột ngột ra hiện liễu nhất ti sắc ý. Có thể tại Ngọc Đỉnh môn bên trong trở thành mọi người tin phục nhân vật, Mạn Tuyết sư tỷ cùng Triệu Tinh có thể đại đại khác biệt. Triệu Tinh có thể có được địa vị bây giờ, ngoại trừ thực lực bản thân cực mạnh bên ngoài, chủ yếu hơn chính là sau lưng chỗ dựa quá cứng. Mà Mạn Tuyết sư tỷ lại hoàn toàn là dựa vào tự thân, từng bước một đi đến hôm nay một bước này. Cho nên, đơn thuần luận thủ đoạn, vị này Mạn Tuyết sư tỷ cần phải so Triệu Tinh mạnh hơn nhiều. Giống như là dưới mắt, Triệu Tinh nghĩ, càng nhiều vẫn là trước mọi người, trực tiếp cầm xuống Diệp Trần hai người, ở trước mặt mọi người, thật to ra một cái danh tiếng. Đến nơi khác, thậm chí chờ sau đó xử trí như thế nào Diệp Trần hai người, Triệu Tinh căn bản liền không có suy nghĩ nhiều. Thế nhưng là vị này Mạn Tuyết sư tỷ lại rõ ràng muốn quả quyết nhiều, mắt thấy Diệp Trần hai người có thể năng ảnh vang dội đến kế hoạch của nàng, nàng cơ hồ lập tức làm ra quyết định, muốn đem vướng bận người toàn bộ chém giết. Hiu, thân ảnh nhoáng một cái, Mạn Tuyết sư tỷ thân ảnh ở trước mặt mọi người hóa thành liễu nhất đạo tàn ảnh, một đầu giống như dây lụa vậy thiên nhân quyền trượng từ Mạn Tuyết sư tỷ trong tay xuất hiện, hướng thẳng đến Yến Tu Anh kích tới. Nàng ở một bên quan chiến lâu như vậy, đương nhiên đã sớm nhìn ra Diệp Trần thực lực rõ ràng so Yến Tu càng mạnh hơn. Cho nên, bây giờ Mạn Tuyết sư tỷ vừa ra tay, đầu tiên đối phó chính là Yến Tu. Chỉ cần chém giết Yến Tu, còn lại Diệp Trần nhất người, tự nhiên là một cây chẳng chống vững nhà. Yến Tu bị Triệu Tinh gọi tới hai thanh phi đao quấy dày phiền phức vô cùng, trên thân kiếm khí bén nhọn tùy ý, nhưng căn bản không làm gì được hai cây phi đao này. Bây giờ chợt gặp Mạn Tuyết sư tỷ đánh lén, Yến Tu thần sắc đại biến phía dưới, bên người tất cả trung cực kiếm đạo chi lực, cấp tốc ngưng kết, hóa thành liễu nhất tòa cự đại kiếm sơn, chắn trước mặt mình, muốn ngăn trở vị này Mạn Tuyết sư tỷ. Nhưng mà, Mạn Tuyết thực lực, nhưng lại xa xa vượt ra khỏi Yến Tu đoán trước. Hắn ngưng tụ ra kiếm sơn, thế mà bị Mạn Tuyết trong tay dây lụa, nhẹ nhàng quật rồi một lần, lập tức văng ra tứ tán. Oanh! Một cỗ lực lượng đáng sợ, tại Yến Tu trên thân chợt bạo phát ra. Yến Tu nửa bên thân thể, cơ hồ bị cỗ lực lượng này hoàn toàn xé nát. Chỉ một cú đánh, Yến Tu liền bị thương nặng. Mạn Tuyết tốc độ nhanh, liền một bên Diệp Trần, cũng không kịp làm ra phản ứng. Bất quá nhìn thấy Yến Tu bị thương một màn, Diệp Trần sắc mặt đại biến, triệt để tức giận. Hắn sở dĩ một mực thối lui nhường, chỉ là vì Liễu Bích Giao có thể tại Ngọc Đỉnh Môn, qua càng tốt hơn một chút, không đến mức chịu đến Triệu Tinh đám người nhằm vào. Nhưng là bây giờ, trước mặt những thứ này Ngọc Đỉnh Môn đệ tử, ra tay tàn nhẫn, không lưu tình chút nào, một bộ muốn đem hai người mình, triệt để chém giết bộ dáng. Đã như vậy, Na Diệp Trần nếu là tiếp tục nhượng bộ, không những sẽ để cho chính mình hòa Yến Tu Lâm vào tuyệt cảnh, cũng đồng dạng sẽ để cho những thứ này Ngọc Đỉnh Môn đệ tử được một tấc lại muốn tiến một thước. Tâm linh chi hỏa, Diệp Trần trong cơn giận dữ, trên thân lập tức bay ra khỏi từng đóa hỏa diễm. Những ngọn lửa này, gần như hư vô, hoàn toàn không giống như là hỏa diễm. Thế nhưng là, Triệu Tinh phía trước đánh ra thủy tinh lưới, chỉ là hơi đụng chạm tới một điểm, những ngọn lửa này, lập tức bị thiêu đốt ra từng cái thiếu sót. Toàn bộ thủy tinh lưới, thế mà bị những ngọn lửa này đốt phá thành mảnh nhỏ. Triệu Tinh có chút không dám tin tưởng con mắt của mình, gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Trần. Làm sao có thể, thiên mệnh lưới, thế nhưng là ta dùng vô số tài liệu quý hiếm, mới luyện chế ra thiên nhân quyền trượng. Trong miệng gầm thét một tiếng, Triệu Tinh trực tiếp khống chế phía trước công kích Yến Tu cái kia hai thanh phi đao, hướng về Diệp Trần ám sát tới. Hai cây phi đao này, cơ hồ không gì không phá, hơn nữa phía trên thế mà cũng ẩn chứa Triệu Tinh lĩnh mộ sức mạnh cuối cùng, cho nên quỷ dị khó lường. Liền Yến Tu đối mặt hai cây phi đao này cũng cảm thấy đau đầu vô cùng. Thế nhưng là bây giờ, hai cây phi đao này mới vừa vặn bay đến Diệp Trần trước mặt, một đoàn hỏa diễm lập tức bao phủ hai cây phi đao này. Phi đao phía trên ẩn chứa sức mạnh bị tâm linh chi hỏa đốt triệt để tiêu tan. Liền hai cây phi đao này cũng trực tiếp bị Diệp Trần nắm vào trong lòng bàn tay. Hiu, Diệp Trần thân ảnh tại những này hỏa diễm chi bên trong không ngừng lấp lóe. Ba lần lấp lóe sau đó, hắn đã xuất hiện ở Mạn Tuyết sau lưng. Mạn Tuyết một chiêu kích thương Yến Tu, không có chút nào muốn buông tha Yến Tu ý tứ, vẫn muốn đối với Yến Tu đuổi tận giết tuyệt. Yến Tu bây giờ đã thâm thụ trọng thương, căn bản không có khả năng lại ngăn trở Mạn Tuyết nhất kích. Nhưng mà, Mạn Tuyết kích thứ hai,
Chưa tới kịp đánh ra, Diệp Trần đã tới Mạn Tuyết bên cạnh, vô số hỏa diễm ngưng tụ hỏa diễm bàn tay, đột ngột xuất hiện ở Mạn Tuyết bên người, đem Mạn Tuyết cánh tay, trực tiếp bắt lấy. Tâm linh chi hỏa uy lực, cơ hồ có thể so với chân chính thiên nhân pháp thuật cấp công kích. Cho nên, hỏa diễm này bàn tay, bắt lấy Mạn Tuyết cánh tay trong nháy mắt, lập tức đem Mạn Tuyết cánh tay, trực tiếp biến thành cho tàn. Liền Mạn Tuyết trong tay nắm dây lụa thiên nhân quyền trượng, cũng bị trực tiếp đốt thành hai khúc. Đã mất đi một đầu cánh tay, Mạn Tuyết tựa hồ mới phản ứng được, trong miệng phát ra một tiếng hét thảm. Diệp Trần bây giờ thi triển tâm linh chi hỏa, uy lực cực kỳ đáng sợ, đem Mạn Tuyết một cánh tay thiêu hủy sau đó, vẫn tải hướng về Mạn Tuyết thân thể lan tràn. Mạn Tuyết hét thảm một tiếng sau đó, thân ảnh nhanh chóng lui lại, đồng thời kiệt lực bắt đầu chống cự đạo này tâm linh chi hỏa thiêu đốt. May mắn Diệp Trần bây giờ đã vội vàng đi giải cứu Yến Tu, bằng không mà nói, Mạn Tuyết tình huống, khẳng định so với bây giờ càng thêm hỏng bét. Vẹn vẹn chỉ là trong nháy mắt, tình thế liền xảy ra nghịch chuyển. Triệu Tinh còn tốt, chỉ là thiên nhân quyền trượng cùng rất nhiều bảo vật bị hao tổn nghiêm trọng, nhưng mà Mạn Tuyết tình huống, lại thê thảm tới cực điểm. Nguyên bản dung mạo xinh đẹp nàng, bây giờ đoạn mất một cánh tay, trên thân cũng khắp nơi đều là hư hại vết thương, cả người phảng phất từ cao cao tại thượng nữ thần, một chút đã biến thành khắp nơi khất thực tên ăn mày một dạng. Bên cạnh cái kia một đám ngọc đỉnh môn đệ tử, bây giờ cũng tất cả đều ngây ngẩn cả người. Ta từng nghe người nói qua, cái này Diệp Trần tại Hắc Ám Sâu Uyên Nội, đánh bại Phi Ưng Thiên Tương, còn đem Hắc Ám Quốc độ một danh chuẩn thiên nhân cấp cao thủ chém giết, chẳng lẽ lời đồn đại này thật sự. Này một đám ngọc đỉnh môn đệ tử bên trong, có người trên mặt lộ ra hối hận thần sắc. Bọn hắn bây giờ bắt đầu hối hận, quá mức khinh thị Diệp Trần hòa Yến Tu hai người. Phải biết, có thể đánh bại Phi Ưng Thiên Tương cao thủ, tại ngọc đỉnh môn bên trong, cũng có thể tính là cực kỳ đứng đầu tồn tại, ít nhất không phải trước mắt Triệu Tinh sư huynh cùng Mạn Tuyết sư tỷ có thể so sánh được. Nhưng mà đáng tiếc, đối với Diệp Trần đánh bại Phi Ưng Thiên Tương nghe đồn, toàn bộ ngọc đỉnh môn bên trong, cơ hồ không có bao nhiêu người tin tưởng. Nguyên nhân rất đơn giản, Phi Ưng Thiên Tương, đây chính là thiên đình chi nội đích thiên tướng cao thủ. Mà Diệp Trần đâu, yên lặng vô danh, sau lưng còn không có bất luận cái gì chỗ dựa, một người như vậy, cho dù ai e rằng cũng sẽ không cảm thấy, Diệp Trần lại là Phi Ưng Thiên Tương đối thủ. Nhưng là bây giờ, Diệp Trần có thể trong nháy mắt đánh bại Triệu Tinh cùng Mạn Tuyết sư tỷ, cái này khiến bọn hắn đột ngột lại vang lên lời đồn đái kia, bắt đầu minh bạch, truyền ngôn e rằng cũng không phải là bắn tên không đích, mà là thật có việc. Diệp Trần, yên tâm, ta còn chịu đựng được, Yến Tu bộ dáng, so Mạn Tuyết cũng tốt không có bao nhiêu. Bất quá cũng may, Mạn Tuyết nắm giữ sức mạnh cuối cùng, cũng không có mạnh đến tâm linh chi hỏa trình độ, bởi vậy chỉ dựa vào Yến Tu chính mình, đều có thể ngăn trở Mạn Tuyết đánh vào trong cơ thể hắn sức mạnh cuối cùng ăn mòn. Bởi vậy, Yến Tu tình huống mặc dù nhìn qua thê thảm, nhưng mà chỉ cần có đầy đủ thời gian, Yến Tu chính mình liền có thể khôi phục lại. Như thế thời gian qua một lát, Yến Tu vết máu trên người, đã không sai biệt lắm toàn bộ tiêu thất. Vẹn vẹn từ ở bề ngoài nhìn, thậm chí căn bản nhìn không ra, vừa rồi Yến Tu từng bị trọng thương. Thân ảnh ưỡn một cái, Yến Tu đứng tại Liễu Diệp Trần bên cạnh. Bây giờ ở vào nơi này trong đám người, cũng chỉ có Diệp Trần, có thể tinh tường cảm thấy, Yến Tu thể nội, vẫn có hai cỗ sức mạnh cuối cùng tại cùng quấn lấy nhau. Tại đem Mạn Tuyết sức mạnh triệt để khu trục phía trước, Yến Tu căn bản không có khả năng triệt để khỏi hẳn. Không có việc gì liền tốt, nhìn thấy Yến Tu tình huống rất là chuyển biến tốt đẹp, Diệp Trần mới xem như thở dài một hơi. Đồng thời, Diệp Trần thần sắc cũng trở nên càng ngày càng khó coi. Hắn vừa rồi lựa chọn đối với Mạn Tuyết bọn người lui bước, cố nhiên là bởi vì bích giao quan hệ, thế nhưng lại bởi vậy, dẫn đến Yến Tu suýt chút nữa chết đi. Ánh mắt nhìn về phía bên cạnh những cái kia ngọc đỉnh môn đệ tử, Diệp Trần trên thân, đột ngột bạo phát ra một cỗ mãnh liệt sát ý. Hắn hiện tại, trong lòng thậm chí bắt đầu dự định, trực tiếp đem trước mặt những người này, đều chém giết. Đến nỗi làm như vậy kết quả, hắn cũng biết, đơn giản chính là triệt để đắc tội ngọc đỉnh môn thiên nhân nhóm mà thôi. Ngược lại Diệp Trần đắc tội lỗi thiên nhân, tính ra cũng đã có chừng mấy vị, Diệp Trần hoàn toàn không ngại bây giờ nhiều hơn nữa đắc tội một chút. Diệp Trần, không thể, ngươi nếu là giết bọn hắn, bích giao tình cảnh nhưng là khó rồi. Yến Tu cảm thấy Diệp Trần trên người trùng thiên sát ý, sắc mặt biến hóa, nhanh chóng giữ chặt Diệp Trần đạo. Đã tại thiên nhân đại lục sinh sống mười mấy năm Yến Tu, đối với vu thiên nhân đại lục quy tắc, rõ ràng càng thêm quen thuộc.
Ở đây, chỉ hữu thiên người mới là cao cao tại thượng tồn tại. Đến nỗi những võ giả khác, cho dù là đã nửa chân đạp đến vào thiên nhân cảnh giới chuẩn thiên nhân, cũng bất quá là sâu kiến mà thôi. Sâu kiến muốn sống, nhất định phải có chỗ dựa mới có thể. Giống như là yến tu bọn người dạng này tán tu, tại thiên nhân đại lục, cơ hồ mỗi giờ mỗi khắc đều ở đây gặp phải nguy hiểm, phải chăng có thể sống sót, đều phải nhìn riêng mình vận khí. Yến tu bọn người thực lực tiến bộ nhanh như vậy, ngoại trừ bởi vì bọn hắn thiên phú đủ mạnh bên ngoài, còn có một cái nguyên nhân chủ yếu, chính là bởi vì bọn hắn thời khắc đều ở trong nguy hiểm. Loại này cực đoan hoàn cảnh, tự nhiên để bọn hắn thực lực đề thăng cực nhanh. Nhưng mà đồng thời, bọn hắn nhưng cũng đã sớm nhận thức đến, tại thiên nhân đại lục, sau lưng có chỗ dựa tầm quan trọng. Tỷ như nói Bích Giao, nàng gia nhập vào Ngọc Đỉnh Môn, mặc dù chỉ là Ngọc Đỉnh Môn bên trong bình thường nhất một cái đệ tử. Nhưng mà, Bích Giao lại có thể yên tâm lưu tại Ngọc Đỉnh Sơn bên trên tu hành, mỗi ngày còn có Ngọc Đỉnh Môn cung ứng đủ loại tài nguyên. Chỉ là những điều kiện này, liền đã nhường rất nhiều tán tu thèm nhỏ dãi không thôi. Nếu là hôm nay thật sự bởi vì Vi Diệp Trần Hòa Yến Tu hai người, dẫn đến Triệu Tinh bọn người, trở về nhằm vào Bích Giao mà nói, Bích Giao những ngày tiếp theo, nhưng là không dễ chịu lắm. Ta biết ngươi ý tứ, nhưng mà một mực nhượng bộ, ngược lại sẽ làm cho những này ra hòa được một tấc lại muốn tiến một thước. Diệp Trần sắc mặt băng lãnh, hướng về phía Yến Tu nói một câu sau đó, ánh mắt bắt đầu ở trước mặt những thứ này Ngọc Đỉnh Môn đệ tử trên thân đảo qua. Các ngươi, khoa trương ngang ngược, vừa rồi càng là dự định trực tiếp giết chúng ta, như thế hành vi, đơn giản đáng xấu hổ, ta vốn là dự định trực tiếp chém giết các ngươi, nhưng nhìn tại các ngươi tất cả đều Ngọc Đỉnh Môn đệ chết phân thượng, hôm nay ta liền tha các ngươi một lần. Diệp Trần lời còn chưa dứt, bốn chu na chút Ngọc Đỉnh Môn đệ tử, từng cái trên mặt liền lộ ra trào phúng thần sắc. Tha cho chúng ta một lần, đơn giản nói đùa, chúng ta thế nhưng là Ngọc Đỉnh Môn đệ tử, gia hỏa này chỉ là một tán tu mà thôi. Chẳng lẽ hắn cho là hắn thật sự dám đối với chúng ta hạ tử thủ? Cái này còn phải nói, chúng ta sau lưng, thế nhưng là Ngọc Đỉnh Môn, là Ngọc Đỉnh Môn bên trong vô số thiên nhân cấp cường giả, trước mặt hai người này, bất quá là hai cái tán tu mà thôi, dám đối với chúng ta xuất thủ, bọn hắn chết chắc. Chờ chúng ta trở lại Ngọc Đỉnh Môn bên trong, lại nghĩ biện pháp đem hôm nay rớt mặt mũi tìm trở về. Một đám Ngọc Đỉnh Môn đệ tử, trong miệng nói thầm phút chốc, cũng không có người cảm tạ Diệp Trần bỏ qua cho bọn hắn lần này, mà là một bộ hùng hồn bộ dáng, quay người liền dự định rời đi. Phốc, lúc này, một đoàn hỏa diễm, đột ngột xuất hiện, đánh chúng vào đi ở đám người sau cùng đoạn long trên cánh tay. Đoạn long cánh tay, bị cái này đoàn hỏa diễm bao phủ, cơ hồ lập tức tiêu thành cho tàn, cùng mới vừa Mạn Tuyết sư tỷ tình huống cơ hồ hoàn toàn giống. Đoạn long rõ ràng không nghĩ tới, Diệp Trần đã mở miệng nói buông tha bọn hắn, kết quả bây giờ lại sẽ xuất tay. Hơn nữa, Diệp Trần ra tay quả quyết, vừa ra tay, liền trực tiếp đem đoạn long một đầu cánh tay chặt đứt. Đoạn long có thể chỉ là một cái thông thường nửa bộ thiên nhân cấp cường giả mà thôi, đụng tới Diệp Trần đánh ra tân hỏa hỏa trùng sức mạnh, hắn cơ hồ liền mảy may ngăn cản năng lực cũng không có. Ngươi lật lọng, thực sự là cả gan làm loạn, lập tức thông chi tông môn tiền bối, để cho bọn họ tới giáo huấn trước mặt hai người này. Triệu Hoán đại sư huynh bọn hắn, cũng không tin, đại sư huynh cũng không phải trước mặt hai người này đối thủ. Diệp Trần đột ngột ra tay, dọa bốn phía những thứ này Ngọc Đỉnh Môn đệ tử nhảy một cái đồng thời, cũng làm cho bọn hắn sắc mặt tức giận, dự định hòa Diệp Trần triệt để vạch mặt. Mặc dù thấp thỏm trong lòng, nhưng mà vừa nghĩ tới sau lưng Ngọc Đỉnh Môn, những thứ này Ngọc Đỉnh Môn đệ tử, vẫn là cảm thấy yên tâm rất nhiều, cũng không trong lòng đại loạn. Ta nói qua, lần này bỏ qua cho bọn ngươi. Nhưng các ngươi lại nhiều lần nhằm vào chúng ta, nếu là không cho các ngươi một chút giáo huấn, các ngươi chẳng lẽ không phải cảm thấy chúng ta quá mức mềm yếu? Diệp Trần sắc mặt băng lãnh, ngón tay đầu ngón tay phía trên, mơ hồ lập lòe một đoàn đoàn hỏa diễm. Quét mắt một mắt trước mặt đám người, Diệp Trần tiếp tục nói, cho nên, hôm nay các ngươi nếu là muốn còn sống rời đi mà nói, tất cả đều lưu lại cho ta một cánh tay, coi như là cho các ngươi trừng phạt. Vẹn vẹn chỉ là chặt đứt những thứ này Ngọc Đỉnh Môn đệ chết một cánh tay. Tự nhiên không tính là gì. Tu vi của bọn hắn, yếu nhất cũng là nửa bộ thiên nhân cấp độ, lại thêm Ngọc Đỉnh Môn bản thân liền là thiên nhân đại lục, am hiểu nhất trị liệu tông môn, gãy mất một cánh tay, bọn hắn có quá nhiều phương pháp, có thể khôi phục. Cho nên, gãy mất một tay loại này trừng phạt, càng nhiều hơn chính là trong lòng trừng phạt. Các ngươi không phải cảm thấy thân là Ngọc Đỉnh Môn đệ tử, cho nên liền cao cao tại thượng sao, đã như vậy,
Vậy thì đánh gãy các ngươi một tay, xem các ngươi về sau, còn dám hay không lớn lối như thế. Diệp Trần vừa rồi liền Triệu Tinh cùng Mạn Tuyết hai người, cũng dám trực tiếp ra tay độc ác, suýt chút nữa đem hai người chém giết. Khắc Ngọc Đỉnh môn đệ tử, bây giờ tự nhiên không dám tại Diệp Trần ở đây rủi ro, mặc dù người người sắc mặt khó coi, nhưng mà cắn răng một cái, vẫn là riêng phần mình trực tiếp chém mình một cánh tay. Chính bọn hắn động thủ, thương thế tự nhiên muốn so Diệp Trần ra tay nhẹ nhiều. Giống như là Mạn Tuyết cùng Đoạn Long hai người, cũng là bị Diệp Trần đả thương, bây giờ đều chưa ổn định thương thế, nhất định phải trở lại tông môn chi nội, mới có thể đem thương thế trên người, triệt để vững chắc xuống. Một đám Ngọc Đỉnh môn đệ tử, tất cả đều chỉ còn lại có một cánh tay. Chúng ta đi, đồng dạng bị Diệp Trần ra tay, chặt đứt một cánh tay Triệu Tinh, mặt mũi tràn đầy phẫn hận chừng liễu Diệp Trần hòa Yến Tu một mắt, chợt mang theo đám người, trực tiếp quay người rời đi. Đến nỗi vị kia Mạn Tuyết sư tỷ, nàng đến nay vẫn đang đối kháng với Diệp Trần đánh vào trong cơ thể nàng tâm linh chi hỏa, căn bản không có dư thừa khí lực nói chuyện. Này một đám Ngọc Đỉnh môn đệ tử, liền như thế hôi lưu lưu rời xa. Về phần bọn hắn ngay từ đầu dự định tìm kiếm thiên nhân bảo tàng, bây giờ căn bản không có khả năng lại tiếp tục tìm một chút đi. Mắt thấy những thứ này Ngọc Đỉnh môn đệ tử rời đi, Yến Tu trên mặt, lộ ra thoải mái thần sắc, cười nói, Diệp Trần, cái này thiên nhân đại lục, cùng chúng ta chân linh thế giới khác biệt, ở đây thực lực tất nhiên trọng yếu, nhưng mà sau lưng chỗ dựa, cũng trọng yếu giống vậy, hôm nay chúng ta dạy dỗ những thứ này Ngọc Đỉnh môn đệ tử, nhất định sẽ có rất lớn phiền phức, bất quá, loại cảm giác này, hoàn toàn chính xác sảng khoái. Diệp Trần thần sắc, lại có vẻ hết sức trịnh trọng. Bất quá hắn chú ý, rõ ràng cũng không phải là những cái kia rời đi Ngọc Đỉnh môn đệ tử, mà là nhìn về phía một bên, đưa mắt nhìn phút chốc, mới chậm rãi mở miệng nói, tiền bối ở một bên quan sát lâu như vậy, bây giờ cũng có thể hiện thân à. Gì tình huống, Yến Tu giật nảy cả mình, không ngừng quét mắt bốn phía, nhưng căn bản không hề phát hiện thứ gì. Diệp Trần nhìn chăm chú một cái phương hướng, kéo dài đến gần một chén trà nhỏ thì gian chi phía sau, chỗ này vị trí, mới chậm rãi nổi lên một cái cơ hồ trong suốt thân ảnh. Nhưng Yến Tu kinh ngạc vô cùng là, cứ việc đạo thân ảnh này đã xuất hiện, thế nhưng là hắn lại vẫn không cách nào cảm ứng được sự tồn tại của đối phương, thật giống như phía trước căn bản không có bất luận cái gì nhân nhất dạng. Đối mặt đạo thân ảnh này, Yến Tu lập tức cảnh giác liễu khởi tới. Dạng này một đạo quỷ dị thân ảnh, hắn thực lực chỉ sợ cũng sẽ tương đương cường hãn. Diệp Trần khoát tay áo, đi tới Yến Tu phía trước, nhìn chằm chằm đạo kia trong suốt thân ảnh đạo, các hạ hẳn là chôn thây ở đây na vị thiên nhân tiền bối a. Theo Diệp Trần mà nói, phía trước trong suốt thân ảnh, càng ngày càng ngưng kết. Hắn tình huống, tựa hồ muốn so Lạc Thiên Quân còn thê thảm hơn, Lạc Thiên Quân vẻn vẹn chỉ là một đạo tàn hồn, lại có thể tại thiên nhân đại lục ngưng kết thân thể. Mà bây giờ, đạo này trong suốt thân ảnh, thậm chí ngay cả duy trì tự thân bộ dáng đều lộ ra cố hết sức. Dần dần, Diệp Trần Hoài Yến Tu miễn cưỡng có thể nhìn ra, phía trước đạo thân ảnh này, lại là một nữ tử, hơn nữa dường như là một cái dung mạo có chút xinh xắn nữ tử. Nhưng mà tạo thành nàng thân thể mảnh vụn linh hồn, thực sự quá tải suy yếu, bởi vậy căn bản vô pháp ngưng tụ ra hoàn chỉnh thân hình. Cuối cùng, nàng này tại Diệp Trần Hoài Yến Tu trước mặt, cũng bất quá liền hình thành liễu nhất đạo mơ hồ thân ảnh mà thôi. Lực lượng của ta, cơ hồ đã muốn suy kiệt, bằng không mà nói, chỉ bằng vào các ngươi, căn bản không có khả năng phát hiện được ta bóng dáng. Ngưng tụ ra như thế một đạo mông lung thân ảnh sau đó, nàng này mới chậm rãi mở miệng nói. Diệp Trần nhếch nhếch miệng đạo tiền bối vẫn là hạ thấp một chút tư thái tốt nhất, ngươi bây giờ liền mảnh vụn linh hồn cũng không có lưu lại bao nhiêu, nếu như ta không nhìn lầm, chỉ cần tiếp qua mấy năm thời gian, ngươi điểm ấy còn sót lại mảnh vụn linh hồn, cũng sẽ bị cái kia chén nhỏ vạn cổ trường minh đèn triệt để thiêu đốt thành cho tàn, cho nên tiền bối bây giờ nhìn đi lên, liền miệng cọp gan thỏ cũng không tính, tùy tiện một danh vũ giả đi tới nơi này, cũng có thể làm cho tiền bối vạn kiếp bất phục. Thân ảnh đối diện một chút trầm mặc lại. Diệp Trần nói tới, rõ ràng chính là sự thật. Cái này tôn thiên nhân tàn hồn, làm vạn cổ trường minh đèn dầu thắp, thiêu đốt nhiều năm như vậy, bây giờ đã cơ hồ gần như chôn vùi, nếu không phải vạn cổ trường minh đèn sức mạnh, ngăn trở liễu thiên nhân đại lục độc hữu khí tức ăn mòn, chỉ sợ cái này tôn thiên nhân tàn hồn, liền một ngày đều khó có khả năng lại tiếp tục sống sót. Cho nên, giờ phút này tôn thiên nhân tàn hồn, không những đối với Diệp Trần hai người, không có uy hiếp chút nào, thậm chí nàng còn phải lo lắng chính nàng an nguy. Nếu là Diệp Trần Hoài Yến Tu hai người ra tay với nàng, nàng tuyệt đối ngăn không được hai vị chuẩn thiên nhân liên thủ nhất kích.
Ngươi nói không sai, ta bây giờ là không có cùng các ngươi động thủ sức mạnh, bất quá ta tất nhiên lựa chọn ở trước mặt các ngươi hiện thân đi ra, liền cũng không phải là muốn cùng các ngươi quyết liệt, mà là muốn cùng các ngươi đàm phán. Đạo này mông lung thân ảnh, chậm rãi mở miệng nói. Diệp Trần đối với đạo này mông lung thân ảnh lời nói, tương đương chẳng thèm ngó tới. Phía trước, nếu không phải hắn cảm ứng được sự tồn tại của đối phương, chỉ sợ đối phương căn bản sẽ không hiện thân tại Diệp Trần trước mặt hai người. Bây giờ nàng lại nói chủ động tại Diệp Trần trước mặt hai người hiện thân, loại thuyết pháp này, tự nhiên là vì cho mình trên mặt thiếp vàng. Cái này vị thiên nhân, bây giờ đã luân lạc tới như thế hoàn cảnh, vẫn là như vậy tự ngạo. Diệp Trần tâm trung, âm thầm thì thầm một tiếng. Một bên Yến Tu, đã sớm nhìn chằm chằm trước mặt mông lung thân ảnh đạo, ngươi muốn cùng chúng ta nói chuyện gì? Đạo này mông lung thân ảnh, liếc qua Yến Tu, chợt ánh mắt nhìn chăm chú tại Diệp Trần trên thân, đạo các ngươi tất nhiên tới chỗ này, hơn nữa cũng nhìn được ta bố trí vạn cổ trường minh đèn, nghĩ đến hẳn là tinh tường, ta thời khắc này tình cảnh như thế nào, cho nên ta bây giờ, cần cùng các ngươi làm một vụ giao dịch, các ngươi giúp ta đem chuyển thế chi thân tìm kiếm trở về, hơn nữa che chở hắn một đoạn thời gian, ta có thể thỏa mãn các ngươi bất luận cái gì nhu cầu. Diệp Trần thần sắc bình tĩnh, đạo huyền thanh tuyển nội, luôn luôn không có bảo vật gì xuất thế, gần nhất lại đột ngột xuất hiện rất nhiều tinh thần tinh thạch, hiện tại xem ra, những thứ này tinh thần tinh thạch, cũng hẳn là ngươi dở trò quỷ a. Phải thì như thế nào? Đạo này mông lung thân ảnh, hừ lạnh một tiếng, đối với Diệp Trần thẳng thắn, rõ ràng tương đương tức giận. Nói đến, đạo này mông lung thân ảnh tình cảnh hôm nay, hoàn toàn chính xác đã tương đương hỏng bét. Trước kia nàng mặc dù cũng là một tôn cường đại thiên nhân, nhưng là năm đó nàng tổn thương nghiêm trọng, vội vàng chạy trốn tới Liễu Huyền Thanh Tuyền bên trong, bố trí cái này chén nhỏ vạn cổ trường minh đèn sau đó, còn dư lại linh trí, liền trực tiếp quay người trùng sinh, chờ mong có thể lần nữa nghịch thiên trọng sinh. Nhưng mà cho đến ngày nay, nàng bố trí vạn cổ trường minh đèn, đều nhanh muốn dập tắt, thế nhưng là nàng chuyển thế chi thân, lại vẫn chưa từng xuất hiện. Nếu như chờ cái này chén nhỏ vạn cổ trường minh đèn triệt để dập tắt, vậy cái này tôn thiên nhân, thì bằng với là triệt để chôn vùi, thế gian sẽ không còn hắn bất cứ dấu vết gì. Loại kết cục này, tuyệt không phải cái này tôn thiên nhân muốn thấy được. Cho nên, rơi vào đường cùng, nàng mới chỉ có thể vận dụng trên thân huy nhất tinh thần tinh thạch, làm mồi nhử, muốn dẫn dụ những võ giả khác tiến vào Huyền Thanh Tuyền nội, tiếp đó tới tiến hành giao dịch. Mà loại hành vi, kỳ thực tương đối nguy hiểm, một khi những thứ này tinh thần tinh thạch, sẽ thật sự thiên nhân dẫn tới, vậy nàng nhưng cho dù là triệt để xong đời. Nếu là một tôn chân chính thiên nhân, e rằng căn bản sẽ không đem đạo này mông lung thân ảnh nói lên điều kiện coi ra gì. Chỉ hữu thiên người trở xuống võ giả, hắn mới có chắc chắn đem đối phương thuyết phục, tiếp đó đưa ra giao dịch điều kiện. Cái này cũng là vì cái gì, cái này đạo thiên nhân tàn hồn, không hảo hảo chờ tại vạn cổ trường minh đèn bên trong, làm dầu thắp mà là xuất hiện ở nơi này nguyên nhân. Từ Diệp Trần Hòa Yến Tu hai người xuất hiện một khắc này, nàng kỳ thực cũng tại bí mật quan sát. Bất quá để cho nàng bất đắc dĩ là, Diệp Trần Hòa Yến Tu hai người, thực lực đều quá cường đại, xa không phải thời khắc này nàng có thể khống chế, bởi vậy, nếu là nàng hiện thân tại Diệp Trần Hòa Yến Tu trước mặt, thực sự không cách nào cam đoan tự thân an toàn. Cho nên, vừa rồi nàng mới có thể tùy ý Diệp Trần Hòa Yến Tu, từ vạn cổ trường minh đèn phụ cận rời đi. Bằng không mà nói, mượn nhờ vạn cổ trường minh đèn phụ cận bố trí rất nhiều cấm chế, nàng vẫn có năng lực hòa Diệp Trần hai người đấu một trận. Nhưng nếu là thật sự đấu, Diệp Trần Hòa Yến Tu, chắc chắn sẽ không có việc gì, mà đạo tàn hồn, sẽ chân chính vạn kiếp bất phục. Theo hậu na một đám ngọc đỉnh môn đệ tử xuất hiện, càng làm cho cái này vị thiên nhân tàn hồn, trong lòng lo nghĩ không thôi. Những thứ này ngọc đỉnh môn đệ tử, rõ ràng chính là hướng về phía nàng tới, nếu là nàng không nghĩ biện pháp mau chóng thoát ly nơi đây, chỉ sợ rất nhanh, liền sẽ có đợt thứ hai ngọc đỉnh môn đệ tử xuất hiện ở đây. Nói như vậy, trên người ngươi còn có những thứ khác tinh thần tinh thạch. Yến Tu mặt mũi tràn đầy kinh hỉ nói. Hắn bây giờ đến đây Huyền Thanh Tuyền, vì cái gì nhưng chính là tinh thần tinh thạch. Ở nơi này riêng lớn Huyền Thanh Tuyền nội, muốn tìm được mấy khối tinh thần tinh thạch, tuyệt không phải một chuyện dễ dàng. Cho nên, nếu như có thể từ trước mặt cái này đạo thiên nhân tàn hồn trên thân nhận được đầy đủ tinh thần tinh thạch, vậy dĩ nhiên không còn gì tốt hơn. Tinh thần tinh thạch ta đương nhiên có, hơn nữa số lượng không thiếu, những thứ này tinh thần tinh thạch, đối với ta mà nói đã không có tác dụng gì, nếu như các ngươi cần tinh thần tinh thạch mà nói, vậy chúng ta đại khái có thể lấy những thứ này tinh thần tinh thạch làm điều kiện, tới nói chuyện chúng ta sau đó hợp tác.
Trước mặt mông lung thân ảnh, đột nhiên cười một tiếng nói. Nhìn thấy Yến Tu đối với tinh thần tinh thạch như thế để ý, nàng phảng phất cảm thấy mình đã bắt lấy Liễu Diệp Trần hòa Yến Tu hai người mạch môn. Diệp Trần nhìn chằm chằm trước mặt mông lung thân ảnh, đột ngột đạo, chúng ta còn không biết được tiền bối tính mệnh, không biết tiền bối có thể hay không cáo chi. Đạo này mông lung thân ảnh, trần chờ phút chốc, cuối cùng vẫn là nói, ta trước kia có một xương hào, gọi là Bách Hoa Tiên Tử. Diệp Trần đối với danh tự này, không có cảm giác nào. Nhưng mà, tại phù đồ cổ tháp nội bộ tiểu trong thế giới, Lạc Thiên Quân lại đã sớm giật mình vô cùng. Bách Hoa Tiên Tử, lại là nàng Diệp Trần, suy đoán của ngươi là đúng, vị này Bách Hoa Tiên Tử, lai lịch lạ thường, hơn nữa hoàn toàn chính xác Hỏa Thiên Kỳ Các có hết sức quan hệ. Nhận được Lạc Thiên Quân chuẩn xác đáp lại, Diệp Trần khóe miệng mới lộ ra mấy phần ý cười. Vừa rồi, hắn liền hoài nghi, trước mặt cái này đạo thiên nhân tàn hồn, Hỏa Thiên Kỳ Các có cửa ải cực kỳ lớn hệ. Diệp Trần cho nên sẽ có như thế hoài nghi, đó là bởi vì, vậy võ giả, căn bản sẽ không bên người mang theo số lớn tinh thần tinh thạch, chỉ hữu Thiên Kỳ Các võ giả mới có như thế nhu cầu. Cho nên Diệp Trần mới có thể tận lực hỏi thăm tên của đối phương, chính là muốn nhường Lạc Thiên Quân xem, phải chăng biết được thân phận của đối phương. Đương nhiên, nếu là đối phương cố ý nói tên giả mà nói, Diệp Trần đoán chừng cũng không thể tránh được. Cũng may, đối phương tính cách mặc dù ngang ngược, thế nhưng là rõ ràng cũng không có cố ý lừa gạt Diệp Trần hai người. Bách Hoa Tiên Tử, quả nhiên là tên rất hay. Diệp Trần trong miệng khen ngợi một tiếng, toàn tức nói tiền bối, vậy ta liền ăn ngay nói thật. Chúng ta cần đại lượng tinh thần tinh thạch, cho nên nếu là tiền bối cho chúng ta đầy đủ tinh thần tinh thạch mà nói, chúng ta không ngại giúp tiền bối một lần. Đương nhiên, tiền bối muốn chúng ta việc làm cụ thể là cái gì, cũng cần sớm nói rõ với chúng ta, tiếp đó từ chúng ta tới phán đoán, phải chăng phải đáp ứng tiền bối. Bằng không mà nói, nếu là tiền bối cố ý để chúng ta tiến đến một chỗ tuyệt địa chịu chết, bực này mua bán lỗ vốn, chúng ta cũng sẽ không làm. Hừ, ta tất nhiên quyết định cùng các ngươi làm giao dịch. Há lại sẽ vô lại như vậy. Đối diện Bách Hoa Tiên Tử hừ lạnh một tiếng, cánh tay vừa nhấc, bốn phía dòng nước phun trào, từng khỏa giống như đậu phộng kích cỡ tương đương, toàn thân tản ra sáng bóng tinh thần tinh thạch, từ bốn phía dòng nước bên trong tuôn ra, đi tới Liễu Diệp Trần Hỏa Yến Tu trước mặt hai người. Trong nháy mắt, trước mặt hai người, liền ước chừng xuất hiện 8-9 viên tinh thần tinh thạch. Bách Hoa Tiên Tử đạo, những thứ này tinh thần tinh thạch, xem như ta cho các ngươi tiền đặt cọc. Yến Tu nhìn Liễu Diệp Trần một mắt, chợt phất tay đem các loại tinh thần tinh thạch thu liễu khởi tới. Một chút lấy được nhiều như vậy tinh thần tinh thạch, Yến Tu tâm tình cũng rất là chuyển biến tốt đẹp, liền thương thế trên người, tựa hồ cũng một chút chuyển tốt rất nhiều. Diệp Trần ngẩng đầu nhìn trước mặt vị này Bách Hoa Tiên Tử, nhưng trong lòng có chút bất đắc dĩ nói thầm liễu khởi tới. Vị này Bách Hoa Tiên Tử, nhìn như không chút tâm cơ nào, nhưng mà trên thực tế, lại đem hết thảy mưu đồ cực kỳ tinh chuẩn. Nàng chắc chắn cũng đã đoán được, Diệp Trần Hòa Yến Tu hai người, đến đây tìm kiếm tinh thần tinh thạch, chính là vì tiến đến Thiên Kỳ Các tìm kiếm hỗ trợ. Mà Thiên Kỳ Các tiêu chuẩn, tìm kiếm hỗ trợ một lần, thấp nhất cũng cần 10 khỏa tinh thần tinh thạch. Bởi vậy, Bách Hoa Tiên Tử bây giờ lấy ra tinh thần tinh thạch, số lượng căn bản vốn không đến 10 khỏa, rõ ràng là vì phòng bị Diệp Trần hai người, tinh thạch đổi tay sau đó, trực tiếp cùng nàng trở mặt. Tiên Tử bây giờ có thể nói một chút. Chúng ta cần như thế nào mới có thể giúp được ngươi? Diệp Trần khẽ mỉm cười nói. Bách Hoa Tiên Tử sắc mặt biến ngưng trọng nói, trước kia ta tổn thương nghiêm trọng, không thể không bỏ qua hết thảy, chuyển thế trọng sinh, ở chỗ này lưu lại cái này chén nhỏ vạn cổ trường minh đèn, nếu là ta chuyển thế chi thân, tu vi đạt đến nửa bộ thiên nhân cấp độ, liền có thể cảm ứng được vạn cổ trường minh đèn tồn tại, từ đó đi thẳng tới thiên nhân đại lục, kế thừa ta hết thảy, đạt đến nghịch thiên trọng sanh mục đích. Đáng tiếc, cho đến ngày nay, ta chuyển thế chi thân, lại vẫn không có chút nào rơi xuống, thì không trường trong sông rất nhiều thế giới hư ảo, tu hành hoàn cảnh đã càng ngày càng kém, có thể đời này, ta chuyển thế chi thân, đều khó có khả năng dựa vào lực lượng của mình, đi tới thiên nhân đại lục. Bởi vậy ta cần các ngươi giúp ta, tìm được ta chuyển thế chi thân, đem ta hết thảy, trực tiếp đi vào trong cơ thể của hắn. Bách Hoa Tiên Tử cử động lần này, chẳng khác gì là làm cuối cùng được ăn cả ngã về không. Thiên nhân đại lục tu hành hoàn cảnh, viễn siêu thì không trường trong sông rất nhiều thế giới. Tại thiên nhân đại lục, trở thành nửa bộ thiên nhân cấp võ giả, không đáng kể chút nào, nhưng mà tại thì không trường Hà Nội rất nhiều thế giới, muốn trở thành nửa bộ thiên nhân cấp võ giả, nhưng là muôn vàn khó khăn. Dựa theo Bách Hoa Tiên Tử kế hoạch lúc trước,
cũng là đem nàng chuyển thế chi thân, dẫn đạo đến thiên nhân đại lục tới tu hành. Nhưng mà bây giờ, Bách Hoa tiên tử lại chẳng khác gì là từ bỏ kế hoạch này, dự định đem chính mình hết thảy, chuyển rời đến thì không trường trong sông đi tu hành. Đã như thế, Bách Hoa tiên tử muốn lại tu luyện từ đầu trở thành thiên nhân, xác suất cơ hồ là linh. Chỉ cần không thể đem khi xưa tu vi tìm kiếm trở về, Bách Hoa tiên tử liền không tính là chuyển thế trọng sinh thành công. Cho nên đối với nàng thời khắc này quyết định, liền xem như Diệp Trần, cũng có chút nghi hoặc. Nhìn chằm chằm trước mặt Bách Hoa tiên tử, Diệp Trần đột nhiên thần sắc khẽ động, đạo tiên tử chọn lựa như vậy, chẳng lẽ cũng đã biết được, thiên nhân đại lục kế tiếp sắp phát sinh biến đổi lớn. Bách Hoa tiên tử rất là kinh ngạc nói, a, ngươi một cái nho nhỏ chuẩn thiên nhân, thế mà cũng hiểu biết như thế chuyện bí mật, thiên nhân đại lục sắp phát sinh biến đổi lớn, chuyện này, ta cũng là hao phí vô số tâm huyết, mới suy diễn ra, nếu không phải vì thôi diễn chuyện này, ta sao lại rơi xuống bây giờ loại kết cục này, ngươi lại là như thế nào biết được. Thiên nhân đại lục sắp phát sinh đại biến, chuyện này, Diệp Trần hay là từ Diệp Giao truyền tin bên trong biết được. Mà Diệp Giao nhưng là từ thiên hậu nương nương trong miệng biết được. Chuyện này, Diệp Trần giá là đột nhiên nghĩ đến, cho nên mới như thế thuận miệng nói một chút, không nghĩ tới, Bách Hoa tiên tử thật đúng là bởi vì cái này, cho nên mới cải biến trước đây bố trí. Quét mắt trước mặt Bách Hoa tiên tử, Diệp Trần đạo ta mặc dù biết được, thiên nhân đại lục sắp phát sinh đại biến, nhưng mà cụ thể như thế nào, ta cũng không tin tưởng, tiên tử nếu là không để ý, liền báo cho ta biết chờ một hai như thế nào. Vậy ngươi nói cho ta biết trước, tin tức này, ngươi là từ chỗ nào biết được, tin tức này can hệ trọng đại, thượng đế bọn hắn, tuyệt đối sẽ không nhường quá nhiều người biết được. Bách Hoa tiên tử nhìn xem Diệp Trần đạo. Diệp Trần bĩu môi nói tiên tử bị vây ở chỗ này thời gian quá lâu, đối với ngoại giới tình huống, rõ ràng căn bản vốn không biết được, như hôm nay tòa cũng định tổ chức một hồi thần quả thịnh yến. Tại lần này thịnh yến phía trên, càng là sẽ chọn lựa ra 18,000 tên thế giới chi chủ, những thế giới này chi chủ, tất cả đều từ thiên nhân đại lục tuổi trẻ võ giả đảm nhiệm, chuyện này, nghĩ đến cũng là vì ứng đối này thứ thiên nhân đại lục biến đổi lớn mà tiến hành. Diệp Trần lần này đùa nghịch một cái láo cá, cũng không có rõ ràng đáp lại Bách Hoa tiên tử hỏi thăm, mà là đem thiên nhân đại lục, gần nhất gây nhất là lửa nóng một tin tức nói ra. Bách Hoa tiên tử nghe được Diệp Trần nói tới, sắc mặt lập tức đại biến, trong miệng lắp bắp nói, thế giới chi chủ, thiên đình thế mà lại làm ra loại chuyện này, xem ra này thứ thiên nhân đại lục biến đổi lớn, so với ta trong tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn. Diệp Trần nhìn chằm chằm Bách Hoa tiên tử, sau một lát, chậm rãi nói, tiên tử bây giờ có thể nói một chút, thiên nhân đại lục sắp phát sinh rất lớn thay đổi à. Nói cho các ngươi biết cũng không sao, bất quá các ngươi nhất định phải đem này bí mật nhớ kỹ trong lòng, không thể cáo chi bất luận kẻ nào. Bằng không mà nói, thiên đình tuyệt đối sẽ không dễ dàng bỏ qua cho bọn ngươi. Bách Hoa tiên tử trịnh trọng chuyện là khuyên bảo Liễu Diệp Trần hai nhân nhất câu, chợt vung tay lên, bốn phía dòng nước mãnh liệt, đem mấy người thân ảnh, hoàn toàn ngăn cách tại một mảnh đơn độc dòng nước trong không gian. Ánh mắt nhìn hướng Diệp Trần, Bách Hoa tiên tử đạo tiểu tử, bên cạnh ngươi tên kia, tốt nhất cũng sắp hắn cho ngăn cách, hắn mặc dù chỉ là một đạo tàn hồn, thế nhưng là cũng ủng hữu tự ta ý thức, nếu là đem cái này tin tức tiết lộ ra ngoài, cái hố thế nhưng là tất cả chúng ta. Bách Hoa tiên tử nói tới, chính là ẩn thân tại phù đồ cổ trong tháp Lạc Thiên Quân. Bị Bách Hoa tiên tử dạng này chỉ trích, Lạc Thiên Quân mặc dù tức giận mặt mũi tràn đầy tức giận, nhưng lại vẫn là đối Diệp Trần truyền âm nói, Diệp Trần, nghe hắn, tạm thời ngăn cách giữa chúng ta liên hệ, để cho nàng đem sự tình nói rõ ràng lại nói, ta có loại cảm giác, nàng sắp nói sự tình, có thể sẽ ảnh hưởng cực lớn, liền ta nói không chắc cũng sẽ nhận ảnh hưởng. Đã như vậy, tiền bối kia liền trước tiên ở phù đồ cổ trong tháp chờ một hồi. Diệp Trần nhất cái ý niệm, trực tiếp đem phù đồ cổ trong tháp không gian cùng mình liên hệ ngăn cách. Đã như thế, ngoại giới phát sinh cái gì, Lạc Thiên Quân căn bản vô pháp cảm ứng được. Làm xong những thứ này, Diệp Trần nhìn về phía trước mặt Bách Hoa tiên tử đạo, tiên tử, bây giờ có thể nói đem. Bách Hoa tiên tử khẽ gật đầu, đạo thiên nhân đại lục là như thế nào xuất hiện, các ngươi biết được sao? Yến Tu Dành nói, cái này ta biết, nghe nói ngay từ đầu, thiên nhân đại lục chỉ có thổ dân sinh mệnh, giống như là hỏa ma nhất tộc đám sinh linh, bọn hắn chính là trời sinh linh thể, thích hợp nhất tại thiên nhân đại lục sinh tồn, chỉ là về sau, theo thì không trường trong sông võ giả dần dần trưởng thành, thứ nhất thiên nhân cường giả xuất hiện, thiên nhân đại lục, cũng dần dần bị người biết. Lại tiếp đó, chính là thì không trường trong sông thiên nhân vũ giả, chiếm cứ toàn bộ thiên nhân đại lục thổ dân sinh mệnh, thì bị xa lánh cơ hồ lại không sinh tồn địa bàn.
Diệp Trần tại một bên gật đầu một cái. Yến Tu nói tới nội dung, Diệp Trần giá đồng dạng nghe nói qua. Cũng chính bởi vì những thứ này, cho nên hỏa ma nhất tộc mới có thể như thế căm hận nhân tộc võ giả. Ai biết, Yến Tu giọng điệu cứng rắn nói xong, Bách Hoa tiên tử liền nhìn không được cười to liễu khởi tới, ha ha, loại này lừa gạt người, bây giờ thật đúng là đem các ngươi tất cả đều đánh lừa, bất quá những lời này, nguyên bản là biên đi ra, lừa gạt thế gian đại bộ phận võ giả, nghĩ đến cho tới bây giờ, liền thiên nhân đại lục thiên nhân cấp trong võ giả, cũng không ít, cho là thiên nhân đại lục chính là như thế tới. Diệp Trần hòa Yến Tu liếc nhau một cái, trên mặt cùng lộ ra mấy phần mê hoặc thần sắc, Diệp Trần đạo chẳng lẽ không phải như vậy sao? Dĩ nhiên không phải, thiên nhân đại lục, kỳ thực từ vừa mới bắt đầu, chính là bị một chút cường giả đỉnh cao, liên thủ sáng lập, căn bản không phải cái gì càng cổ đến nay liền tồn tại dạng này thuyết pháp, đến nỗi hỏa ma nhất tộc trở thổ dân sinh linh, càng là thiên nhân sau khi ngã xuống, mảnh vụn linh hồn đàn sinh ra. Bách Hoa tiên tử mặt mũi tràn đầy khinh thường nói, các ngươi có biết, thế gian này, có hắc ám, liền sẽ có quang minh, có sinh ra, liền sẽ có tử vong. Hắc ám cùng quang minh, sinh ra cùng tử vong, những thứ này gắn bó cùng nhau tồn, nhưng lại hết lần này tới lần khác lại lẫn nhau đối địch. Thì không trường trong sông võ giả, ngay từ đầu đàn sinh cường giả, đều là lĩnh ngộ được những lực lượng này, cho nên mới có thể trở thành thiên nhân cấp trở lên cường giả, mà chút cường giả, lĩnh ngộ sức mạnh, lẫn nhau xung đột không nói, muốn tiếp tục tu hành, cần có tài nguyên cùng hoàn cảnh, càng là thật to xung đột lấy, điều này sẽ đưa đến, những võ giả này, lẫn nhau tương chi gian, đối địch nghiêm trọng, mỗi lần gặp mặt, đều sẽ lẫn nhau chém giết một phen. Thiên nhân cấp cường giả, lẫn nhau chém giết, sẽ cho thì không trường trong sông vũ trụ thế giới tạo thành bao lớn tổn thương, điểm ấy tất cả mọi người tin tưởng, cho nên theo những cường giả này đấu số lần càng ngày càng nhiều, liền thì không trường sông, cũng có khuynh hướng hư hỏng, một khi thì không trường sông sụp đổ, đàn sinh ra toàn bộ sinh linh vũ trụ thế giới, cũng sẽ toàn bộ hủy diệt, vì để tránh cho xuất hiện loại kết cục này, ngay lúc đó vài tên cường giả đỉnh cao, lẫn nhau đàm phán. Cuối cùng liên thủ, sáng lập ra Liễu Thiên Nhân Đại Lục. Ngay từ đầu, Thiên Nhân Đại Lục chính là một cái thoát ly vu thì không trường hà chi bên ngoài chiến trường, cũng không mảy may chỗ đặc thù, hắn bản chất, thậm chí càng yếu vu thì không trường trong sông Nhâm Hà nhất cái vũ trụ thế giới. Nhưng mà những cường giả này lại không nghĩ rằng, bọn hắn liên thủ sáng lập Thiên Nhân Đại Lục, vậy mà sinh ra một loại cực kỳ đặc biệt dị biến, quang minh cùng hắc ám, sinh mệnh cùng tử vong, những thứ này hoàn toàn xung đột sức mạnh, tại Thiên Nhân Đại Lục, thế mà hoàn mỹ dung hợp đến Liễu Nhất Khởi. Mới dung hợp đi ra ngoài sức mạnh, thậm chí so sức mạnh cuối cùng, còn muốn đáng sợ, loại này mới đản sinh sức mạnh, giống như một cái như vòng xoáy vậy, bắt đầu từ thì không trường trong sông, liên tục không ngừng hấp thu hết thảy, tất cả chủng pháp tắc, đủ loại sinh mệnh lực, đủ loại mảnh vụn linh hồn các loại, Thiên Nhân Đại Lục giống như là một cái vòng xoáy khổng lồ, đem thì không trường trong sông hết thảy tài nguyên, không ngừng hấp thu tới. Thì không trường trong sông vũ trụ thế giới, cũng bởi vì nội bộ tài nguyên bị Thiên Nhân Đại Lục không ngừng hút lấy, cho nên dẫn đến, Thiên Nhân Đại Lục tu hành hoàn cảnh, càng ngày càng kém, cuối cùng cơ hồ đã biến thành hư ảo vậy tồn tại. Mà Thiên Nhân Đại Lục, thì cùng những thứ này vũ trụ thế giới vừa vặn tương phản, không ngừng hấp thu mỗi cái vũ trụ thế giới lực lượng Thiên Nhân Đại Lục, có thể lượng biến càng lúc càng nồng nặc, những năng lượng này tài nguyên, thậm chí trở thành sinh tồn tại Thiên Nhân Đại trên lục địa sinh mạng một cái gánh nặng, Thiên Nhân Đại Lục lên sinh linh, tuổi thọ có hạn, thì ra là vì nguyên nhân này. Nhưng mà loại hoàn cảnh này, nhưng cũng để cho bọn họ tu hành tốc độ, so tại cái khác chỗ tu hành mau lẹ nghìn lần vạn lần. Bách Hoa tiên tử nói tới, nhượng Diệp Trần hòa Yến Tu, mười phần ngạc nhiên. Bất quá, hai người đối với Bách Hoa tiên tử thời khắc này ý kiến, ngược lại là không có hoài nghi cái gì. Thiên Nhân Đại Lục dị thường, chỉ cần người tới nơi này, đều có thể cảm thấy, bất kể là võ giả tại Thiên Nhân Đại Lục tu hành tốc độ, vẫn là Thiên Nhân Đại Lục đối với võ giả tuổi thọ hạn chế, cũng là mười phần loại khác quy tắc. Diệp Trần đã từng cũng vì thế mê hoặc qua, bất quá về sau, liền không tiếp tục nghĩ những thứ này. Bây giờ bị Bách Hoa tiên tử giải thích như vậy một phen, Diệp Trần tâm trung phía trước chỗ hồ nghi hết thảy, lập tức tất cả đều thoải mái. Khó trách, ta phía trước liền cảm thấy, Thiên Nhân Đại Lục cùng thì không trường trong sông vũ trụ thế giới, cơ hồ là hoàn toàn ngược lại tồn tại. Diệp Trần tâm trung, âm thầm lẩm bẩm một câu. Một bên Yến Tu, ngay sau đó dò hỏi tiền bối, người nói những thứ này, hòa Thiên Nhân Đại Lục sắp phát sinh đại biến có quan hệ sao? Đương nhiên là có, Bách Hoa tiên tử điểm một chút đầu đảo, ngay từ đầu, Thiên Nhân Đại Lục từ thì không trường trong sông, hấp thu một chút tài nguyên năng lượng,
tự nhiên không tính là gì, có những tư nguyên này năng lượng, thiên nhân đại lục ngược lại biến càng vững chắc, cho nên những cái kia sáng lập ra thiên nhân đại lục các cường giả, cũng vui vẻ nhìn thấy một màn này. Ai biết, theo thiên nhân đại lục liên tục không ngừng hấp thu thì không trường trong sông sức mạnh, thiên nhân đại lục biến càng ngày càng cường đại, giống như là bây giờ, liền thì không trường trong sông chư đa vũ trụ thế giới, cũng đã trở thành gần như hư ảo tồn tại, chỉ hữu thiên nhân đại lục, mới là chân thực tồn tại, có liên quan thiên nhân đại lục truyền ngôn, thậm chí không cách nào xuất hiện tại thì không dài hà chi nổi. Nếu là để cho từ loại tình huống này phát triển tiếp, thì không trường sông chung quy bị bởi vì thiên nhân đại lục mà triệt để sụp đổ, thiên nhân đại lục ngay từ đầu bị sáng lập, chính là vì phòng ngừa thì không trường sông sụp đổ, nhưng mà bây giờ, thì không trường sông lại bởi vì thiên nhân đại lục, gặp phải khuynh hướng hư hỏng, loại tình huống này, đoán chừng liền xem như trước đây sáng lập ra thiên nhân đại lục những cường giả kia, cũng sẽ không nghĩ đến. Nếu như thì không trường sông hỏng mất, thiên nhân đại lục, cũng tuyệt đối sẽ bởi vậy chịu ảnh hưởng, thậm chí triệt để sụp đổ, cho nên bây giờ, chỉ có nghịch chuyển thiên nhân đại lục từ thì không trường trong sông hấp thu sức mạnh, mới có thể bảo trụ thì không trường sông, cái này thứ thiên nhân đại lục sắp phát sinh thay đổi thật lớn, liền cùng này có liên quan. Bách Hoa Tiên Tử liên tục nói rất lâu, chung quy là đem đại khái tình huống giải thích rõ ràng. Yến Tu kinh ngạc nói, chẳng lẽ, thiên đình bên trong những đại nhân vật kia, muốn đem thiên nhân đại lục triệt để hủy đi, nhờ vào đó bảo trụ thì không trường sông. Bách Hoa Tiên Tử lắc lắc đầu đạo, cái này ta cũng không rõ lắm, ta mặc dù mượn nhờ ta nghiên cứu vận mệnh chi lực, có thể hơi cảm giác được sắp phát sinh đại biến, nhưng mà thiên nhân đại lục cụ thể như thế nào thay đổi, ta liền không cách nào cảm giác. Cái này chúng ta liền xem như đã biết, cũng không chỗ ích lợi gì, ngược lại để cho mình thêm nhiều thêm mấy phần sầu lo mà thôi. Diệp Trần lắc đầu, cười nhìn về phía trước mặt Bách Hoa Tiên Tử đạo, tiên tử hay là trước nói một chút dưới mắt vấn đề, chúng ta như thế nào mới có thể giúp được ngươi. Việc quan hệ tự thân, Bách Hoa Tiên Tử trên mặt lập tức ngưng trọng vô cùng, đạo ta vốn là định, mượn nhờ cái này chén nhỏ vạn cổ trường minh đèn sức mạnh, trực tiếp đem ta còn lại mảnh vụn linh hồn, truyền thâu đến thì không trường hà chi nội, ta chuyển thế chi thân bên cạnh, nói không chừng, này thứ thiên nhân đại lục dị biến, ta còn có thể bắt được lần này cơ duyên, nghịch thiên trọng sinh, lần nữa khôi phục dĩ vãng thực lực, nhưng là bây giờ các ngươi kiểu nói này, ta ngược lại có chút lo lắng. Đi qua đi lại mấy bước, Bách Hoa Tiên Tử tiếp tục nói, thiên đình bên trong những đại nhân vật kia, rõ ràng đã đem này thứ thiên nhân đại lục đại biến toàn cục trường khống lấy, cho nên mới muốn tuyển chọn bước phát triển mới thế giới chi chủ, cứ như vậy, liền xem như ta chuyển thế chi thân, tại thì không trường Hà Nội quật khởi, sợ rằng cũng phải bị những thế giới này chi chủ khống chế. Bách Hoa Tiên Tử lo nghĩ, hoàn toàn chính xác có chút đạo lý. Lần này thần quả thịnh yến sau đó, thì không trường trong sông rất nhiều thế giới, sẽ trở thành rất nhiều thế giới chi chủ lãnh địa riêng, trong đó đàn sinh cường giả, tự nhiên cũng phải chịu đến những thế giới này chi chủ tiết chế. Nếu là tiết chế Bách Hoa Tiên Tử thế giới chi chủ, chính là thiên nhân đại lục một danh lão tư cách cường giả lời nói, đây cũng là thôi. Hết lần này tới lần khác này thứ thiên tòa sách phong những thế giới này chi chủ, cũng là gần đây quật khởi trẻ tuổi võ giả. Bách Hoa Tiên Tử cũng không muốn đem đến từ kỳ bị một cái không biết bản thân nhỏ hơn bao nhiêu tuổi trẻ tuổi võ giả, đến kêu đi hét. Bởi vậy, kế hoạch lúc đầu, tự nhiên phải thay đổi. Trừ cái đó ra, Bách Hoa Tiên Tử cũng có chút lo lắng. Thiên nhân đại lục thế lực, không chỉ có riêng chỉ là thiên đình lôi âm tự rất nhiều thế lực tồn tại, còn có một cái hắc ám quốc độ tồn tại. Hắc ám quốc độ, trên thực tế, chính là trước kia sáng lập thiên nhân đại lục những cái kia hắc ám võ giả sáng tạo thế lực. Này thứ thiên nhân đại lục sắp đại biến, thiên đình có thể sớm sắp đặt, hắc ám quốc độ, tự nhiên cũng sẽ không lạc hậu hơn người. Dựa theo Bách Hoa Tiên Tử dự đoán, vô cùng có khả năng, này thứ thiên nhân đại lục dị biến sau đó, thì không trường trong sông vũ trụ thế giới, nói không chừng liền sẽ nghênh đón khôi phục. Mà chút hồi phục vũ trụ thế giới, liền xem như thiên đình có thể chiếm đoạt tuyệt đại bộ phận, hắc ám quốc độ, cũng nhất định có thể chiếm lĩnh một bộ phận vũ trụ thế giới. Nếu là Bách Hoa Tiên Tử chuyển thế chi thân, trở thành tại bộ phận này vũ trụ thế trong giới hạn, vậy nàng coi như thật vạn kiếp bất phục. Mặt mũi tràn đầy dầu dỉ suy tư rất lâu, Bách Hoa Tiên Tử ánh mắt, mới lần nữa rơi vào Liễu Diệp Trần trên thân. Nhìn chằm chằm Diệp Trần, Bách Hoa Tiên Tử cũng không nói chuyện, mà là hòa Diệp Trần hai con ngươi, đối mặt cùng một chỗ. Diệp Trần vốn là đối với cái này, cũng không thèm để ý, nhưng mà hòa Bách Hoa Tiên chết ánh mắt nhìn nhau sau một lát, Diệp Trần thế mà cảm giác, ý thức của mình, giống như cách thể mà ra, trực tiếp tiến vào một cái huyền diệu khó giải thích trong cảnh giới.
Chuyện gì xảy ra, phá cho ta. Diệp Trần rất là chấn kinh, lập tức liền muốn phải vận dụng trung cực tâm linh lực lượng, muốn để cho mình tỉnh táo lại. Nhưng mà, chưa chờ hắn làm ra phản ứng, trong đầu liền đột ngột xuất hiện Bách Hoa Tiên Tử thanh âm. Diệp Trần, không muốn giấy giụa, phối hợp ta một chút, ta giúp ngươi xem, ngươi sau đó vận mệnh. Xem xét mệnh vận sau này. Diệp Trần tâm trung có chút kinh ngạc, bất quá vẫn là dựa theo Bách Hoa Tiên Tử nói tới, không có tiếp tục giấy giụa cái gì, tùy ý Bách Hoa Tiên Tử trên người mình bố trí cỗ này huyền diệu sức mạnh. Trung cực vận mệnh chi lực. Nghe nói lực lượng cỡ này, chính là tất cả sức mạnh cuối cùng bên trong, cùng trung cực thời gian chi lực, cơ hồ đặt song song tồn tại. Lực lượng cỡ này, cực kỳ đặc biệt, nắm giữ lực lượng cỡ này nhân, cũng sẽ nắm giữ năng lực kỳ lạ. Tỷ như nói, xem thấu người khác tương lai. Thiên nhân đại lục Thiên Ki Các, sở dĩ tại thiên nhân đại lục, cũng nắm giữ riêng lớn danh tiếng. Chính là bởi vì, Thiên Ki Các bên trong võ giả, phần lớn nắm giữ liễu trung cực vận mệnh chi lực. Mượn nhờ tinh thần tinh thạch, bọn hắn có thể nhẹ nhõm xem xét đến rất nhiều người khác không cách nào biết được tương lai. Cái này làm việc Thiên Ki Các chỗ đáng sợ. Mà bây giờ, vị này Bách Hoa Tiên Tử, rõ ràng chính là muốn nhờ vào đó, kiểm tra một chút Diệp Trần tương lai. Đối với mình tương lai, Diệp Trần giá là tương đối hiếu kỳ, cho nên bây giờ mới có thể yên tĩnh chờ đợi, chờ lấy nhìn Bách Hoa Tiên Tử kiểm tra kết quả. Đứng tại Diệp Trần bên người Yến Tu, đột nhiên phát hiện liễu Diệp Trần hòa Bách Hoa Tiên chết chỗ dị thường. Hai người đứng tại chỗ, ánh mắt đờ đẫn, tựa hồ liền linh hồn cũng đã đánh mất. Diệp Trần, ngươi không sao chứ? Thần sắc đột biến Yến Tu, trong miệng hô quát liễu Diệp Trần một câu, mắt thấy không có bắt được bất kỳ đáp lại nào, Yến Tu trên không khẽ quát một tiếng, trên thân lập tức xuất hiện ra liễu nhất đạo đạo lăng lệ kiếm khí, hướng về đối diện Bách Hoa Tiên Tử chém qua. Yến Tu, nhanh dừng tay, kiếm khí bén nhọn, sắp đánh trúng trước mặt Bách Hoa Tiên Tử thời điểm, Diệp Trần đột nhiên tỉnh lại, đưa tay bắt được Yến Tu cánh tay. Mắt thấy Diệp Trần tỉnh lại, Yến Tu lập tức mừng lớn nói, Diệp Trần, vừa rồi chuyện gì xảy ra? Để sau hãy nói, Diệp Trần lắc đầu, ánh mắt lại nhìn về phía trước Bách Hoa Tiên Tử. Vừa rồi, Bách Hoa Tiên Tử vận dụng trung cực vận mệnh chi lực, xem xét Diệp Trần tương lai. Đối với cái này, Diệp Trần giá là tương đối hiếu kỳ. Bách Hoa Tiên Tử bây giờ hai mắt nhắm nghiền, nguyên bản là mảnh vụn linh hồn ngưng kết mà thành nàng, thân thể tựa hồ biến càng thêm phiêu miểu, cơ hồ liền muốn hoàn toàn biến mất. Rõ ràng, vận dụng thần thông, xem xét những võ giả khác tương lai, đối với Bách Hoa Tiên Tử mà nói, cũng là một cái cực lớn tiêu hao. Bách Hoa Tiên Tử dị thường, kéo dài ước chừng sau nửa canh giờ, thân thể cơ hồ đã hoàn toàn biến mất Bách Hoa Tiên Tử, cuối cùng mở mắt ra. Diệp Trần nhìn chằm chằm Bách Hoa Tiên Tử, đạo Tiên Tử, như thế nào? Bách Hoa Tiên Tử chân mày hơi nhíu lại đạo, tương lai của ngươi rất đặc thù. Ta cũng không cách nào xác định đến cùng nên tin tưởng loại kia tương lai. Đây là ý gì, chẳng lẽ tiên tử thấy tương lai, có rất nhiều loại tình huống sao? Diệp Trần kinh ngạc nói. Bách Hoa Tiên Tử đạo, đương nhiên, bất kể là bất luận kẻ nào, tương lai của hắn, đều có vô hạn loại khả năng, chúng ta chỗ kiểm tra tương lai, chẳng qua là từ nơi này vô hạn loại khả năng bên trong, lựa chọn ra có khả năng nhất phát sinh mấy loại tương lai, tiếp đó bình phán người này tương lai, thế nhưng là tương lai của ngươi. Ta nhưng có chút nhìn không thấu. Diệp Trần trầm ngâm chốc lát nói, đây là vì cái gì, tiên tử không phải nói, ngươi có thể từ vô hạn loại khả năng bên trong, lựa chọn ra có khả năng nhất phát sinh mấy loại tình huống sao? Tiên tử vì cái gì lại nói nhìn không thấu tương lai của ta? Bình thường tôi nói, vô luận như thế nào, ta đều có thể từ ngươi tương lai có khả năng phát sinh vô số loại tình huống bên trong, chọn lựa ra một loại có khả năng nhất phát sinh, nhưng mà tương lai của ngươi, nhưng là một đoàn mê vụ. Thậm chí ngay cả quá khứ của ngươi, cũng đồng dạng là một đoàn mê vụ. Bách Hoa Tiên Tử gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Trần, tựa hồ muốn từ Diệp Trần trên thân nhìn ra một tia dị thường một dạng. Nhưng mà đáng tiếc, Diệp Trần trên mặt càng nhiều hơn là mê mang, rõ ràng căn bản vốn không tin tưởng, trên người mình tình trạng như thế nào. Nhìn chằm chằm Diệp Trần nhìn phút chốc, Bách Hoa Tiên Tử chậm rãi nói, Diệp Trần, ta vẫn nói thẳng tin tưởng a, trên người ngươi, bị một tôn cường giả đỉnh cao thi triển thủ đoạn. Phong cấm ngươi quá khứ tương lai, cơ hồ không có người có thể gặp lại ngươi quá khứ tương lai, tôn này cường giả đỉnh cao rốt cuộc là ai, e rằng chỉ có chính ngươi đã biết. Có cường giả phong cấm quá khứ của ta tương lai, Diệp Trần rất là giận mình nói, cái này sao có thể, cho tới bây giờ, ta ngay cả thiên nhân cấp cường giả, cũng không nhận biết mấy người,
Huống chi là tiên tử trong miệng có thể phong cấm ta quá khứ cùng tương lai cường giả. Có biết hay không là ai không quan hệ, nhưng mà cái này lại có thể chứng minh một điểm, sau lưng ngươi chắc có một tôn cường giả đỉnh cao, âm thầm tại chiếu cố ngươi. Bách Hoa tiên tử khóe miệng lộ ra một nụ cười, cười hắc hắc đạo, ta vốn là còn chút do dự, phải chăng muốn sửa đổi ta kế hoạch lúc đầu, bây giờ ta ngược lại thật ra có thể xác định, lập tức liền sửa đổi kế hoạch lúc trước. Bất quá lúc này, còn phải Diệp Trần ngươi hỗ trợ. Cái này phía trước ta đã đáp ứng ngươi, ngươi dự định làm thế nào, chỉ cần không phải chuyện quá khác người, ta sẽ không phản đối. Diệp Trần điểm đầu đạo. Bách Hoa tiên tử đạo, đương nhiên sẽ không. Diệp Trần, các ngươi dự định tham gia phía sau thần quả thịnh yến sao? Đúng vậy, chúng ta thực sự kế hoạch tham gia phía sau thần quả thịnh yến, ta hỏa yến tu, đều là đến từ thì không trường trong sông một cái thế giới này, chính là chúng ta quê hương, tuyệt đối không có khả năng khiến người khác nắm giữ. Diệp Trần thần sắc kiên quyết nói. Bách Hoa tiên tử cười nói, đã như vậy, chuyện kia thì đơn giản nhiều, Diệp Trần, ta muốn thi triển thủ đoạn, để cho ta chuyển thế chi thân, lần nữa chuyển thế, hơn nữa chuyển thế thế giới, chính là nhà của ngươi hương. Lần này thủ đoạn, cũng là ta cuối cùng còn sót lại lực lượng, chút sức mạnh này tiêu hao sau đó, ta sẽ không còn sức mạnh dẫn đạo ta chuyển thế chi thân, cho nên ta chỉ có thể đem ta ký ức, ghi chú thêm ở một cái vật dẫn phía trên, tiếp đó từ ngươi mang theo, sau này liền cũng từ ngươi tới dẫn đạo ta chuyển thế chi thân. Chỉ là sao lời đơn giản, ta không có vấn đề. Diệp Trần nói thẳng. Vẹn vẹn chỉ là dẫn đạo một chút Bách Hoa tiên tử chuyển thế chi thân, chuyện này, đối với Diệp Trần mà nói, hoàn toàn chính xác xem như việc rất nhỏ. Bách Hoa tiên tử trên mặt lại mang theo trịnh trọng thần sắc đạo, Diệp Trần, chuyện này đối với ngươi mà nói, đích thật là việc rất nhỏ, thế nhưng là đối với ta mà nói, lại cực kỳ trọng yếu, nếu là chuyện này hơi ra điểm chỗ sơ suất, ta liền sẽ vạn kiếp bất phục, cũng không còn tồn tại, cho nên, kế hoạch của ta tuyệt đối không thể xuất hiện mảy may chỗ sơ suất. Tiện tay một chiêu, Bách Hoa tiên tử trước mặt, một chương cơ hồ trong suốt vậy ra thú trang giấy, chậm rãi nổi lên. Diệp Trần, đây là vận mệnh khế ước, chính là thiên kỳ các võ giả, hao phí tâm huyết luyện chế được bảo vật, một khi ký kết vận mệnh khế ước, sau đó vận mệnh của ngươi, liền sẽ chịu ảnh hưởng, hôm nay chỗ hứa hẹn sự tình, nhất thiết phải hoàn thành, bằng không mà nói, sau này sẽ gặp cực kỳ nghiêm trọng trừng phạt. Thở dài một cái, Bách Hoa tiên tử tiếp tục nói, Diệp Trần, ngươi chưa có trách ta không tín nhiệm ngươi nhóm, chuyện này đối với ta mà nói, thực sự quá tải trọng yếu, chỉ có ngươi ký kết phần này vận mệnh khế ước, ta mới có thể yên tâm. Như hết thầy quả thật giống như tiên tử lời nói, vậy ta ký phần này vận mệnh khế ước cũng không tính là gì, bất quá ta còn có một số vấn đề chi tiết, muốn hướng tiền bối hỏi rõ. Kế tiếp, Diệp Trần ký càng hỏi thăm Bách Hoa tiên tử rất nhiều có liên quan vận mệnh khế ước tư liệu. Cuối cùng, xác định phần này vận mệnh khế ước hoàn toàn chính xác sẽ không đối với mình tạo thành ác liệt hơn ảnh hưởng sau đó, Diệp Trần mới xòe bàn tay ra, đem phần này vận mệnh khế ước, trực tiếp bắt được trong tay. Phân ra một cỗ lực lượng linh hồn, rót vào đạo phần này vận mệnh khế ước bên trong, Diệp Trần liền coi như là hòa Bách Hoa tiên tử chính thức ký kết phần này vận mệnh khế ước. Mắt thấy Diệp Trần đem vận mệnh khế ước ký kết, Bách Hoa tiên tử trên mặt lộ ra vui vẻ như chút được gánh nặng ý, nhẹ nhàng gõ đầu đạo, Diệp Trần, ta có thể không trùng sinh. Bây giờ liền đều xem ngươi, đã ngươi đã lựa chọn ký kết vận mệnh khế ước, vậy ta sớm đem đòi hỏi của các ngươi đồ vật cho các ngươi, hẳn là cũng không sao. Diệp Trần hòa yến tu trước mặt dòng nước phun trào, từng khỏa chói mắt tinh thần tinh thạch xuất hiện tại Diệp Trần hòa yến tu trước mặt hai người. Những thứ này tinh thần tinh thạch, thô sơ giản lược nhìn lại, ít nhất cũng có số 10 khỏa nhiều. Nhiều như vậy tinh thần tinh thạch, dùng để thỉnh thiên kỳ các võ giả ra tay, suy tính một người rơi xuống. Tuyệt đối là dư xài. Lần này Diệp Trần hòa yến tu hai người, lựa chọn đến đây Huyền Thanh Tuyền nội sông sáo, vì cái gì nhưng chính là những thứ này tinh thần tinh thạch, bây giờ mục đích đạt đến, hai người tự nhiên rất là mừng rỡ. Trước mặt cái này mấy chục ngôi sao thần tinh thạch, Diệp Trần hòa yến tu riêng phần mình lấy đi một cái nửa. Nhìn xem Diệp Trần hòa yến tu lấy đi trước mặt những thứ này tinh thần tinh thạch, Bách Hoa tiên tử mới tiếp tục nói, các ngươi đi theo ta muốn bắt đầu bố trí vận mệnh pháp trận. Thay đổi ta chuyển thế chi người vận mệnh, khiến cho có thể chuyển sinh tại quê hương của các ngươi. Mang theo Diệp Trần hòa yến tu hai người, Bách Hoa tiên tử một lần nữa về tới trước đây vạn cổ trường minh đèn bên trên tế đàn. Cái kia chén nhỏ vạn cổ trường minh đèn, bây giờ đã biến càng ngày càng ảm đạm, lúc nào cũng có thể dập tắt. Bách Hoa tiên tử đi tới bên trên tế đàn, miệng hơi hơi mở ra,
đem trước mặt cái kia chén nhỏ vặn cổ Trường Minh đèn, trực tiếp nuốt vào trong bụng. Tất nhiên ta đã cải biến kế hoạch lúc đầu, cái này vặn cổ Trường Minh đèn thì không cần tồn tại, Diệp Trần, chờ sau đó ta sẽ dẫn lấy thần hồn của ngươi, cùng một chỗ chứng kiến ta chuyển thế chi thân lần nữa chuyển thế, ta có thể không trùng sinh, phải xem ngươi rồi. Sáng Dực Giới, chính là thì không trường trong sông, chư đa vũ trụ thế giới một trong. Bất quá so sánh khác vũ trụ thế giới, Sáng Dực Giới muốn nhỏ nhiều, thậm chí so Tiềm Long thế giới, cũng muốn nhỏ rất nhiều lần. Dạng này một cái vũ trụ thế giới, ở tại tu hành hoàn cảnh không ngừng trở nên ác liệt hôm nay, nội bộ đản sinh cường giả, số lượng đương nhiên cũng đã 10 phần thưa thớt. Trên thực tế, cho đến ngày nay, Sáng Dực trong giới hạn, đừng nói thiên nhân cấp cường giả, liền xem như nửa bộ thiên nhân cấp cường giả, cũng bất quá mới sinh ra một vị như vậy mà thôi. Ở ngoài sáng quang giới thế giới như thế này, một tôn nửa bộ thiên nhân cấp cường giả, cơ hồ chính là tồn tại vô địch. Toàn bộ Sáng Dực Giới, đều bị tôn này nửa bộ thiên nhân cấp cường giả sáng tạo Thiên Môn Tông thống trị, ở ngoài sáng quang trong giới hạn, Thiên Môn Tông, chính là không thể nghi ngờ bá chủ cấp tồn tại, không có người có thể đem Sáng Dực Giới chống lại. Sắp tới giữa trưa, Sáng Dực Giới, một tòa biên cảnh tiểu thành chi bên trong. Một cái vóc người nhỏ nhắn xinh xắn nữ tử, đang tải bước nhanh hướng về phía trước đi đến, dáng dấp của nàng nhìn qua 10 phần thê thảm không nói, trên mặt thậm chí còn mang theo rất nhiều vết thương. Đát, đát. Đột nhiên, vài đầu cao lớn cưỡi thú, từ một bên chạy trốn tới. Ở nơi này vài đầu cưỡi thú trên lưng, một đám người mặc chiến giáp, cầm trong tay vũ khí võ giả, toàn thân tản ra băng lãnh khí tức. Nhìn thấy những thứ này chiến giáp vũ giả thời điểm, bốn phía bách tính, cơ hồ người người sắc mặt đại biến, mau thoát đi đến rồi một bên, vài tên trốn hơi chậm một chút bách tính, thế mà bị những thứ này chiến giáp vũ giả dưới quần cưỡi thú, trực tiếp đạp đi qua. Vài đầu cưỡi thú cấp tốc dạo qua một vòng, tiếp đó đem tên kia nhỏ nhắn xinh xắn nữ tử, bao phủ ở bên trong. Gió Niệm Kiều, ngươi dám can đảm độc chết phó quận trưởng chi tử, bây giờ nhìn ngươi còn trốn nơi nào. Quát lạnh một tiếng, từ nơi này chút cưỡi thú trên lưng võ giả trong miệng truyền ra. Cái tên này gọi Gió Niệm Kiều nhỏ nhắn xinh xắn nữ tử, thần sắc đột biến, lạnh lùng quét mắt bốn phía những võ giả này, đạo, phó chiêu vẻn vẹn chỉ là bởi vì tham luyến sắc đẹp của ta, liền hạ lệnh giết chết ta tất cả người nhà, ngay cả ta sư phụ môn, cũng nhận tác động đến, hoàn toàn tán loạn, như thế đại thù, ta nếu là không báo, cho dù chết ta cũng sẽ không cam tâm. Cái này cùng chúng ta không quan hệ, phó quận trưởng chính là thiên môn đệ tử, ngươi can đảm dám đối với con của hắn ra tay, đã vi phạm liễu thiên môn quy thì, cho nên nhất thiết phải chịu đến thiên môn trừng phạt. Mấy danh chiến giáp vũ giả, lạnh lùng nói. Gió Niệm Kiều nghe vậy, trên mặt lộ ra mấy phần buồn bã ý cười, đạo, lại là thiên môn, toàn bộ Sáng Dực Giới, cũng là bởi vì thiên môn tông tồn tại, cho nên mới biến dân chúng lầm than, nếu là phóng lên trời thật sự có lương chi lời nói, sớm nên đem toàn bộ thiên môn triệt để hủy đi. Lớn mật, Gió Niệm Kiều mà nói, làm cho những này chiến giáp vũ giả, giận tím mặt. Bọn hắn tất cả đều là xuất thân thiên môn, tự nhiên không thể gặp có người chửi bới thiên môn. Hưu, mấy danh chiến giáp vũ giả, riêng phần mình cầm trong tay chiến đao, từ cưỡi thú trên lưng, nhảy xuống, hướng về phía dưới Gió Niệm Kiều chém giết tới. Gió Niệm Kiều trong tay xuất hiện một cái tiểu xảo loan đao, thân ảnh lóe lên, thế mà cùng những thứ này chiến giáp vũ giả, chiến đấu liễu khởi tới. Hơn nữa, Gió Niệm Kiều đao pháp, thế mà so với cái này chút chiến giáp vũ giả càng hung hiểm hơn, càng đáng sợ hơn. Vẹn vẹn trong nháy mắt gian chi phía sau, cái này mấy danh chiến giáp vũ giả, trên thân liền bị Gió Niệm Kiều cắt đứt ra vô số vết thương. Quả nhiên là một cái khó được thiên tài nhân vật, ngắn ngủi mấy năm, hơn nữa còn là tại Lang Bạt Kỳ Hồ bên trong, thế mà cũng có thể tu luyện tới thánh đạo cảnh giới, đáng tiếc, ngươi không nên đắc tội thiên môn, nếu không như vậy, ta nói không chắc còn có thể sinh ra lòng yêu người tài, đem ngươi thu làm đệ tử. Những thứ này chiến giáp vũ giả, chỉ lát nữa là phải bị thua, một tiếng thở dài âm thanh, ở giữa không trung đột ngột xuất hiện. Ngay sau đó, một cái người mặc đạo bào nam tử, từ giữa không trung chậm rãi rơi xuống. Cái này đạo bào nam tử, tuổi chừng hơn 40 tuổi, bộ dáng dáng dấp cực kỳ nho nhã, nhưng mà một đôi tròng mắt, lại mang theo vài phần tà dị thần sắc, trên dưới liếc nhìn phía dưới Gió Niệm Kiều thời điểm, càng là lộ ra mấy phần để cho người ta chán ghét tà dị tiếu dung. Mai Hoa đạo nhân, nhìn thấy cái này danh đạo bào nam tử, một mực sắc mặt lạnh lùng Gió Niệm Kiều, thế mà lộ ra mấy phần bối rối biểu lộ. Bởi vì nàng đã nhận ra cái này danh đạo thân phận của người.
Tên này tên là Mai Hoa đạo nhân, thân phận không chỉ có là nhất tôn thần đạo võ giả, trọng yếu hơn người, người này là người gian ác, hàng năm không muốn biết hành hạ chết bao nhiêu cái nữ tử. Gió Niệm Kiều nếu là rơi xuống trong tay đối phương, hạ chàng tất nhiên sẽ tương đương thê thảm. Thân ảnh nhất chuyển, không lo được tiếp tục chém giết những cái kia chiến giáp vũ giả, Gió Niệm Kiều lao nhanh hướng về nơi xa phóng đi, nghĩ muốn trốn khỏi ở đây. Nhưng mà, vẻn vẹn chỉ là nhập môn thánh đạo danh giới nàng, cùng lão tư cách thần đạo vũ giả Mai Hoa đạo nhân ở giữa, thực lực sai biệt thực sự quá tải cực lớn. Vô luận Gió Niệm Kiều hướng về cái hướng kia đào tẩu, cười tủm tìm Mai Hoa đạo nhân, đều sẽ trực tiếp xuất hiện tại nàng phía trước, đem nàng đường đi ngăn trở. Cuối cùng, Mai Hoa đạo nhân trong miệng đắc ý cười một tiếng, càng là trực tiếp khẽ vươn tay, đem Gió Niệm Kiều loan đao trong tay, tạo thành hai khúc, tiếp đó đem Gió Niệm Kiều dẹp đi trong lồng ngực của mình, cúi đầu liền hướng lấy Gió Niệm Kiều môi đỏ hôn tới. Ông! Nhưng vào lúc này, một cỗ lực lượng đáng sợ, đột ngột xuất hiện, nhường bốn phía tất cả mọi người, tất cả đều ngây người ngay tại chỗ, ngay cả động đậy một chút cũng không thể, trong đó cũng bao quát liễu thần đạo danh giới Mai Hoa đạo nhân. Đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ có cự đầu cấp cao thủ xuất hiện? Mai Hoa đạo nhân trong ngực ôm Gió Niệm Kiều, trong lòng tràn đầy hoảng sợ. Tại hắn biểu tình kinh hoàng bên trong, trước mặt hắn không gian, đột ngột một hồi chấn động, hai thân ảnh, từ trong đó đi ra. Chúng ta thế mà đi tới liễu thì không trường trong sông vũ trụ thế giới, hơn nữa lần này tới, tựa hồ cũng chỉ là một đạo thần hồn mà thôi, Bách Hoa tiên tử, ngươi thủ đoạn như vậy, tưởng thật không dậy nổi. Hừ, năm đó ta thần vẫn phía trước, cũng đã là thiên nhân cấp trong võ giả cường giả, ta tu hành trung cực vận mệnh chi lực, lại là cực kỳ kỳ lạ một loại sức mạnh, có thể làm đến điểm ấy, cũng không hiếm lạ. Bất quá làm xong những thứ này, ta còn sót lại thần hồn, sợ là muốn triệt để tiêu tán. Mới xuất hiện cái này hai thân ảnh, chính là Diệp Trần Hòa Bách Hoa tiên tử. Hai người bây giờ tất cả đều linh hồn trạng thái, Diệp Trần giá thì thôi, linh hồn trạng thái, đối với hắn cũng không quá nhiều ảnh hưởng, nhưng mà Bách Hoa tiên tử tình huống, cũng đã tương đương hỏng bét, thân thể của nàng, đã triệt để đã biến thành trong suốt trạng thái, cơ hồ chỉ có thể nhìn thấy một cái mông lung thân ảnh mà thôi. Trước đó nói chuyện phán thỏa đáng, Bách Hoa tiên tử liền vận dụng thủ đoạn, bắt đầu quan hệ nàng chuyển thế chi thân. Không thể không nói, trung cực vận mệnh chi lực, hoàn toàn chính xác kỳ lạ. Bách Hoa tiên tử thế mà mượn nhờ trên thân còn sót lại sức mạnh, trực tiếp mở ra một cái thông đạo, đem tự thân hòa Diệp Trần linh hồn, tất cả đều đưa vào liễu thì không trường hà chi nổi. Hơn nữa, lần theo trong minh minh vận mệnh, Bách Hoa tiên tử thập phân tinh chuẩn tìm được nàng chuyển thế chi thân. Kế tiếp, chỉ cần Diệp Trần hỗ trợ, đem nàng chuyển thế chi thân, chuyển rời đến Tiềm Long thế giới, liền coi như là hoàn thành đối với Bách Hoa tiên tử hứa hẹn. Thuận miệng hòa Bách Hoa tiên tử nói chuyện với nhau vài câu, Diệp Trần liền cúi đầu nhìn về phía tứ chu chúng nhân. Ánh mắt của hắn, lập tức dừng lại ở Gió Niệm Kiều trên thân. Tứ chu chúng nhân ở trong, tựa hồ cũng chỉ có Gió Niệm Kiều, mới cùng Bách Hoa tiên tử chuyển thế chi thân có chút quan hệ. Bách Hoa tiên tử chính là nữ tính, lấy nàng cường độ linh hồn, tại chuyển thế chi tế, tự nhiên cũng sẽ ảnh hưởng đến giới tính, sẽ không xuất hiện chuyển sinh trở thành nam tử tình huống. Tiên tử, ngươi chuyển thế chi thân, tình huống bây giờ tựa hồ không tốt lắm à. Quét mắt một mắt phía dưới Gió Niệm Kiều, Diệp Trần nhếch miệng cười liễu khởi tới. Gió Niệm Kiều thế nhưng là Bách Hoa tiên tử chuyển thế chi thân, nhưng là bây giờ, Gió Niệm Kiều bị vị này Mai Hoa đạo nhân ôm vào trong ngực, nếu không phải Diệp Trần Hòa Bách Hoa tiên tử xuất hiện kịp thời, e rằng bây giờ, Gió Niệm Kiều liền bị vị này Mai Hoa đạo nhân chiếm hết tiện nghi. Nhìn mình chuyển thế chi thân thời khắc này bộ dáng, Bách Hoa tiên tử đã sớm tức giận cơ hồ toàn thân run rẩy. Mặc dù nói chuyển thế chi thân, không thể cùng với nàng bản thể đánh đồng, nhưng mà Bách Hoa tiên tử tu hành vô số năm, vẫn luôn là băng thanh ngọc khiết, kết quả bây giờ chuyển thế chi thân lại suýt chút nữa bị người cho khinh nhờn. Diệp Trần, cho giết ra hỏa này, cắn răng, Bách Hoa tiên tử thấp giọng nói. Thời khắc này Bách Hoa tiên tử, sức mạnh còn sót lại đã cơ hồ hao hết, coi như trước mặt vị này Mai Hoa đạo nhân, chính là nhất tôn thần đạo võ giả, nàng cũng căn bản không làm gì được đối phương, chỉ có thể nhượng Diệp Trần ra tay. Diệp Trần liếc qua trước mặt Mai Hoa đạo nhân, trên mặt lộ ra mấy phần vẻ khinh thường. Vị này Mai Hoa đạo nhân một thân huyết khí, rõ ràng chính là loại kia sát lục rất nặng võ giả, đem bực này mặt hàng trực tiếp chém giết, Diệp Trần căn bản sẽ không có bất kỳ gánh vác. Cong ngón tay nói chuyện, một đoàn hỏa diễm, vô căn cứ sinh ra, trực tiếp chui vào Mai Hoa đạo nhân mi tâm.
Mai Hoa đạo nhân mặt mũi tràn đầy kinh hãi, liền mảy may phản kháng cũng không có, thân thể liền trực tiếp biến thành hư ảo, hoàn toàn biến mất không thấy. Nhìn xem trên mặt đã lộ ra rõ ràng sợ hãi thần sắc Gió Niệm Kiều, Diệp Trần nhếch miệng nở nụ cười, nhìn về phía bên người Bách Hoa tiên tử đạo, tiên tử, là ngươi tự mình nói với nàng, hay là ta để giải thích? Ngươi tới đi, nàng mặc dù là ta chuyển thế chi thân, cùng ta có nhân quả quan hệ, nhưng mà nói cho cùng, ta và nàng, kỳ thực đã có khác biệt rất lớn, nếu để cho ta tới giảng giải đây hết thảy, ta cũng thực sự không biết giải thích thế nào. Bách Hoa tiên tử trên mặt lộ ra mấy phần vẻ u sầu đạo. Chuyển thế trọng sinh, đích thật là một loại khá là ghê gớm thủ đoạn. Nhưng mà đồng dạng, thủ đoạn như vậy nhưng cũng có vô cùng phong hiểm. Giống như là Mộ Dung Tuyết, tu luyện tam sinh tam thế luân hồi quyết, vẻn vẹn chỉ là chuyển thế ba lần, còn không phải trùng sinh, chỉ có thể coi là ký sinh, cũng đã để cho nàng ký ức rối loạn, tu vi cơ hồ sụp đổ. Mà Bách Hoa tiên tử tình huống, rõ ràng muốn càng nghiêm trọng hơn một chút, nàng năm đó sau khi ngã xuống, bố trí chuyển sinh pháp trận, đem chính mình linh hồn tinh túy chuyển thế. Cho tới bây giờ mới thôi, Bách Hoa tiên tử đã không biết chuyển thế bao nhiêu lần. May mắn, mỗi một lần chuyển thế, trí nhớ của nàng đều sẽ thanh không một lần, bằng không mà nói, chỉ sợ Bách Hoa tiên tử ký ức cũng sẽ hoàn toàn rối loạn. Lần này, Diệp Trần hòa Bách Hoa tiên tử đến đây tìm kiếm Gió Niệm Kiều, chính là muốn để Gió Niệm Kiều lần nữa chuyển thế, hơn nữa chuyển thế đến Tiềm Long thế giới, đợi đến nàng chuyển thế thành công một khắc này, chưa có dư thừa ký ức, Bách Hoa tiên tử để lại ký ức, liền có thể trực tiếp dung nhập cái này con mới sinh trên thân. Muốn làm điểm ấy, chẳng khác gì là nhường Gió Niệm Kiều trực tiếp chết đi. Cho nên, Bách Hoa tiên tử thật đúng là không tốt tự mình cùng Gió Niệm Kiều giảng giải cái gì. Được chưa, vậy ta để giải thích. Diệp Trần gật đầu một cái, mắt thấy một bên Bách Hoa tiên tử, thân ảnh dần dần biến mất sau đó, Diệp Trần mới trực tiếp giải trừ đối với Gió Niệm Kiều đám người cấm chế. Thân thể run lên, tứ chu chúng nhân, tất cả đều khôi phục bình thường. Hạ Phương Na mấy danh chiến giáp vũ giả, bây giờ người người mặt mũi tràn đầy kinh hãi, nhìn chằm chằm phía trên Diệp Trần. Bọn hắn mặc dù phân biệt ra được, Diệp Trần tựa hồ chỉ là một đạo linh thể, nhưng mà Diệp Trần thực lực, nhưng lại làm cho bọn họ hoảng sợ không thôi, liền thần đạo danh giới Mai Hoa đạo nhân, tại Diệp Trần trước mặt, cũng ngăn không được Diệp Trần nhất chiêu, huống chi là bọn hắn. Các hạ là người nào? Mai Hoa đạo nhân chính là ta thiên môn cung phụng, hôm nay ngươi đem Mai Hoa đạo nhân chém giết, chẳng lẽ sẽ không sợ ta thiên môn cao thủ đem các hạ trấn áp sao? Một danh chiến giáp vũ giả, cắn răng mở miệng nói. Thiên môn tông, chính là sáng rực giới tuyệt đối bá chủ. Cho nên, những thứ này chiến giáp vũ giả, dù cho biết được Diệp Trần thực lực phi phàm, lại vẫn cảm thấy Diệp Trần không thể nào là thiên môn tông cao thủ đối thủ. Mấy người các ngươi, cút đi. Diệp Trần liếc mắt nhìn cái này mấy danh chiến giáp vũ giả, tiện tay vung lên, một cơn gió lớn xuất hiện, đem cái này mấy danh chiến giáp vũ giả, trực tiếp cuốn bay tiêu thất. Cái này mấy danh chiến giáp vũ giả, vừa rồi xuất hiện thời điểm, trương cuồng tùy ý, gần như không coi nhân mạng là chuyện. Những thứ này, Diệp Trần hòa Bách Hoa tiên tử có thể tất cả đều cảm ứng được, nếu không phải cảm thấy những thứ này chiến giáp vũ giả, cũng chỉ là bị người lợi dụng công cụ lời nói, Diệp Trần đã sớm trực tiếp đem bọn hắn chém giết. Chúng ta cũng chuyển sang nơi khác, dọn dẹp tứ chu chúng nhân, Diệp Trần đưa tay bắt lấy Gió Niệm Kiều cánh tay, mang theo nàng trực tiếp tại chỗ biến mất. Sau một khắc, Diệp Trần hòa Gió Niệm Kiều hai người, xuất hiện ở một tòa rượu lâu chi bên trên. Trong tiểu lâu người đến người đi, lại vẫn cứ không có người cảm ứng được, đột ngột xuất hiện Diệp Trần hai người có cái gì chỗ dị thường. Tiền bối, lúc này, đã bắt đầu phản ứng lại Gió Niệm Kiều, trên mặt đã lộ ra mấy phần lo lắng thần sắc. Vội vàng nói, lần này đa tạ tiền bối ân cứu mạng, bất quá tiền bối vừa rồi thả đi cái kia mấy danh chiến giáp vũ giả, bây giờ tiền bối tin tức, e rằng đã bị thiên môn tông cao thủ biết được, bọn hắn chẳng mấy chốc sẽ điều động càng nhiều cao thủ đến đây, tiền bối hay là trước nghĩ biện pháp, mau chóng đào tẩu a. Không cần thiết, sáng rực trong giới hạn, đáng giá ta chạy trốn người, e rằng còn không tồn tại. Diệp Trần khoát tay áo, cười nói, ngươi không cần khẩn trương như vậy, ta lần này đến đây tìm ngươi. Là có một sự kiện cần nói cho ngươi một chút. Gió Niệm Kiều mặt mũi tràn đầy khẩn trương ngồi tại Diệp Trần phía trước, rõ ràng đối với Diệp Trần mà nói, cũng không có quá quả thật. Thiên môn tông cường đại, cơ hồ khác ở mỗi một cái sáng rực giới võ giả sâu trong linh hồn. Cho nên, Gió Niệm Kiều cũng căn bản không tin, thật sự có người có thể hòa thiên môn tông chống lại. Tiền bối muốn nói gì? Chỉ cần ta có thể làm được,
tuyệt sẽ không cự tuyệt tiền bối. Gió Niệm Kiều thần sắc kiên định nói. Vừa rồi, nếu không phải Diệp Trần xuất thủ, Gió Niệm Kiều đã sớm rơi xuống Mai Hoa đạo nhân trong tay, hạ chàng nhất định sẽ vô cùng thê thảm. Bởi vậy, Gió Niệm Kiều đối với Diệp Trần, trong lòng vẫn có chút cảm kích, lời nói, cũng là chân tình thực lòng. Ách, nhìn xem Gió Niệm Kiều cái bộ dáng này, Diệp Trần lại ngược lại có chút không biết nên làm sao mở miệng. Cũng không thể nói thẳng, mời ngươi đi trước chết một lần a. Nhìn chằm chằm Gió Niệm Kiều nhìn phút chốc, Diệp Trần cũng không mở miệng, mà là âm thầm hòa Bách Hoa tiên tử giao lưu. Liễu Khởi tới, tiên tử, ngươi trực tiếp đưa ngươi tất cả ký ức, dung nhập trước mặt cái này Gió Niệm Kiều thể nội có thể được không? Diệp Trần, ngươi nên biết, ta hiện tại rốt cuộc có bao nhiêu suy yếu, nếu như ta đem ta tất cả ký ức dung nhập Gió Niệm Kiều thể nội, đến lúc đó không phải ta chuyển thế trọng sinh, mà là Gió Niệm Kiều bản thân ý thức, đem ta hết thảy toàn bộ thôn phệ. Bách Hoa tiên tử âm thanh lạnh lùng nói, cho nên, chỉ có thể thừa dịp ta chuyển thế chi thân, lần nữa chuyển thế thời cơ, ta mới có cơ hội đem ta hết thảy, bám vào ở tại trên linh hồn. Nhận được Bách Hoa tiên tử chuẩn xác đáp lại, Diệp Trần tâm trung thở dài một cái. Phong cô nương, ta lần này đến đây tìm ngươi, chính là vì một vị lão bằng hữu. Diệp Trần lời vừa mới mở miệng, lại không nghĩ, toàn bộ tiểu lâu, đột nhiên một hồi chấn động. Oanh! Một cỗ pháp tắc lực lượng, từ trên trời giáng xuống, tương Diệp Trần hai nhân tứ xung quanh tòa tiểu lâu này, trực tiếp xé rách trở thành mảnh vụn. Liền rượu lâu chi nội nhân, cũng bắt đầu chịu đến những thứ này pháp tắc lực lượng tác động đến, vô số người thân ảnh, không ngừng vặn vẹo Liễu Khởi tới. Dám can đảm giết ta Thiên Môn Tông cao thủ, quả thực là tự tìm cái chết. Đồng thời, quát lạnh một tiếng, từ rượu lâu chi bên ngoài, đột ngột truyền đến. Nghe được cái này âm thanh, Gió Niệm Kiều trên mặt đã lộ ra sợ hãi biểu lộ. Thanh âm này, trùng trùng điệp điệp, chỉ là trong đó bổ sung thêm công kích linh hồn, liền để Gió Niệm Kiều linh hồn chấn chiến, cơ hồ triệt để sụp đổ. Chỉ là một thanh âm liền như thế kinh khủng, có thể tưởng tượng được, đạo thân ảnh này chủ nhân, là bực nào kinh khủng. Là tìm chúng ta, Diệp Trần nhìn về phía rượu lâu chi bên ngoài. Hết tập 190.